Trên đường về lớp, chiếc Mitsubishi đã bị chuyển sang bên đường, chẳng biết là ai xả hận, đá một cái làm cửa xe hõm sâu vào, còn có người dùng thứ gì như chìa khóa rạch ột vết xước dài. Đỗ Phi cực kỳ hả dạ, nếu chẳng phải Trương Khắc ngăn cản hắn cũng xông vào cho cái xe kia thêm vài cú đá. Buổi trưa nhiệt độ rất cao, trong lớp đông người ngột ngạt, Trương Khắc ở lì trong xe bật điều hòa không chịu đi, Đỗ Phi cũng không chịu nhúc nhích, Đường Thanh chịu thua, đành một mình về lớp. Làm sao bây giờ, gặp phải giáo viên chủ nhiệm thế này, về sau sống thế nào đây? Đỗ Phi rất lo lắng cho cuộc sống trong trường sau này. Mã Tử Thiện đã đồng ý điều cô ta đi rồi, sao mày không phụ họa một tiếng? Trương Khắc điều chỉnh ghế ngồi, gối đầu lên tay, dáng vẻ thoải mái. Mày sợ cô ta lôi cả ba mày tới trường chứ gì? Ba tao rất tôn sư trọng đạo, lại sĩ diện, nếu bị cô ta kéo tới trường, chắc chắn sẽ trút giận lên tao. Ba mày không phải là tôn sư trọng đạo. Trương Khắc cười hô hố. Đó hội là di chứng sợ vợ. Vợ Đỗ Tiểu Sơn mặc dù không làm giáo viên từ lâu rồi, nhưng hệ thống giáo dục khu Tây Thành muốn làm việc gì, tìm bà ta còn hiệu quả hơn tìm Đỗ Tiểu Sơn. Đỗ Phi gây ra chuyện gì ở trong trường, cha hắn không quan tâm lắm, nhưng phải qua ải mẹ hắn trước. Ba mày mới sợ vợ. Đỗ Phi hận người khác lấy việc này ra đùa, thẹn quá hóa giận. Mày không lo à? Sợ vợ đâu phải chuyện xấu, ba tao cũng sợ mẹ tao, mà tao cũng chẳng có gì phải lo, ba tao đã bị cô ta gọi tới rồi, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì nên vội tới. Ba tao trước kia làm giáo viên, tất nhiên chẳng thèm chấp tiểu thôi, sau này kệ cô ta là được, còn sợ cô ta tới chính phủ làm lên hay sao? Trương Khắc đột nhiên ngồi bật dậy. Ai, buổi chiều phải quét dọn, hiện giờ tao chỉ sợ Đường Thanh cằn nhằn. Trương Khắc bảo Phó Tuấn đỗ xe dưới tán cây đợi, cực kỳ đau khổ lê bước vào trong phòng học nóng bức, đoán chừng nhiệt độ trong phòng phải lên tới 40 độ, cứ nghĩ 5-60 người chen chúc nhau, Trương Khắc chỉ muốn quay về xe. Đường Thanh ở trong lớp tay cầm vở bài tập quạt phành phạch, trán đẫm mồ hôi, khuôn mặt xinh xắn đỏ hồng hồng, thấy Trương Khắc và Đỗ Phi đi vào, đắc ý hừ một tiếng. Còn tưởng hai bạn dám trốn chứ? Tổng vệ sinh do ban cán sự lớp tổ chức, giáo viên toàn trường chiều mở đại hội công đoàn gì gì đó, Thôi Úc Man chỉ ngó qua lớp một chút. Trương Khắc, Đỗ Phi và mấy đứa bạn khác được Đường Thanh sai đi lau cửa kính hành lang, Trương Khắc và Đường Thanh một nhóm, cách cửa kính đầu mày cuối mắt với nhau, cảm giác không tệ. Một số gái khác lau cửa sổ với Đỗ Phi, thấy Đỗ Phi hời hợt lau qua lau lại cùng một chỗ, bực mình nói. Bạn lau phía dưới mình được không? Đừng lau mãi một chỗ, phải lau chỗ khác nữa chứ. Trương Khắc đang một tay lau cửa sổ, một tay cầm coca ướp lạnh nhàn nhã uống, nghe cô bạn kia nói thế, phì một cái phun sạch coca lên kính, làm Đường Thanh ở phía đối diện giật mình. Lúc này mọi người mới cảm nhận được chỗ ám muội của câu nói kia, cười rộ cả lên, cô bạn kia dung mạo cũng thường thường. Nhưng bộ dạng má phấn thẹn thùng cũng rất dễ coi, chỉ có điều mọi người cười dữ quá, không còn mặt mũi nào ở lại, ném khăn vào thùng chạy xuống lâu, cả lớp càng cười tợn. Hạ lưu. Đường Thanh thấy Trương Khắc cười xấu xa, nhớ lại vừa rồi mình cũng đứng trên bệ cửa sổ lau kính phía trên, xấu hổ mắng y một tiếng. Trương Khắc háy mắt lấy khăn lau lau mặt kính trước ngực cô, Đường Thanh tưởng tượng ý vị mờ ám trong động, tức giận cầm khăn ném tới. Lưu manh. Đường Thanh không chịu đứng ở phía đối diện cho Trương Khắc trêu ghẹo nữa, cầm rẻ lau đứng cùng một phía với y, thúc giục. Lau xong cửa kính còn có lan can nữa đấy. Trương Khắc huých huých vai Đường Thanh, bảo cô nhìn cô gái đứng bên cửa sổ, Đường Thanh thò đầu ra nhìn thấy cô gái đó mặc váy bằng sợi tổng hợp, ánh sáng xuyên qua, có thể nhìn rõ ràng quần lót bên trong và cặp đùi trắng trẻo, đưa tay ra che mắt Trương Khắc. Bạn thật lưu manh, không cho nhìn người khác. Giọng cô nàng nũng nịu, chẳng giận thật. Thấy Trương Khắc giãy giụa vẫn muốn nhìn, vội nhắc cô gái kia. Tiểu Man, bạn lộ hết rồi kìa. Chương 219, táng tận lương tâm. Anh chàng đứng trước mặt Tiểu Man mặt đỏ như ớt, bại lộ vừa rồi nhìn trộm. Tiểu Man thét lên, che váy ngồi xuống, cầm rẻ lau ném anh chàng kia. Chu Kính Quang, bạn còn dám nhìn nữa à? Trương Khắc không nhịn nổi cười, xem ra Tiểu Man sớm biết mình bị lộ hàng, đôi gian phu dâm phụ này đã chim chuột một lúc rồi. Chẳng qua bị Đường Thanh hô lên, đành phải làm gì đó biểu thị mình là thiếu nữ ngây thơ. Trương Khắc ghé vào tai Đường Thanh nói nhỏ. Người ta chàng muốn nhìn nàng tình nguyện để lộ, bạn phá đám làm gì? Đường Thanh lườm y một cái, nhỏ giọng rít lên. Vậy bạn nhìn trộm làm gì? Đám con trai toàn đồ háo sắc. Không phải. Trương Khắc cố giải thích.
Chẳng qua mình không tiện nhắc, Tiểu Man cho Chu Kinh Quang nhìn cũng chẳng sao, nhưng chiêu đãi cả đám con trai đang quét dọn trong lớp thì thiệt quá. Đường Thanh cố nhịn cười đưa tay nhéo Trương Khác, song ngại không dám tỏ ra quá thân thiết với Trương Khác trước mặt bạn học, trừng mắt uy hiếp. Không được né. Rồi mới đưa tay ra nhéo y. Bỏ qua nghiệt duyên của kiếp trước, sự hồn nhiên của Đường Thanh lúc này làm trái tim y sao động nhất, Trương Khác đứng yên cho cô nàng hành hạ. Ở vị trí lớp học của Trương Khác có thể nhìn thấy chiếc Mitsubishi màu đỏ kia, lúc này đám vạn thiên tài mới quay về trường, chắc là đi lấy chìa khóa dự phòng, đang vây quanh chiếc xe nhìn ngó. Đúng như Trương Khác suy nghĩ, cửa xe hõm sâu vào vết rạch dài làm Triệu Ti Minh khóc không ra nước mắt, vừa xót của vừa giận, vạn thiên tài đứng bên cạnh mặt tím tái. Lúc nãy mấy nam giáo viên đẩy xe sang bên đường, dùng lực quá mạnh, còn làm mũi phải xe móp đi, nhưng không ai nói ra. Vừa mới nhận xe hai ngày đã biến dạng rồi, tao phải ăn nói với ba tao ra sao đây? Triệu Ti Minh oán giận nói. Sao mày để cô ta cướp lấy chìa khóa, lại bị cô ta túm cổ mà không kháng cự gì? Vạn thiên tài cũng chẳng dễ chịu hơn hắn chúng nào, bị người ta túm cổ áo kéo đập mặt vào cửa xe trước mặt bao người, đối với loại hoàn khổ ở độ tuổi này mà nói là đại sỉ nhục. Lúc bị Thôi Úc Mạn cướp chìa khóa là do hắn không ngờ, chứ không phải sợ cô giáo mới tốt nghiệp này. Lúc hắn đang tức giận muốn cho cô ta một trận thì nhìn thấy Trương Khác ngồi trong xe đối diện, nụ cười lạnh băng làm rùng mình, tới khi bị Thôi Úc Mạn ném chìa khóa xuống sông, hắn cũng không dám đánh người trước mặt Trương Khác. Nhưng chuyện qua rồi làm hắn càng nghĩ càng hận. Triệu Ti Minh không hề biết hắn đang nghĩ gì, thất vọng tột cùng với biểu hiện của vạn thiên tài, không nhịn được nói. Đỗ Phi đánh cho Tào Quang Minh phải nằm viện, Tào Quang Minh còn phải viết kiểm điểm, mày sẽ không kém cả Đỗ Phi đấy chứ. Nam nhân cho dù có 80 tuổi vẫn hứng thú với thiếu nữ tuổi hoa mơn mởn, Trương Khác cũng không phải ngoại lệ. Y và Đỗ Phi làm sao chịu nghiêm túc tổng vệ sinh hết buổi được, lén trốn việc chui vào trong xe bật máy lạnh, xe dừng dưới bóng cây gần cầu thang, rất tiện lợi cho hai tên ngắm nghía các thiếu nữ thanh xuân đi qua. Thịnh Thanh lập một xưởng in đĩa ở Đông xã, bốn chiếc máy hoạt động ngày đêm không nghỉ, Trương Khác thời gian qua bận tối mắt, mấy chuyện này do vừa rồi ngồi ngắm gái Đỗ Phi kể cho. Mày không tham gia vào đấy chứ? Trương Khắc hỏi Đỗ Phi, sau khi trải qua chuyện Lý Chi Phương, hắn trở nên chững chạc hơn nhiều, câu làm nam nhân mau chóng trưởng thành chỉ có nữ nhân quả không sai chút nào. Đỗ Phi không trả lời chính diện, cười hăng hắc nói. Hay lắm mà. Trương Khắc không nói gì, y cũng từng vì lợi ích cá nhân làm một số chuyện quá đáng, đó luôn là hối tiếc trong đời y. Giờ được làm lại lần nữa, một số việc y quyết không làm, xã hội cuộc sống này này đầy cơ hội. Không cần phải làm chuyện táng tận lương tâm. Còn với Đỗ Phi, con đường đời của hắn phải do hắn tự mày mò mới được, lúc này có dính dáng tới đĩa lậu cũng chẳng có gì to tát, mà đám Thịnh Thanh cũng chẳng muốn quay lại vũng bùn trước kia, y chẳng có gì phải lo. Khác thiếu gia, Hải Long xuất viện rồi, muốn tới cảm ơn thiếu gia. Phó Tuấn Nhân lúc hai người dừng câu chuyện, quay lại nói. Trương Khác đương nhiên vẫn nhớ người quân nhân giải ngũ bị đám thuộc hạ của Triệu Cẩm Vinh đánh cho nằm viện này. Chuyện tôi nói với anh ta có đồng ý không? Chuyện Mã Hải Long, Trương Khác vốn chỉ định ngăn Triệu Cẩm Vinh giết người xóa dấu vết là đủ, không định để ý nhiều. Nhưng về sau biết là chiến hữu của Phó Tuấn mới đưa tới bệnh viện chăm sóc. Tôi nói với anh ấy rồi, nhưng anh ấy là người cẩn thận chắc chắn, không tùy tiện hứa hẹn, để tôi khuyên thêm. Anh ta cũng không từ chối hả? Trương Khác dặn, cẩn thận chắc chắn là tốt, rảnh thì bảo anh ấy tới công ty chơi. Phó Tuấn vâng một tiếng, không nói xen vào nữa. Buổi chiều học sinh mới tới báo danh, các cô gái năm thứ nhất bị 10 ngày quân huấn nắng gió hành hạ, tuyệt đại đa số đen nhẻm, chẳng có gì đáng nhìn, thậm chí còn mặc quân phục, Trương Khác ngán ngẩm nhắm mắt lại dưỡng thần. Nghe nói học sinh mới có đại mỹ nữ, lúc học thêm hè tao chỉ tới một lần, không có cơ hội nhìn thấy, nhưng nghe bọn trong lớp kể lại còn chảy nước dãi, chắc là không tệ. Đỗ Phi hí hửng kể, mắt láo liên ngó bên ngoài. Tao đang thắc mắc sao mày ở đây tốn thời gian với tao mà, mày không phải bồi tiếp tiểu hạ nhà mày à? Cô ấy lên năm thứ ba rồi, lại học khoa học tự nhiên, học tập rất căng, không giống bọn mình, có cả đống thời lượn lờ. Còn nhớ Thịnh Hạ và Trần Phi Dung cùng trường sơ chung, thì ra còn cùng cả khóa. Chính đang tán gẫu thì có mấy cô gái đi qua trước xe. Trương Khác vô tình nghiêng đầu sang nhìn, tức thì như trúng điểm huyệt, ánh mắt bị một cô gái trong đó thu hút. Thế nào, thế nào? Đỗ Phi nói lớn. Tao đã bảo trong học sinh mới có đại mỹ nữ mà.
hắn đang dương dương đắc ý muốn tâm công thì thấy ánh mắt Trương Khắc không ổn, hơi nghiêm trọng. Sao vậy, thấy mỹ nữ choáng luôn rồi à? Đó là một vụ án đủ nhất trung hổ thẹn trăm năm, Trương Khắc gần như là người thuộc nhóm đầu tiên tới hiện trường ở rừng cây sau rừng, tận mắt nhìn thấy ánh mắt thất thần thê lương cùng cơ thể trần truồng bị lăng nhục của cô gái đó. Bấy giờ Trương Khắc vì cảnh ngộ của gia đình, tính cánh trở nên lãnh đạm vẫn bị đôi mắt cô gái đó làm nhói đau, nhưng cũng chỉ nhói đau mà thôi, Đỗ Phi còn tìm cớ đập cho đám vạn thiên tài, Triệu Ti Minh một trận. Về sau Trương Khắc luôn canh cánh trong lòng vì sự lạnh lùng của mình khi đó. Cuối cùng cũng chẳng làm được gì, lời đồn có rất nhiều bản, nhưng đáng tin nhất là Vạn Dũng, Triệu Cẩm Vinh thông qua đủ mối quan hệ, cùng đe dọa khiến cha mẹ cô gái bị làm nhục phải đổi khẩu cung. Cục Công an thành phố kết luận cuối cùng cô gái tự nguyện quan hệ với Vạn Thiên Tài và Triệu Ti Minh. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp không chút tì vệt vẫn còn hồn nhiên của cô gái ấy, Trương Khắc cảm thấy trong người hết sức bứt rứt, đau đớn như kinh mạch bị đảo lộn. Người cứng tại chỗ, rồi thình lình đứng dậy, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Vì sao mình phải vờ vịt đóng kịch với thứ cặn bã này? Đám người này ngang ngược vô lối từ nhỏ được nuôi thành tính rồi, không dễ dàng thay đổi được. Mình tuy không thể thay đổi được tuyệt đại đa số góc khuất bẩn thỉu ở xã hội này, nhưng nếu còn để cô gái ấy một lần nữa bị hủy trong tay Vạn Thiên Tài, Triệu Ti Minh thì Trương Khắc vĩnh viễn không tha thứ cho bản thân. Khắc thiếu gia, làm sao vậy? Phó Tuấn cũng nhận ra phản ứng khác thường của Trương Khắc. Vạn Thiên Tài sau khi tỏ tình bị từ chối mới làm ra chuyện làm người ta hận không thể băm vằm hắn, nên chuyện này chưa cấp bách lắm, Trương Khắc lau mồ hôi, nhớ lại biểu hiện của Vạn Thiên Tài lúc bị Thôi Úc Mạn giáo huấn. Đáng lý ra với hạng hoàn khố ngang ngược thành thói như hắn, dám làm nhục bạn học trong trường, sao có thể chịu ột cô giáo trẻ mới ra trường túm cổ áo trước mắt bao người mà không làm gì. Chương 220, dự phòng phạm tội. Trương Khắc xuống xe chạy vội ra, thấy chiếc Mitsubishi vẫn đỗ ở đó, nhưng Vạn Thiên Tài và Triệu Ti Minh không thấy đâu nữa. Làm sao thế? Đỗ Phi và Phó Tuấn cũng xuống xe theo. Hai thằng kia biểu hiện không bình thường. Trương Khắc chỉ chiếc xe nói ra lo lắng của mình. Bọn chúng không thể chịu bị bẽ mặt trước bao người, huống hồ không biết ai làm xe thành ra thế này. Bọn chúng dám làm gì? Đỗ Phi chưa ý thức được vấn đề. Dám làm gì à? Mày khi ấy dám đánh chết Tào Quang Minh, trước đó mày có nghĩ mày dám làm gì không? Vậy làm sao bây giờ? Đỗ Phi ngứa mắt với Thôi Úc Mạn, nhưng không có nghĩa hắn dung túng cho người khác hại cô ta. Loại chuyện ấy thiếu niên 16 tuổi bình thường chưa làm được. Trương Khắc nói với Phó Tuấn. Mã Hải Long sau khi xuất viện ở nhà không có việc làm phải không? Anh tìm anh ấy lại đây, tôi có việc muốn nhờ. Rồi lấy điện thoại gọi cho Thịnh Thanh. Anh Thịnh, nếu rảnh tới nhất trung tìm tôi. Chỗ ở tạm thời của Mã Hải Long sau khi nhà bị giải tỏa không có điện thoại, Phó Tuấn lái xe đi đón hắn, Trương Khắc và Đỗ Phi về trường đợi Thịnh Thanh. Thôi Úc Mạn họp xong về lớp xem tình hình vệ sinh, thấy Trương Khắc đang cầm di động gọi điện, liền kéo y ra ngoài mắng ột trận. Gọi di động trong trường là đi ngược lại hình tượng học sinh trong trường, phải mười mấy năm sau, giáo viên mới lịch sự mời học sinh chuyển di động sang chế độ dung. Trong mắt Trương Khắc, Thôi Úc Mạn là cô gái trẻ vừa rời cánh cửa trường học, L. Chương 221, ép vào khuôn khổ. Những suy đoán này tạm thời không thể nói cho Đường Thanh biết. Trương Khắc bảo Phó Tuấn lái xe đưa mình và Đường Thanh cùng về khu tập thể học viện sư phạm, cùng ở lại nhà Đường Thanh ăn cơm. Vừa ăn cơm xong thì nhận được điện thoại của Thịnh Thanh, tìm được một tên gần đây hay chơi với đám Vạn Ti Minh, đó là con trai phó chủ nhiệm ủy ban kiết thiết thành phố Hoàng Trụ Toàn. Chiều nay hắn cũng biết mất, tới tối mới đột nhiên lái xe về nhà, đám thủ hạ của Thịnh Thanh không tiện đưa hắn ra. Trương Khắc do dự, dù sao chuyện này chỉ là suy đoán mà thôi. Đường Học Khiêm nhận ra dáng vẻ bất thường của y, hỏi. Có chuyện gì mà cứ ấp a ấp úng thế? Trương Khắc thà rằng để Đường Thanh mãi không biết thế giới này còn có chuyện xấu xa như thế tồn tại, tới thư phòng nói suy đoán của mình với Đường Học Khiêm. Nếu Vạn Thiên Tài thực sự làm ra chuyện gì không thể vãn hồi, là cơ hội cực tốt xử lý Vạn Dung. Trương Khắc im lặng cúi đầu, dùng khóe mắt kín đáo quan sát Đường Học Khiêm, xem ông có phản ứng gì. Bác thấy thế này. Hôm nay vừa khéo bác rảnh rỗi để quan tâm tới chuyện học tập của Thanh Thanh, bác sai người tới mời cô giáo Tiểu Thôi tới nhà bác làm khách, sau đó đưa cô ấy về. Đường Học Khiêm suy nghĩ một lúc rồi nói. Quan trọng là phải biết mấy thằng tiểu tử hư hỏng đó muốn làm gì, không thể để người khác vô duyên vô cớ bị tổn thương, cũng không thế cứ thể oan uổng cho bọn chúng. Cháu sẽ tới nhà Hoàng Trụ Toàn,
trẻ con với trẻ con dễ nói với nhau hơn, chỉ cần sơ bộ chứng thực được suy đoán của cháu sẽ bảo cảnh sát ngay. Đường Học Khiêm rốt cuộc không làm y thất vọng, Trương Khắc cười nhẹ nhõm. Vậy cũng được. Đường Học Khiêm gọi Đường Thanh vào, bảo cô gọi điện mời Thôi Úc Mạn tới nhà làm khách. Đường Thanh tưởng mình làm sai chuyện gì, bị Trương Khắc lén lút cáo trạng, hai mắt hung dữ nhìn y, nhưng không dám không đi gọi điện thoại, xong thừa lúc Đường Học Khiêm không để ý, đưa tay ra nhéo hông Trương Khắc, uy hiếp. Vừa rồi hớt lẻo cái gì với ba mình đấy hả? Điện thoại gọi tới trường học, bảo vệ nói Thôi Úc Mạn tan học liền rời trường, không ai biết số điện thoại của cô ta. Thịnh Thanh điều động hết đám huynh đệ ở Tây Thành, tới 8 giờ vẫn không phát hiện hành tung của đám vạn thiên tài, điện thoại của bọn chúng đều tắt máy. Bên phía Thôi Úc Mạn có Mã Hải Long đi theo không cần quá lo, Trương Khắc quyết định tới nhà của Hoàng Trụ Toàn trước. Tới khu tập thể của Ủy ban Kiến thiết, Thịnh Thanh đợi ở ngoài cổng, Thiệu Chí Cương cũng có mặt, hắn được tin Thịnh Thanh huy động huynh đệ tìm kiếm đám vạn thiên tài, trực tiếp tới hỏi xem có chuyện gì, vừa kịp tới góp vui. Thiệu Chí Cương thấy xe Trương Khắc tới, cùng Thịnh Thanh vào xe, hỏi. Khắc thiếu gia, cơ hội tốt thế này vì sao không lợi dụng? Bên kia phái thêm người theo dõi, sợ gì bọn chúng làm chuyện táng tận lương tâm. Trương Khắc lắc đầu. Chẳng phải tôi nổi lòng hiệp nghĩa, mà làm như thế mùi âm mưu quá nặng. Mấy tháng qua cẩn thận bố trí, hẳn Chu Phú Minh đã sinh nghi kỵ với Vạn Dũng, nếu để ông ta ngửi ra mùi âm mưu, nói không chừng sinh cảnh giác. Trương Khắc tìm tới nhà Hoàng Trụ Toàn, gõ cửa hỏi. Xin hỏi, Hoàng Tiểu Minh có nhà không? Ai đấy? Giọng một người trung niên hỏi, sau cửa có động tĩnh, mắt mèo mở ra, ánh sáng hắn ra ngoài rồi tối đi, có người đang ở sau quan sát. Ba tôi là Trương Chi Hành của chính phủ thành phố. Cửa vừa mở ra, Phó Tuấn, Thiệu Chí Cương, Thịnh Thanh nấp ở góc cầu thang tràn ngay vào. Trung niên béo ú mở cửa là Hoàng Trụ Toàn, mặt đầy nốt đậu, thấy cảnh đó hoảng sợ hỏi. Các người muốn làm gì? Chủ nhiệm Hoàng quên tôi rồi sao? Thiệu Chí Cương cười hăng hắc, xoa xoa tay. Thiệu Chí Cương của Địa ốc Thế Kỷ, mấy ngày trước vừa tới bái phỏng. Nhìn thấy một thanh niên chừng 20 tuổi ngồi ở ghế sofa, hỏi. Đây là Hoàng Tiểu Minh, công tử của chủ nhiệm Hoàng phải không? Trương Khắc thấy tên thanh niên ánh mắt hoảng loạn, cười nói. Chắc anh đã nghe thấy tên tôi từ chỗ hai tên Vương Bát Đản Vạn Thiên Tài, Triệu Ti Minh rồi phải không? Sao các người lại tới đây? Hoàng Tiểu Minh cố làm ra vẻ trấn tĩnh. Anh hy vọng ai tới? Trương Khắc quan sát hắn, tên này 2 năm trước tốt nghiệp nhất trung, hiện đang học ở Học viện Y học Hải Châu, vậy mà cứ đi theo đám vạn thiên tài, đúng là vô dụng, song hắn biết thoát khỏi liên quan tới chuyện hôm nay, không phải hạng không có đầu óc. Tưởng cục công an tới tìm sẽ dễ ăn nói thế này à? Đám vạn thiên tài tối nay định làm gì? Bọn họ làm gì không liên quan tới tôi? Hoàng Tiểu Minh cố mạnh miệng nói. Các cục ủy ban phía dưới có chuyện gì thì thư ký trưởng chính phủ là cửa ải đầu tiên bọn họ phải qua, Hoàng Trụ Toàn tất nhiên biết rõ Trương Chi Hành, cũng chẳng xa lạ gì Trương Khắc. Ngay Thịnh Thanh ở bên cạnh ông ta cũng biết. Đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Trụ Toàn quay đầu lại hỏi con trai, Trương Khắc và Thiệu Chí Cương tuyệt không phải là người tới tặng quà nhờ vả. Chẳng có chuyện gì. Hoàng Tiểu Minh cũng không nhát tới mức vừa hỏi một cái đã mở miệng nói thật. Trương Khắc chẳng vội, nếu biết mình đã đoán chúng rồi, chẳng sợ không cậy nổi miệng hắn, đi tới ghế sofa ngồi xuống, liếc một vòng phòng khách, cái ghế chủ nhiệm ủy ban kiến thiết này đúng là béo bở, đồ đạc bày trong phòng xa hoa hơn nhà y gấp bội, nhìn thẳng vào Hoàng Tiểu Minh. Chuyện mà sùm lên anh đừng mong có thể trông cậy vào ba anh gánh vác hộ, chúng tôi tới đây là để ngăn chặn chứ không muốn làm lớn chuyện. Hoàng Trụ Toàn lăn lộn quan trường bao năm không phải là vô ích. Mặc dù con trai ông ta cắn chặt răng không chịu nói, nhưng ông ta chỉ quan sát sắc mặt là hiểu ra một chút, nghiêm khắc nhìn con, quát. Nói đi, có chuyện gì? Hoàng Tiểu Minh không phải là thiếu niên chưa hiểu chuyện, thấy dáng vẻ đám Trương Khắc tựa hồ đã biết gì đó, song chưa ngu tới mức nói ra trước mặt mọi người, nháy mắt bảo cha hắn vào thư phòng nói chuyện. Trương Khắc thản nhiên ngồi ở ghế sofa, vợ Hoàng Trụ Toàn và một cô giúp việc ngồi im thít bên cạnh bàn ăn, từ lúc đám Trương Khắc đột nhiên xông vào. Cả hai sợ không dám nói gì. Trương Khắc cười ôn hòa. Dì Hoàng vẫn đang ăn cơm à, mọi người bữa tối ăn gì thế? Trông có vẻ như muốn tán gẫu chuyện thường ngày. Vợ Hoàng Trụ Toàn mặt tái mét ấp úng đáp lời, Thịnh Thanh thiếu chút nữa cười ra tiếng. Hồi xưa khi hắn còn là đại ca đường phố tới nhà người ta đòi nợ cũng từng có cảnh giả dối thế này.
Hoàng Trụ Toàn cùng con trai ra khỏi thư phòng, tay ông ta còn cầm khăn tay lau mồ hôi, hình như điều hòa trong phòng hỏng rồi. Chủ nhiệm Hoàng, Trương Khắc không quan tâm tới Hoàng Tiểu Minh nữa. Ông hỏi ra chuyện gì rồi chứ? Vạn Thiên Tài tập trung mấy người muốn dạy cho cô giáo ở trường nhất trung một bài học. Hoàng Trụ Toàn cười thảm. Tiểu Minh không dám gây chuyện, kiếm cớ đi về. Trương Khắc hời hợt ồ một tiếng. Giống suy đoán của chúng tôi, chẳng có gì to tát, thôi về đợi xem báo sáng mai vậy. Chủ nhiệm Hoàng cứ coi như hôm nay chúng tôi không tới, tôi cũng không thừa nhận việc này, tôi đích xác là không có lý do gì biết chuyện này cả. Nếu chẳng phải đám Thiệu Chí Cương ngoan ngoãn đứng sau Trương Khắc, nếu y chẳng phải con Trương Chi Hành, Hoàng Trụ Toàn tất nhiên không coi y ra gì, do dự hỏi. Thư ký trưởng Trương có biết việc này không? Ba tôi biết chuyện này làm gì, chẳng lẽ sẽ có lòng tốt nhắc phó thị trưởng Vạn cẩn thận đừng để con ông ta tối nay gây chuyện. Chủ nhiệm Hoàng tưởng chính phủ mọi người hòa hợp cả sao? Chẳng qua bất đắc dĩ làm cho người ta xem thôi. Trương Khắc cười khinh miệt, thản nhiên như không vỗ vai Hoàng Trụ Toàn. Chủ nhiệm Hoàng lúc này gọi điện cho phó thị trưởng Vạn nói không chừng còn kịp, cũng có thể là không kịp, nhưng kịp thì sao? Chủ nhiệm Hoàng có tới kịp được không? Chương 222, hiềm khích. Trương Khắc thản nhiên thừa nhận cha y và Vạn Thiên Tài mâu thuẫn lớn, cũng tỏ rõ sự hài hòa giữa Đường Học Khiêm và Vạn Dũng là làm cho người khác xem, Hoàng Trụ Toàn kinh hãi nghi hoặc không thôi. Chính trị mặc dù không tàn khốc tới mức người sống ta chết nhưng cũng chẳng khá hơn là bao, nói thế chẳng phải đại biểu Đường Học Khiêm cũng biết việc này. Trương Khắc và Đàm Thiệu Chí Cương tới đây chỉ là để xác thực từ miệng con trai ông ta, tất cả xem ra giống một âm mưu nhắm vào Vạn Dũng. Hoàng Trụ Toàn nghiền ngẫm lời của Trương Khắc, còn kịp không? Vạn Dũng được thông báo có lẽ kịp ngăn con trai gây họa, nhưng mình thì không kịp. Chưa nói Vạn Dũng kiêu ngạo hống hách có nhớ cái công lao này hay không, ít nhất bên kia Đường Học Khiêm đã đắc tội sạch rồi. Vạn Dũng phân quản ủy ban kiến thiết, Hoàng Trụ Toàn tất nhiên phải lấy lòng Vạn Dũng, nhưng không đại biểu ông ta sẽ theo Vạn Dũng đi vào đường cùng, nếu Đường Học Khiêm muốn lợi dụng việc này thì không còn đường cho ông ta lựa chọn. Thấy khóe miệng Trương Khắc mang nụ cười quỷ dị xoay người định đi, Hoàng Trụ Toàn vội hỏi. Ý thị trưởng Đường ra sao? Thị trưởng Đường biết chuyện này đương nhiên rất tức giận, nhưng suy đoán vô cớ, không thể ngăn cản. Trương Khắc liếc nhìn Hoàng Tiểu Minh. Tối nay nếu xảy ra việc ác liệt gì, con trai ông rõ ràng có tham gia, mặc dù đã thoát thân, nhưng không ngăn cản, cho dù miễn cưỡng đối phó được với pháp ti, chỉ e không thoát khỏi oán hận của phó thị trưởng Vạn và Triệu Cẩm Vinh đâu. Có nên thông báo cho thị trưởng Vạn một tiếng không? Hoàng Trụ Toàn thăm dò một câu, tránh khéo quá hóa vụng. Chúng tôi cũng không mong xảy ra chuyện gì ác liệt, song tới giờ vẫn không liên lạc được với mấy tên khốn kiếp kia. Thiệu Chí Cương nói vào. Bọn chúng đã quyết định làm việc đó, nên đã tắt hết điện thoại, lúc này dù có liên lạc được với phó thị trưởng Vạn cũng không ngăn cản được gì. Hoàng Trụ Toàn cuống lên. Vậy phải làm sao bây giờ? Trương Khắc hỏi Hoàng Tiểu Minh. Đám Vạn Thiên Tài có nói chuẩn bị giáo huấn cô giáo kia thế nào không? Hoàng Tiểu Minh hơi do dự, giờ hắn cũng biết tầm nghiêm trọng của sự việc, dù sao ở Hải Châu, Vạn Dũng còn xa mới tới mức một tay che trời. Bọn chúng kiếm ít thuốc kích dục, chuẩn bị bắt cóc tới một chỗ hẻo lánh, bọn đều nói xảy ra chuyện này, nữ nhẫn đều tự nhận xui xẻo, sau sự việc không ai dám báo án. Hoàng Trụ Toàn vừa rồi trong thư phòng chưa kịp hỏi tỉ mỉ, giờ nghe thế, mồ hôi lại vã ra. Mấy thằng xúc sinh ỉ vào trong nhà có chút quyền thế, đúng là không biết kiêng nể gì nữa. Chỗ hẻo lánh nào, mày còn giấu giếm gì nữa? Con không muốn tham dự chuyện của bọn chúng, kiếm cớ chuồn về, chuyện sau đó không biết. Hoàng Tiểu Minh oan ức nói. Trương Khắc cười lạnh, mẹ chúng nó, mới tí tuổi đầu đã nghĩ ra loại chuyện này, giờ không xử chúng nhất định chuyện kia sẽ xảy ra liền bảo. Chủ nhiệm Hoàng biết làm gì rồi chứ? Lúc này ông thông báo cho Vạn Dũng. Ông ta nhất định không cho ông báo cảnh sát, ông cam tâm đem tiền đồ gấm vóc của cả gia đình trói lên người ông ta sao? Tôi lập tức báo cảnh sát. Hoàng Trụ Toàn lau mồ hôi, mặc dù làm thế sẽ đắc tội với Vạn Dũng, nhưng cân nhắc thiệt hơn, càng không dám đắc tội với Đường Học Khiêm, quan trọng là ông ta không dám đem vận mệnh con trai ra đánh cược. Trương Khắc gật đầu hài lòng. Chủ nhiệm Hoàng nếu như đã biết phải làm gì cứ coi như chúng tôi không tới đây. Trương Khắc ra khỏi cửa, nói nhỏ với Thiệu Chí Cương. Lão Thiệu, sau này thân thiết với chủ nhiệm Hoàng nhiều vào. Thiệu Chí Cương mỉm cười hiểu ý. Vào xe, Trương Khắc lại nói. Cục công an nhận được tin,
liệu có báo ngay cho phó thị trưởng Vạn của chúng ta không nhỉ? Đương nhiên, Thiệu Chí Cương cười gian trá. Nhưng cục công an không ngốc tới mức chỉ thông báo ột mình Vạn Dũng. Thiệu Chí Cương bước vào ngành địa ốc nên phải vờ vịt lấy lòng Vạn Dũng, nhưng hắn chắc chắn đứng bên Đường Học Khiêm, nói thẳng hơn, hắn chọn đứng bên Cẩm Hồ. Ngồi trong xe một lúc điện thoại của Trương Khác vang lên, do Kim Quốc Hải gọi tới. Thằng con khốn kiếp của Vạn Dũng gây chuyện rồi. Cục công an đem vụ án đẩy lên cho Kim Quốc Hải, không ai muốn tự gánh trách nhiệm, Kim Quốc Hải cho rằng đây là cơ hội tốt đả kích Vạn Dũng, chuẩn bị báo cáo cho Đường Học Khiêm. Trương Khác cười. Chuyện này cháu cũng biết phong phanh, có lẽ cần báo cho thư ký Chu biết, dù sao Vạn Dũng cũng là đệ nhất ái tướng của ông ấy. Cảng Tân Thành của khu Bắc Quan có khu vườn trồng trọt của tập đoàn Cẩm Thành, kỳ thực là vườn tư nhân do Triệu Cẩm Vinh xây, diện tích chừng 300-400 mẫu, trồng hoa cỏ, từ đường cái tới cửa chính có một con đường xi măng kéo dài vào sâu trong vườn, dẫn tới 7 tòa biệt tự quây vào một chỗ. Đầu thập niên 90 Triệu Cẩm Vinh đã xây khu vườn này, nghe đầu tốn hơn 3.000 vạn, thời Đinh Hướng Sơn nắm quyền, nhà họ Vạn bị ép cho không ngẩng đầu lên được, Triệu Cẩm Vinh không dám chuyển nhà vào đây, nơi này thành câu lạc bộ tư của bọn chúng. Trang thiết bị không thua kém khách sạn Tây Thành chút nào, được hưởng thụ đặc thù còn tránh tai mắt của người khác. Sau khi Đinh Hướng Sơn rớt đài, chỗ này liền tồn tại bán công khai, Chu Phú Minh năm nay có tới 2 lần, rất thích nơi này, ông ta biết thân phận, không dám làm chuyện quá hoang dâm, càng không muốn bị Triệu Cẩm Vinh khống chế, nếu ham hưởng thụ, ông ta sẽ để người thân cận an bài. Nhưng trong thói đời huyên náo, thi thoảng tới đây tĩnh tâm, hết sức thư thái, không khỏi cảm khái. Làm quan có lớn đến đâu cũng không sướng bằng có tiền, có cán bộ đảng chính phủ nào dám xây ình một nơi như thế. Chu Phú Minh nhận được điện thoại của Kim Quốc Hải thì đang chơi bài ở nơi đó, trừ Triệu Cẩm Vinh còn có thư ký trưởng thành ủy Chu Hiểu Kiệt, phó tổng giám đốc tập đoàn Tân Thành là La Văn Quân. Triệu Cẩm Vinh móc nối được quan hệ với Chu Phú Minh vì Chu Hồng Mai con gái Chu Phú Minh thành lập một công ty thoại thương ở Tân Gia Pha, Triệu Cẩm Vinh thông qua Tân Thành để có quan hệ nghiệp vụ với công ty Chu Hồng Mai. Từ gió mới có chuyện thỏa hiệp giữa nhà họ Vạn và Chu Phú Minh hồi đầu năm. Chu Phú Minh và nhà họ Vạn có mâu thuẫn từ lâu, nhưng vì đủ loại lợi ích cho nên mới bắt tay nhau. Khi nhận được điện thoại, ông ta không hiểu Kim Quốc Hải có ý gì mà chỉ nhắc tới Vạn Thiên Tài mà không nói tới Triệu Ti Minh, nhớ lại vẻ thân thiết của Vạn Dũng và Đường Học Khiêm, cố áp chế bực dọc nói. Tôi biết rồi, đã thông báo cho Phó Thị trưởng Vạn chưa? Kim Quốc Hải chỉ thị cán bộ cảnh sát đắc lực truy án. Đồng thời báo cho Chu Phú Minh trước tiên, chỗ Vạn Dũng nếu có thể trì hoãn phút nào, hắn tất nhiên trì hoãn cho hết phút nấy, làm thế này còn cấp đủ thể diện cho Chu Phú Minh, làm ông ta không ngờ tới hắn có dụng tâm khác. Chu Phú Minh muốn cho Vạn Dũng một bái học, bình đạm nói. Đồng chí cứ làm theo trình tự bình thường, tốt nhất tránh để sự việc phát sinh, tìm cơ hội thích hợp thông báo cho Phó Thị trưởng Vạn một tiếng. Ông ta nói một câu nước đôi rồi cúp điện thoại, liếc Triệu Cẩm Vinh một cái. Quyết định không nói ra, vì quan hệ giữa nhà họ Triệu và nhà họ Vạn thân thiết hơn quan hệ với ông ta nhiều, thậm chí ông ta muốn chuyện lớn thêm một chút, để Vạn Dũng phải tới cầu xin, cho Vạn Dũng biết ai mới là người che trời thực sự ở Hải Châu. Ba người còn lại chỉ nghĩ thành ủy có chuyện báo cáo, trong lòng tuy tò mò nhưng không tiện hỏi. Chu Phú Minh không còn tâm tư ở lại tiếp tục chơi bài nữa, ném bài vào giữa bàn nói. Hôm nay tới đây thôi. Đứng dậy muốn đi. Chương 223, một ngày thú vị. Lúc này mới 8 giờ, Triệu Cẩm Vinh thấy hơi lạ, đi tới lấy tiền trong ngăn kéo ra, nói. Bí thư Chu lúc nào cũng quên mang tiền thắng bài về, tôi không có trách nhiệm bảo quản thay cho bí thư đâu. Đếm qua loa, chừng 3-4 vạn, còn cẩn thận đặt tiền lẻ lên trên, đưa cho Chu Phú Minh. Chu Phú Minh ném tiền lẻ lại bàn. Tiền lẻ khó kiếm, tránh lần sau chơi lại không có tiền lẻ. Chu Hiểu Kiện cũng vội lấy một xấp tiền đi theo Chu Phú Minh. Mỗi tuần phải đánh 1-2 ván bài như thế, ông Triệu thật vất vả, chẳng bằng nhét luôn một lần cho ông ta. La Văn Quân cười. Quan viên trong nước trở nên nhát gan từ khi nào thế nhỉ? Nửa năm qua mỗi lần thắng ít 1-2 vạn, nhiều 3-4 vạn, nhét vào trong túi Chu Phú Minh không dưới 50 vạn, không gây sốc bằng một lần nhét cho 50 vạn. Thái độ gần đây của Chu Phú Minh tựa hồ có chút lãnh đạm. Không nhiệt tình với chuyện của chúng như trước nữa. Triệu Cẩm Vinh đang nghĩ tới thần tình Chu Phú Minh lúc rời đi, mặc dù trông có vẻ bình thường, song Triệu Cẩm Vinh giỏi quan sát đón ý vẫn nhìn ra đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Triệu Cẩm Vinh đi tới góc phòng, cầm điện thoại gọi cho Vạn Dũng, di động bận, gọi điện thoại cho nhà Vạn Dũng cũng máy bận,
gọi cho thư ký của Vạn Dũng cũng thế. Vạn Thiên Tài thì nhân cơ hội khảo sát du lịch nước ngoài rồi, dạo vòng quanh 10 nước châu Âu, phải 5-6 hôm nữa mới về. Triệu Cẩm Vinh có cảm giác không lành, nhớ lại khuôn mặt âm u của Chu Phú Minh lúc quay đi, tay run lên, không ngừng quay số, mãi mới gọi được cho thư ký của Vạn Dũng. Thị trưởng Vạn đâu? Vừa rồi gọi điện thoại cho ông mãi mà không được. Giám đốc Triệu, xảy ra chuyện rồi, Cục Công an nói Thiên Tài và Ti Minh tối nay tìm vài người, định giáo huấn một nữ giáo viên trường nhất trung, chủ nhiệm Hoàng Trụ Toàn báo án, ban đầu đám Thiên Tài kéo con ông ta vào cuộc, còn ông ta không dám, lén về báo án. Khả năng đám Thiên Tài có một số ý định kịch liệt, Cục Công an nghiên cứu báo cho Bí thư Kim Quốc Hải, Bí thư Kim tính toán thế nào không rõ, nhưng Cục Công an đã phái cảnh sát đi, may thị trưởng Vạn có quan hệ mật thiết với người của Cục Công an nên mới biết trước tin. Triệu Cẩm Vinh thiếu chút nữa đập tan điện thoại, vừa rồi Chu Phú Minh nhận được điện thoại chắc là của Kim Quốc Hải rồi, vậy mà ông ta thản nhiên như không kết thúc ván bài, rốt cuộc ông ta muốn làm gì đây? Mấy chục vạn đút cho ông ta nửa năm qua đều đem nuôi sói rồi. Triệu Cẩm Vinh dùng mình, ông ta tự nhận mình là hạng lòng dạ tàn độc, giờ mới biết Chu Phú Minh mới là hạng ăn thịt người không nhả xương. Thị trưởng Vạn đâu? Triệu Cẩm Vinh mặt âm trầm hỏi. Hiện giờ không liên hệ được với đám Thiên Tài, điện thoại của giám đốc Triệu cũng không gọi được, thị trưởng Vạn đã phái tất cả mọi người đi tìm chúng, đích thân thị trưởng Vạn cũng lái xe đi rồi, bảo tôi ở lại liên vệ với tôi. Triệu Cẩm Vinh chưa bị hoảng loạn, hỏi. Cô giáo trường nhất trung là ai, ở đâu? Số điện là gì, mau phái người đi theo dõi. Chuyện cụ thể còn chưa rõ. Thị trưởng Vạn chẳng phải có bạn ở Cục Công an sao? Ba câu hỏi này, mỗi câu 10 vạn, tiền tôi bỏ. Triệu Cẩm Vinh nhận định, Chu Phú Minh đã thay đổi tâm tư, chuyện bé sẽ xé ra to, nhất định bất chấp mọi giá ngăn chuyện xảy ra. Tảo Hoành bảo, Triệu Thế Quý. Triệu Cẩm Vinh không kịp nói với La Văn Quân, gọi hai tên vệ sĩ, vừa thử gọi điện thoại cho con trai, tắt máy. Ti Minh hôm nay có tìm thuộc hạ của các anh không? Triệu Cẩm Vinh hỏi vệ sĩ, cả hai đều lắc đầu. Vì chiếc xe mới tinh bị hư hại, Triệu Ti Minh sợ bị cha mắng, loại chuyện này tất nhiên không dám tìm đám lưu manh tập đoàn Cẩm Thành nuôi. Triệu Cẩm Vinh phái hết thuộc hạ đi, bảo bọn chúng chia ra tìm chỗ con trai hắn có thể tới. Tốt nhất tất nhiên là ngăn được đám Vạn Thiên Tài lại, nhưng Cục Công an cũng phái người đi rồi, ai đảm bảo tìm được mấy thằng khốn kiếp kia trước cảnh sát. Triệu Cẩm Vinh hận điên cuồng, hận con trai ngu xuẩn ăn hại, hận đám người xung quanh tới coi náo nhiệt, hận Chu Phú Minh phản bội, song ông ta cần bình tĩnh nghĩ cách vẹn toàn, thậm làm rõ tại sao Chu Phú Minh thay đổi. Triệu Cẩm Vinh gọi điện được cho Vạn Dũng, hỏi ở đâu, không kịp nói nhiều, vội lái xe tới nhất trung hội họp. Vạn Dũng lúc này còn chưa có được thông báo chính thức, từ miệng Triệu Cẩm Vinh được hay Chu Phú Minh có khả năng biết tin từ trước, lồng lộn đá lõm cửa chiếc xe Nissan. Nuôi con chó nó còn biết gâu gâu, lão chó đẻ này là con sói dữ, lão ta quên nhờ ai lão ta ngồi vững vàng ở cái ghế đó rồi à? Chuyện không đơn giản như vậy đâu. Triệu Cẩm Vinh kéo Vạn Dũng vào xe mình, chuyện có thể làm ông ta phái người đi làm rồi, nhưng không biết chuyện gì, thậm chí không biết cô giáo kia là ai vì sao chọc giận mấy thằng nhãi mất dạy đó, canh trước trường học chỉ phí công. Quan trọng là thái độ của Chu Phú Minh làm người ta nghĩ không ra, chẳng nhẽ ông ta còn hận chuyện trước kia. Trời đã vào thu, mặc dù ban ngày vẫn rất nóng bức, nhưng buổi tối trời mát đi rất nhanh, dường như chỉ một cơn gió thổi qua, cái nóng thành phố liền tiêu tan hết. Nhìn hai chiếc xe cảnh sát đi vào khu tập thể ủy ban kiến thiết, Trương Khắc nói. Chúng ta đi được rồi. Thịnh Thanh ngồi trong xe Trương Khắc, xe của hắn để thuộc hạ lái theo đằng sau. Như vậy chẳng phải quá dễ dàng ấy thằng khốn nạn đó sao? Trương Khắc cười. Tôi bảo anh tìm mấy cố vấn pháp luật mà. Rảnh rỗi anh học thêm một ít kiến thức pháp luật đi, nếu cảnh sát đa tham gia, anh nghĩ bọn họ sẽ tìm được mấy thằng khốn nạn ấy sau Vạn Dũng sao? Cho dù Vạn Dũng có tìm được trước, kịp thời ngăn chặn bọn chúng thì sự thực bọn chúng chuẩn bị đầy đủ để phạm tội là không thể thay đổi, ít nhiều có thể cho chúng một bài học. Thôi Úc Mạn thuê một căn nhà ở thôn Các Tân cách nhất trung không xa, sau khi rời trường học, Thôi Úc Mạn về thẳng trường học, Mã Hải Long nấp ở chỗ kín đối diện với cầu thang, đám Vạn Thiên Tài chưa xuất hiện. Trương Khắc tới thông Các Tân, nửa đường nhận được điện thoại của Kim Quốc Hải, mặc dù hắn chỉ là hộ ngoại lai, nhưng trong nửa năm không phải là không tìm được một vài người để sử dụng trong Cục Công an, có mấy cảnh sát thường phục tới thông Các Tân ôm cây đợi thỏ rồi, Mã Hải Long không cần canh gác nữa. Khi đi qua Nhất Trung, liền thấy một chiếc Nissan,
một chiếc Toyota Crown đỗ ở cổng. Trương Khác nhìn một cái là nhận ra chiếc Toyota Crown là của Triệu Cẩm Vinh, loại xe này ở Hải Châu không có mấy chiếc. Kim Quốc Hải vừa gọi điện nói chưa thông báo cho Vạn Dũng, nhưng Vạn Dũng biết chuyện này không có gì lạ, nói không chừng trong cục công an có kẻ muốn đầu cơ lấy lòng Vạn Dũng. Phú Quý cầu trong nguy hiểm, kỷ luật có là cái quái gì đâu. Trương Khác có thể khẳng định duy nhất một điều, tin tức không phải do Chu Phú Minh báo cho bọn chúng, nếu không có thể trực tiếp can thiệp vào hành động của cục công an, thậm chí phái mấy chiếc xe cảnh sát tới thôn Cát Tân dọa đám Vạn Thiên Tài sợ chạy mất. Xem ra khi Kim Quốc Hải báo cáo cho Chu Phú Minh đã cố ý sót tên Triệu Ti Minh, cố ý miêu tả hời hợt tính chất ác liệt của đám Vạn Thiên Tài, đúng là kế hay. Trương Khác gọi điện cho Đường Học Khiêm, báo qua loa sự việc. Bác Đường, đêm khuya rồi, cháu phải về nhà ngủ đây. Đón Mã Hải Long đi, đám Trương Khác dường như từ đầu tới cuối chưa từng xuất hiện trong việc này, bọn họ tìm một phòng bao ở Thịnh Thế Niên Hoa, sau đó đợi tin tức từ Kim Quốc Hải, rồi Trương Khác báo cho Đường Học Khiêm. Đám Vạn Thiện Tài tổng cộng có 6 tên, chừng 9 giờ tối xuất hiện ở thôn Cát Tân, sau khi bọn chúng lừa Thôi Úc Mạn mở cửa, cảnh sát thường phục và dân phòng đường phố chặn bọn chúng trong phòng, tóm gọn 6 tên nhanh chóng đưa về cục công an thành phố, mấy thằng ăn hại trên đường về cục công an đã khai sạch sẽ. Chương 224, gia tộc. Triệu Cẩm Vinh cuối cùng cũng nghe ngóng được mục tiêu là ai, đáng tiếc không ngăn kịp nữa, đành chạy tới cục công an, hy vọng có thể tác động vào khâu thẩm vấn. Kim Quốc Hải chỉ nói ý kiến của Chu Phú Minh là làm theo trình tự, huống hồ đám Vạn Thiên Tài đã khai báo sự thực có ý đồ phạm tội, chỉ thiếu khẩu cung chính thức. Bọn chúng thậm chí ngây thơ cho rằng vì chưa kịp làm gì Thôi Úc Mạn đã bị bắt nên cùng lắm bị bắt lên cục công an giáo dục một hồi là có thể về nhà. Vạn Dũng hận không thể đánh cho thằng con trai ngu xuẩn hộc máu, Kim Quốc Hải là hộ ngoại lai, chính vì thế không có dính líu lợi ích ở Hải Châu, đâm ra khó thương lượng. Cục công an ngay từ đầu vì trốn tránh trách nhiệm đã đẩy cho Kim Quốc Hải, tới nước này, bất kỳ ai muốn can thiệp vào vụ án đều không thể vòng qua hắn ta. Vạn Dũng cực hận, Chu Phú Minh chỉ báo trước một tiếng thôi, để hắn dẫn đám khốn kiếp đi tự thú, kết quả tốt hơn so phạm tội bất thành nhiều. Trương Khác trong phòng bao Thịnh Thế Niên Hoa thì lại ngửa mặt cười lớn, xem sau này bọn chúng còn đoàn kết nhất trí được nữa không. Chu Phú Minh về nhà, đem tiền thắng bài giao cho vợ, xem hết tin tức DTHTW rồi mới nghỉ tới gọi điện hỏi tiến triển vụ án. Không chỉ Vạn Thiên Tài, Triệu Ti Minh, còn có con trai thư ký trưởng Hội đồng Nhân dân, chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính sách thành ủy, phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát, tổng giám đốc công ty Cảng Hải Châu. Trừ Vạn Thiên Tài, năm tên kia đều đã tròn 18. Chu Phú Minh đâu ngờ con trai Vạn Dũng và Triệu Cẩm Minh suốt ngày kè kè với nhau. Cũng đâu ngờ bọn chúng láo tới mức âm mưu bắt cóc nữ giáo viên để cưỡng bức. Nhớ lại mình nghe điện của Kim Quốc Hải trước mặt Triệu Cẩm Vinh mà không nhắc một câu, chắc chắn hận mình bầm gan tím ruột rồi, chuyện này không vãn hồi được nữa, Chu Phú Minh chỉ biết thầm than, Kim Quốc Hải hại ta rồi. Kim Quốc Hải gọi điện xin chỉ thị, ông ta đành nói. Đồng chí là bí thư chính pháp ủy, vụ án này xử ra sao, do đồng chí tự quyết. Câu này là muốn thoát ly hoàn toàn can hệ, nhưng Chu Phú Minh không ngờ đám Vạn Thiên Tài đã khai sạch rồi, nếu không ông ta đã ám thì cục công án khéo léo xử án một chút, nhưng ông ta tuyệt đối không lấy tiền đồ chính trị của mình ra đùa yêu cầu cục công an thay đổi khẩu cung. Kim Quốc Hải từ sau khi tới Hải Châu, giữ vững thân phận tới quá độ, chuyện gì có thể không can thiệp là tránh, nhưng nay giáo điểm yếu vào tay hắn rồi. Chỉ e hắn lộ ra bản tính. Chu Phú Minh hối hận cúp điện thoại, chuyện tới mức này Vạn Dũng, Triệu Ti Minh chỉ có thể trách mình sinh ra mấy đứa con vô dụng mà thôi. Không được tận mắt nhìn thấy phản ứng của Vạn Dũng, Triệu Cẩm Minh, dù thế nào không khoái cho lắm, phòng cách âm ở Thịnh Thế Niên Hoa không tốt lắm, Trương Khác chỉ nói. Ngày đầu khai giảng đúng là để lại ấn tượng sâu sắc. Thiệu Chí Cương, Thịnh Thanh tới giờ mới được tận mắt chứng kiến chia rẽ phân hóa của Trương Khác. Không ngờ một thiếu niên 18 tuổi có năng lực khuấy lộn quan trường Hải Châu. Chu Phú Minh không phải hạng đắc tội với người lại để người ta có cơ hội cắn trả, Vạn Dũng cũng không phải hạng dễ dàng chịu bỏ qua, thêm vào Triệu Cẩm Vinh, vở kịch tiếp theo sẽ rất đặc sắc. Chuyện xảy ra trong đêm nay làm Đỗ Phi Hoa cả mắt, rất nhiều chuyện vi diệu hắn không lĩnh hội được, nhưng không được nhìn thấy phản ứng của Thôi Úc Mạn làm hắn đặc biệt tiếc nuối. Theo mơ tưởng của hắn, khi đám Vạn Thiên Tài đang thực thi hành vi của bọn chúng, hắn sẽ xuất hiện trói lọi, nói không chừng đoạt được trái tim của cô giáo tiểu thôi cũng chưa biết chừng. Qua đêm nay, cách cục quan trường Hải Châu sẽ thay đổi, Trương Khác bảo Phó Tuấn đưa Mã Hải Long về,
trên xe một lần nữa tỏ hy vọng Mã Hải Long có thể tới công ty làm việc. Mã Hải Long không nhận thức được sự hung hiểm của đấu tranh thượng tầng, trong mắt hắn, Trương Khắc không những không giống đám vạn thiên tài, lại còn kiên quyết ngăn cản hành vi tội ác, đây là phẩm chất đáng quý, lại thấy đám Thịnh Thanh, Thiệu Chí Cương toàn là nhân vật có máu mặt ở Hải Châu còn nghe y điều khiển, không cho rằng Trương Khắc mở công ty để chơi. Mã Hải Long suy nghĩ một lúc rồi nói. Năng lực của tôi có hạn, chỉ e sau này tới công ty làm Khắc thiếu gia thất vọng. Phó Tuấn nói, anh Mã giải ngũ xong làm công tác bảo an mấy năm, nhất định anh nhận thức được tầm quan trọng của nó. Trương Khắc nghiêm túc nói. Tôi không phải là người đầy lòng chính nghĩa, gặp chuyện như hôm nay là sẽ ra tay, cũng chẳng thể mãi nấp sau thao túng, nói không chừng tới một ngày xung đột trực tiếp với đám Triệu Cẩm Vinh, anh Mã hy vọng tới khi đó tôi bo bo giữ mình hay đứng ra. Mã Hải Long sắc mặt trịnh trọng nói. Nếu không có Khắc thiếu gia đứng ra giúp, không chừng tôi bị cục công an xử lý như vụ án mất tích, Khắc thiếu gia không chê tôi tài hèn, Hải Long sẽ tận tâm công tác. Trương Khắc mỉm cười. Tốt lắm. Ngày mai Phó Tuấn sẽ đón anh tới công ty làm việc. Trương Khắc về tới nhà chưa phải là muộn lắm, song suốt ngày trong trạng thái thần kinh căng thẳng, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Vào phòng khách thấy có một quan quân trung niên, một phụ nữ và một cô gái xinh xắn mặc váy hoa, Trương Khắc chẳng nhìn kỹ, trong nhà thường có khách đến thăm, nhưng quan quân kia thấy Trương Khắc đẩy cửa vào, nhìn một lúc giọng vang vang nói. Tiểu Khắc phải không, cháu Khắc hẳn lần trước rồi, hồi 13. 14 tuổi cháu sinh như con gái vậy, tiểu quân khi nhỏ còn thường lấy váy cho cháu mặc. Nói tới đó cười phá lên. Cậu cả. Trương Khắc reo lên. Thím và tiểu quân sao sớm thế đã tới rồi, chẳng phải tiểu quân mùng 10 mới tới Đại học Hải Châu báo danh ạ. Đại quân đâu sao không về. Ông bà ngoại mất sớm, mẹ là con út, Trương Khắc còn có hai người cậu nữa, đều không công tác ở tỉnh. Cậu cả Lương Quốc Hưng 46 tuổi, kết hôn sinh con ở Hải Châu. Nhưng sau khi lên làm phó tiểu đoàn trưởng, liền đón vợ con đi theo. Trương Khắc mấy ngày qua sớm đi tối về có khi tối trả về, Lương Quốc Hưng 3 ngày trước gọi điện báo với em gái, cả nhà tranh thủ quân như tới Đại học Hải Châu báo danh sẽ về Hải Châu ở vài ngày, Lương Cách Chân còn chưa có cơ hội nói với con, Trương Khắc hò reo như thế làm cả nhà Lương Quốc Hưng bất ngờ. Lương Quốc Hưng lúc này là trung tá, làm việc ở quân khu Thành Đô, 46 tuổi không tính là tiền đồ rực rỡ. Bất kể là quân hàm hay quân chức, đến chúng ta tiểu đoàn trưởng gặp một tường chắn lớn, nếu không có người nâng đỡ trong quân, thế nào cũng nghỉ hưu với đãi ngộ phó sư đoàn. Lương Quốc Hưng hỏi, hôm nay mới là ngày khai giảng, sao cháu ở ngoài chơi muộn thế mới về? Lương Quốc Hưng đi xe khách đường xa tới Hải Châu đã là 8 giờ, đúng lúc Trương Khắc đang chạy khắp nơi vì cô giáo tiểu thôi, nên Trương Chi Hành không gọi con về nhà. Trương Khắc gãi đầu. Một ngày đặc sắc như thế nhưng không thể nào kể được, ngồi xuống thân thiết hỏi chuyện gia đình, mới biết cậu có ý phục viên về Hải Châu, lần này về xem tình hình. Hiện giờ biên chế hành chính ở địa phương bị thắt chặt, quan quân trung tầng phục viên về địa phương chưa chắc tìm được đường ra tốt. Lương Quốc Hưng biết hiện giờ Trương Chi Hành đang được thế ở Hải Châu có thể giúp một tay, dù không về được địa phương cũng hy vọng con gái Lương Quân như có thể an cư lạc nghiệp ở Hải Châu, nên mới để con gái báo danh ở Đại học Hải Châu. Nghỉ hưu rồi còn có chỗ đặt chân. Trương Khắc có ba người anh họ ngoại, song vì hai người cậu đều không công tác ở Hải Châu, cho nên đều không thân thiết. Trương Khắc không tha thứ cho Trương Chi Vi, chỉ thân thiết với chú, ở Hải Châu lại chẳng có thân thích đặc biệt thân cận nào, cha y là con một, y cũng là con một, nhà họ Trương ở Hải Châu đúng là ít người, xảy ra chuyện gì không có ai chiếu cố cho nhau. Chương 225, nghỉ học muôn năm. Cho nên nghe cậu cả có ý phục viên về Hải Châu, Trương Khắc hưng phấn nói. Vậy nhanh lên cậu, điều cả công tác của đại quân về Hải Châu, hiện giờ chẳng cần phải mong mỏi tiến vào cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, công việc dễ kiếm thôi. Đại quân nó có bạn gái ở đằng kia rồi. Trương Khắc cười. Đại quân tâm cao khí ngạo, 2 năm trước tới Hải Châu còn khoe khoang tốt nghiệp xong nhất định đi phương Nam sông Pha, anh ấy công tác ở đó, chị dâu nhất định đẹp như tiên. Con gái quá xinh đẹp chưa chắc đã tốt. Mợ có vẻ không hài lòng lắm với bạn gái của con, chẳng trách được, các cô gái đẹp hay bị ve vãn. Mợ theo cậu tới huyện thành nhỏ phía Tây, trong lòng không vui, chắc chắn không muốn con cái ở lại nơi đó. Lương Quân tốt nghiệp đại học xong, bà bảo chồng dùng quan hệ đưa con tới Thâm Quyết công tác, tệ lắm thì tới Hải Châu, thế nào cũng tốt hơn ở cái xó kia. Trương Khắc vui vẻ nói. Chị dâu mà cũng tới Hải Châu, mẹ cháu nhất định sẽ rất vui. Lương Cách Chân tất nhiên rất vui,
cha mẹ mất sớm, hai người anh trưởng thành đều không ở Hải Châu, năm ngoái gặp phải khó khăn bị người nhà họ Trương xem thường xa lánh, lại không có người thân giải bày, lòng hết sức tủi thân. Anh cả có ý phục viên về địa phương, vừa lộ chút ý định, Lương Cách Chân liền ra sức dục dã, hận không thể nhân cơ hội anh cả về quê lần này định đoạt hết mọi việc, còn mạnh miệng nói. Anh ở bộ đội cấp bậc cũng không thấp, về địa phương tuy cục trưởng huyện trưởng thì chưa chắc, nhưng phó huyện trưởng, phó cục trưởng thì không đáng lo. Thường thì quan quân cấp tiểu đoàn tương đương với cấp huyện, nhưng bộ đội phục viên về địa phương, đâu thể không hạ cấp bổ nhiệm. Cấp bậc hành chính có lẽ không tụt nhiều, chênh nhau không thể quá một cấp, trung tá về địa phương có thể hưởng thụ đãi ngộ cấp chính sử, phó sử, nhưng chức vụ cụ thể thì cách nhau một trời một vực. Nếu Lương Quốc Hưng về địa phương làm cấp phó cục, chính cục là kết quả không tệ, nếu thích ứng tốt, lại có quan hệ, trước khi nghỉ hưu có thể lên chính chức. Chuyện này không thành vấn đề, nhưng Trương Chi Hành tính tình cẩn thận, chuyện không chắc 10 phần không tùy tiện hứa hẹn, cho dù trước mặt người nhà cũng tuyệt đối không ba hoa. Lương Cách Chân thấy chồng không hưởng ứng lời mình, lòng có chút bực dọc, Trương Khác vừa mới về liền ủng hộ mình, cao hứng nói. Việc điều động của anh trong thời gian ngắn lo chưa xong được, vậy chị dâu và đại quân về trước đi, bạn gái của đại quân yêu cầu có cao tới đâu cũng có thể tìm được công tác thích hợp ở Hải Châu, em thấy quan trọng đại quân thành đạt là được, nó muốn tìm cơ quan thế nào, mai bảo chồng em đi hỏi thăm. Vợ nói đến thế rồi Trương Chi Hành chỉ đành nói. Bộ đội và địa phương có điểm không giống nhau, nếu anh hạ quyết tâm em có thể giúp một chút. Lương Quốc Hưng không ngờ chuyện thuận lợi như vậy, hiện quân đội và địa phương khác nhau không nhiều, quân nhân xương sắt lòng son ít rồi, quân nhân đầu cơ nhiều lên, huống hồ chú quân ở địa phương, bộ đội cũng thường tiếp xúc với chính phủ, ông chẳng xa lạ gì chuyện quanh co ngoằn ngoèo trong quan trường. Lương quân như tới Hải Châu học đại học, vợ ông dù có nghỉ hưu sớm chiếu cố gia đình cũng chẳng có gì đáng tiếc, lương quân vừa mới tốt nghiệp đại học, tham gia công tác chưa được một tháng, tuy là cơ quan cấp huyện. Nhưng ở huyện nhỏ phía Tây, cho dù cương vị công tác tốt đến đâu vứt cũng được. Chỉ lo Lương Quân không bỏ được bạn gái, nếu đồng thời giải quyết được công tác cho cả hai thì quá tốt rồi. Trương Khác về nhà đã có chút mệt mỏi, trước mặt cậu không tiện nói với cha chuyện đêm qua, thấy mẹ và cậu nói chuyện say sưa, liền đi ngủ trước, tới nửa đêm bị mẹ kéo dậy bảo nhường phòng ở vợ và chị họ, cậu mắc võng ngủ ở thư phòng, y đành tới ghế sofa phòng khách ngủ. Ngày hôm sau Lương Cách Chân đặc biệt xin nghỉ cùng cả nhà Lương Quốc Hưng đi dạo quanh Hải Châu, nhà cũ của họ Lương đã bán hết rồi, nhưng nhà của vợ Lương Quốc Hưng vẫn còn, nơi đó có một số người thân qua lại không mật thiết lắm. Lương Quốc Hưng hiếm khi về Hải Châu được một lần, lại có ý dọn về hẳn, Lương Cách Chân tất nhiên đi cùng. Xe của công ty rất eo hẹo, Trương Khác mượn chú một cỗ xe ỏi người dùng, cũng là để lấy thể diện ẹ. Chuyện phát sinh ngày hôm qua được một anh cảnh sát nào đó trong cục. Được cô giáo viên nào đó ở Nhất Trung thấy báo chí làm ăn chậm chạm đã nhiệt tình truyền khắp Hải Châu. So với chuyện Đỗ Phi đánh bị thương Tào Quang Minh, tính chất vụ án này càng ác liệt, một số học sinh dựa vào quyền thế trong nhà uy hiếp an toàn nhân thân của giáo viên, sao có thể chịu được. Trương Khác tới đón Đường Thanh đi học, chưa tới nhà Đường Thanh đã nhận được điện thoại của cha, nói. Giáo viên Nhất Trung bãi khóa tới Cục Giáo dục thành phố đưa yêu sách. Điện thoại chưa cúp bao lâu thì Đỗ Phi gọi tới. Hưng phấn nói. Hôm nay trường nghỉ học. Trương Khác ngồi trong xe một lúc, quyết định đi tìm Đường Thanh trước, Đường Học Khiêm từ sớm đã tới chính phủ, Trương Khác nói với Đường Thanh hôm nay nghỉ học, cô nàng không tin, gọi điện tới trường hỏi giáo viên trực ban mới biết Trương Khác nói thật. Xảy ra chuyện gì lớn mà toàn thể giáo viên bãi khóa? Cố Kiến Minh chuẩn bị nhờ Phó Tuấn lái xe đưa tới đơn vị, nghe vậy hỏi. Trương Khác tất nhiên không kể cho hai mẹ con Đường Thanh nghe chuyện lộn xộn đó, giang tay nói. Cháu cũng không biết hỏi ai, bác Đường lúc này chắc là biết rồi. Cố Kiến Minh chưa có lòng hiếu kỳ lớn tới mức gọi điện hỏi chồng, nhưng chuyện liên quan tới trường học của Đường Thanh, quyết định tới đơn vị tìm người nghe ngóng, bảo Phó Tuấn chở mình đi. Đầu tháng 9 thời tiết còn nóng, mới 7-8 giờ mặt trời đỏ rực đã treo trên không trung, sáng chói mắt. Chúng ta làm gì bây giờ? Trương Khác thấy giúp việc nhà Đường Thanh đang dọn dẹp, nghĩ không ra lý do chính đáng để đuổi giúp việc đi để khám phá nhân sinh với Đường Thanh. Hay là chúng ta tới trường học góp vui? Giáo viên đến cục giáo dục cơ mà. Đường Thanh lắc đầu. Chúng ta tới Trấn Tượng Sơn thăm cô giáo Lý đi. Tuy giáo viên tới cục giáo dục, nhưng nơi náo nhiệt nhất là trường học. Nghe Đỗ Phi kể, tin tức vừa truyền đi trong đám học sinh đã khiến đám thiếu niên nam nữ sục sôi, hưởng ứng nhiệt liệt. Nghe tin nghỉ học không rời trường có vẻ đang mưu tính gì đó.
Lý Chi Phương bị điều đi quá đột ngột, Trương Khắc nghĩ khả năng chuyện giữa cô ta và Vương Viêm Bân đã chuyển tới tai vợ Vương Viêm Bân rồi, Trương Khắc vốn không muốn xe vào chuyện này, xét một cách công bằng vợ Vương Viêm Bân có quyền làm thế, nhưng Đường Thanh nói muốn đi thăm Lý Chi Phương, y chẳng thể phản đối. Quan trọng là hai người có thể tới công viên Tượng Sơn gần đó chơi một ngày, chỉ còn hai người, hờ hờ, điểm này rất đáng trông đợi. Phó Tuấn một lát nữa còn đón Mã Hải Long tới công ty, không đợi Phó Tuấn, Trương Khắc cùng Đường Thanh lên đường. Vừa ra khỏi khu tập thể thì nhận được điện thoại của Đỗ Phi, Đỗ Phi vốn định ở trường đổ dầu vào lửa cho chuyện thêm náo nhiệt. Dè đâu thanh danh của hắn cũng chẳng tốt hơn Vạn Thiên Tài, Triệu Ti Minh, có người lúc này lật lại chuyện năm trước hắn đánh Tào Quang Minh. Hắn tất nhiên không dám ở lại trường, chẳng may bị đám đông kích động ột trận thì nguy. Nghe nói Trương Khắc và Đường Thanh nói muốn đi thăm Lý Chi Phương, hắn do dự một lúc mới nói đi cùng. Lái xe tới trường sơ trung trấn Tượng Sơn, trường có khu lớp học 3 tầng, khu văn phòng 2 tầng, ở giữa là sân dài 200 mét, còn có mấy ngôi nhà mái bằng cũ ơ một góc, giống kiểu phòng y tế, đồ dùng thể dục gì đó, so với trường sơ trung trong thành phố thì kém hơn rất nhiều. Trước khi tới đây chỉ biết Lý Chi Phương dạy học trong trường, còn không hề hay biết gì thêm, thấy ở dãy nhà mái bằng có hai nữ giáo viên trung niên đang nói chuyện, Trương Khắc kéo Đường Thanh chạy tới, định hỏi chuyện Lý Chi Phương thì từ xa đã bị đoạn hội thoại của họ cắt ngang. Chương 226, vận mệnh không lối rẽ. Cô giáo Lý khi ở nhất trung ôm chân to vị đó mới được làm chủ nhiệm giáo vụ, nữ nhân cứ ỷ mình có cơ thể đẹp, tụt váy ra leo lên giường nằm, trừ thư thái ra còn được bao nhiêu lợi ích. Nhưng mà sự tình bại lộ, bị vợ người ta đuổi tới đây. Cũng chả trách cô ta được, cô ta đẹp như thế, tôi mà là nam nhân cũng tìm đủ mọi cách kéo cô ta lên giường. Chứ còn gì nữa, cô ta mới tới vài ngày, cục trưởng cục giáo dục đã tới trường chúng ta chỉ đạo công tác 3 lần, trước tiên có bao giờ thấy lão ta tới đâu. Trường Khắc quay lại nhìn Đỗ Phi, chỉ sợ tên tiểu tử này khùng lên sông tới tát cho hai bà cô ác mồm mấy cái. Chúng ta đi thôi. Đường Thanh không ngờ giáo viên lại thiếu tố chất như thế, đi nói xấu người khác sau lưng, vừa xấu hổ vừa tức giận, kéo Trương Khắc đi, cô thà tìm từng phòng một chứ không thèm hỏi hai người đáng ghét đó. Trương Khắc khẽ đá Đỗ Phi một cái, ý bảo hắn đừng làm chuyện ngốc nghếch, nếu hắn còn ra tay, chỉ e Lý Chi Phương sau này không còn chỗ an thân ở hệ thống giáo dục nữa. Chỉ lạ là ai đem chuyện này lộ ra, vợ Vương Viêm Bân hận thì hận, còn chưa ngốc tới đem chuyện truyền đi cho ai ai cũng biết. Tào Quang Minh sao? Đỗ Phi siết chặt nắm đấm tới trắng bệch, mắt đỏ như dã thú, cố đè nén lửa giận, giờ hắn trưởng thành hơn nhiều, biết mình kích động không giải quyết được vấn đề gì, định bỏ đi theo Trương Khắc, thì nghe tiếng thét sau lưng. Chu Hiểu Lộ, em làm cái gì đấy? Đang giờ học sao em không ở trong lớp? Một nữ giáo viên hét lên như điên. Trương Khắc quay lại, thấy một cô bé 12-13 tuổi đằng đằng sát khi bê chậu nước đứng ở cửa phòng, nhìn hai giáo viên kia. Một người đã bị nước dội ướt hết, y phục dán vào da thịt, không khác nào nửa khỏa thân, tiếc là phụ nữ trung niên, nhan sắc bình bình, chẳng có gì hay để xem. Ngược lại cô bé kia môi hống răng trắng, mắt phượng long lanh, hết sức xinh đẹp, chỉ có điều tuổi quá nhỏ, cơ thể gầy gò chưa phát triển. Trương Khắc nghe nữ giáo viên kia gọi tên cô bé thì cả kinh, Chu Hiểu Lộ. Chẳng lẽ là trùng tên? Bà giáo bị ướt định đi tới giáo huấn cô bé, nhưng thấy đám Trương Khắc đang nhìn. Bà giáo còn lại chột dạ nói. Thôi, không thèm chấp trẻ con, sắp tan học rồi, mau kiếm chỗ thay y phục đi. Hai bà giáo lủi vào giang phòng cuối cùng phía đông, Đường Thanh nhìn cô bé kia, thân thiết hỏi. Em nhỏ, có biết cô giáo Lý Chi Phương mới điều tới ở lớp nào không? Các anh chị tìm mẹ tôi có việc gì? Cô bé cảnh giác nhìn ba người bọn họ. Trương Khắc thiếu chút nữa muốn quay đầu bỏ chạy, lịch sử không thay đổi. Ngoài sự kiện bắt gian kia, Trương Khắc không có mấy ấn tượng về Lý Chi Phương, cũng không nhìn ra sau khi trưởng thành Chu Hiểu Lộ và Lý Chi Phương giống nhau. Giờ y hiểu vì sao Đỗ Phi và Chu Hiểu Lộ xảy ra chuyện tình một đêm rồi, vì sao đã biết Chu Hiểu Lộ là tình nhân của chủ tịch tập đoàn Dụ Phong, nhưng Đỗ Phi vẫn động lòng với Chu Hiểu Lộ, đại khái là vì Chu Hiểu Lộ và Lý Chi Phương giống nhau. Trương Khắc đầu óc mơ hồ trò đùa quái ác của thời gian làm y lẫn lộn, Chu Hiểu Lộ chưa thành niên đứng ngay trước mắt mình. Vậy Chu Hiểu Lộ trước tai nạn kia gọi điện thoại hình sẽ ở đâu? Tiểu mỹ nữ này sau khi trưởng thành giống Đường Thanh như tạc, đôi mắt vừa dài vừa mị hoặc. Cô giáo Lý là mẹ của em à? Đường Thanh mừng rỡ. Bọn chị là học sinh của cô giáo Lý, tranh thủ hôm nay được nghỉ học tới thăm cô giáo. Mẹ em đang trên lớp, sắp tan học rồi.
Chu Hiểu Lộ thu địch ý trong mắt lại, xấu hổ giấu chậu nước ra sau, đại khái cũng cảm thấy lấy nước lạnh hất người khác quá đanh đá. Chu Hiểu Lộ theo mẹ chuyển tới đây học năm thứ nhất, cô bé buổi sáng bị cảm, nên ở trong phòng Lý Chi Phương nghỉ, không ngờ nghe thấy hai cô giáo kia nói xấu trước cửa, nhất thời kích động, mang nước ra hắt. Chu Hiểu Lộ rất lễ phép mời đám Trương Khác vào nhà, túc xá đơn của giáo viên không rộng, Trương Khác ban đầu cho rằng là chỗ ở tạm thời của Lý Chi Phương thôi, vào rồi mới vỡ lẽ Lý Chi Phương đã chuyển nhà tới. Mặc dù không biết tình hình công tác của chồng cô ta, Lý Chi Phương dạy học ở nhất trung 2-3 năm rồi, năm ngoái vừa mới phân nhà cho giáo viên phổ thông có thể không được phân nhà, tuyệt đối không thể bỏ quên Lý Chi Phương, chẳng lẽ nhà cô ta bị thu lại rồi. Lý Chi Phương đi dạy học về, thấy đám Đường Thanh, mừng rỡ vô cùng, tất nhiên không ai kể ra hành động vừa rồi của Chu Hiểu Lộ. Lý Chi Phương hỏi đám Trương Khác, hôm nay sao các em lại rảnh rỗi tới đây? Trương Khác kể đơn giản chuyện đêm qua ra. Á, sao lại xảy ra chuyện này? Đường Thanh trừng mắt nhìn Trương Khác. Sáng sớm ở nhà mình sao bạn nói là không biết? Hắc hắc, chuyện này do Trương Khác phát hiện ra mà, nếu không có nó, không chừng sáng sớm nay cô giáo Tiểu Thôi ở nơi hoang vu vắng vẻ nào đó bị người ta. Làm chuyện lớn như thế, nhưng lại không thể kể cho ai nghe, giống như mặc áo đẹp nhưng chỉ có thể quanh quẩn trong phòng một mình vậy, cực kỳ bứt rứt khó chịu. Nên Đỗ Phi nói toạc ra. Đường Thanh hờn dỗi nhìn Trương Khác, hiển nhiên cô nghĩ ra hôm qua ăn tối xong Trương Khác theo cha cô trốn vào thư phòng khả năng là nói chuyện này. Trương Khác cười khì, y chẳng sợ Lý Chi Phương đem chuyện này truyền đi. Em và Đỗ Phi là học sinh hư nổi tiếng, lúc này không dám tới trường, tránh bị vạ lây. Lý Chi Phương lắc đầu. Trước kia cô hiểu nhầm em, mặc dù em khác học sinh bình thường, khác cả Đỗ Phi, Đường Thanh. Nhưng em không phải là học sinh hư. Lý Chi Phương nói thế làm Trương Khác có chút xấu hổ, liếc nhìn Chu Hiểu Lộ đang ngay ngắn ngồi học bài, cô bé mới học sơ chung, còn chưa ý thức được vận mệnh tương lai, nếu cứ mặc chuyện phát triển như thế, vận mệnh mẹ con Lý Chi Phương sẽ quay lại quỹ tích trước kia. Chẳng phải vận mệnh không thể thay đổi mà nhân tính tham lam phức tạp và sức mạnh của dòng sông dài thời gian sẽ trói buộc người đó trôi đi theo dòng cố định. Mặc dù mình đã ngăn cản được sự kiện bắt gian kia xảy ra, nhưng đối với Lý Chi Phương mà nói, cảnh ngộ gia đình cô ta, sự mềm yếu của bản thân cô ta, cùng sự tham lam với sắc đẹp của cô ta của giới quyền thế không thay đổi, cho nên vận mệnh không đi vào ngã rẽ, mà theo một phương thức khác quay trở lại quỹ tích ban đầu. Qua mùa hè Lý Chi Phương gầy đi rất nhiều, xem ra mùa hè này với cô ta là một mùa hè khốn khổ. Trương Khác đi tới đằng sau lưng Chu Hiệu Lộ, cô bạn khác phó mà 10 năm sau y mới quen này giờ là một loli yêu kiều, đanh đá. Nếu Đường Thanh, Trần Phi Dung gặp tình cảnh tương tự, đều sẽ không lấy nước hất người ta, im lặng nhìn bóng hình nhỏ nhỏ chốc lát, Trương Khác đưa ra một quyết định, quay lại hỏi Lý Chi Phương. Cô Lý có bận tâm tới lời đồn thổi bên ngoài không? Lý Chi Phương ngẩn người, biết chuyện giữa mình và Vương Viêm Bân bị Trương Khác và Đỗ Phi biết cả, dù chuyện qua lâu rồi, nhưng Trương Khác đột nhiên nhắc tới, cô vẫn xấu hổ, mặt đỏ lên. Chu Hiểu Lộ ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Trương Khác. Lời nói có ý ám chỉ của y làm nội tâm non nớt của cô bé nổi giận. Lúc em và Đường Thanh, Đỗ Phi tới đây, nghe hai cô giáo ở ngoài hành lang nói chuyện của cô, Hiểu Lộ hất nước vào người ta. Lý Chi Phương quay sang nhìn con gái, mắt đỏ hoe, có thể thấy cô ta cũng biết người ta nói ra nói vào sau lưng mình. Bạn nói gì đấy? Đường Thanh bực tức giật áo Trương Khác. Chỉ sợ cô đi tới đâu cũng không trốn được những lời đồn đại này, cô định làm thế nào? Trương Khác không để ý tới Đường Thanh, tiếp tục nhìn thẳng vào Lý Chi Phương. Chương 227, muốn cưỡng gian vận mệnh. Cô, Lý Chi Phương nói không ra lời, cảm giác nhìn thêm vào ánh mắt đó mình sẽ không kìm được nước mắt. Hiểu Lộ sau này sẽ ra sao, em ấy có thể yên tâm ngồi làm bàn học bài thế này sao? Trương Khác cúi đầu xuống nhìn Chu Hiểu Lộ, ánh mắt trở nên hết sức dịu dàng. Ở nhất trung đại khái không có giáo viên nào lại không nghĩ em và Đỗ Phi là học sinh xấu, cho nên em rất hy vọng cô quay trở lại nhất trung, khả năng cô vẫn nghe thấy lời bàn tán như ở đây, song cô sẽ mỉm cười đối diện chứ. Cô, Lý Chi Phương nghẹn lời, chỉ nhìn Trương Khác, không hiểu y muốn nói gì. Đường Thanh hiểu ý Trương Khác, hưng phấn nắm tay y. Bạn nói cô giáo Lý có thể quay lại trường chúng ta. Trương Khác cười. Cô giáo Lý bị điều tới đây chẳng qua chỉ là một trò hề, trước kia giáo viên trong trường điều động căn bản không cần giải thích gì với học sinh, nhưng giờ tình hình đã khác rồi.
Hôm nay toàn bộ giáo viên trong trường tới cục giáo dục yêu sách, vậy vì sao toàn thể học sinh lớp ta không nhân cơ hội đề xuất yêu cầu của mình? Mình mặc dù hay trốn học, nhưng cũng biết cô giáo Lý là giáo viên tận chức, cục giáo dục vô cớ điều đi, hôm nay nhất định phải bắt bọn họ có câu trả lời rõ ràng. Nheo mắt lại cười gian nhìn Đường Thanh. Những cái khác không cần mình dạy bạn chứ. Mình biết bạn có cách mà. Đường Thanh hứng phấn nhảy lên, thiếu chút nữa ôm lấy cổ Trương Khắc hôn một cái, may mà chưa quên mình đang ở đâu. Cô giáo Tiểu Thôi tuy rất nhiệt tình, nhưng mình vẫn thích cô giáo Lý dạy. Trương Khắc cũng cho rằng như vậy, Thôi Úc Mạn mặc dù là người rất nhiệt tình, song không có lợi bằng Lý Chi Phương, vì tương lai trốn học Quang Vinh, y phải đưa Lý Chi Phương trở về. Lý Chi Phương vỡ lẽ, vội ngăn cản. Các em là học sinh, làm như vậy không tốt. Trương Khắc ưỡn ngực nói đường đường chính khí. Ai nói học sinh không được có chủ trương của mình, không được có tiếng nói của mình. Rồi lấy điện thoại ra gọi cho Phó Tuấn, vừa khéo Phó Tuấn đón Mã Hải Long đi qua Tượng Sơn, bảo họ quay đầu xe tới trường sơ trung Tượng Sơn. Trương Khắc cúp điện thoại bảo Đường Thanh. Mình sai người đưa bạn về trường, còn điều một chiếc xe cho bạn dùng, bạn tập trung hết học sinh trong lớp lại, cố gắng kéo cả học sinh lớp khác vào, làm thanh thế to vào, ba bạn là thị trưởng, không ai dám làm gì bạn đâu. Trương Khắc chấn lột chiếc di động Đỗ Phi mới kiếm được vài ngày đưa cho Đường Thanh. Có chuyện liên lạc với bọn mình. Các bạn không về trường à? Bọn mình và đám Vạn Thiên Tai là tứ đại ác công tử mà, lúc này về trường bị đánh thành đầu heo thì làm sao? Trương Khắc làm bộ mặt đau khổ. Đường Thanh phì cười, ỏn ẻn nói. Giờ mình muốn đánh bạn thành đầu heo đấy. Trương Khắc dí ngay mặt tới. Sẵn sàng chờ đợi. Ai thèm? Đường Thanh xấu hổ đẩy mặt y đi, trước mặt mọi người, cô không dám quá thân mật với Trương Khắc. Vạn Dũng chưa xuất hiện ở chính phủ thành phố, chuyện đêm hôm qua làm ông ta nhận ra không thể vãn hồi được nữa, Triệu Cẩm Vinh trấn tĩnh hơn, bảo ông ta mau liên hệ với Vạn Hướng Tiền. Vạn Hướng Tiền đang du lịch ở Áo, phí công một phen mới liên hệ được, gừng càng già càng cay, Vạn Hướng Tiền kinh nghiệm chính trị phong phú, lão ta là người đầu tiên ý thức được giáo viên nhất trung sẽ gây chuyện. Áp lực với cục công an chỉ là thứ yếu, quan trọng là tạo thành ảnh hưởng xã hội không tốt. Chỉ cần gây ảnh hưởng xã hội không tốt sẽ có cớ cho người ta trực tiếp can thiệp vào vụ án, thậm chí chĩa thẳng mũi giáo vào Vạn Dũng. Vạn Dũng, Triệu Cẩm Vinh ngay trong đêm liên lạc với Phó Cục trưởng Cục Giáo dục Tiêu Na phân quản giáo dục cơ sở và Mã Tử Thiện, yêu cầu bọn họ đại biểu trường học phối hợp cục xử lý vụ án, đồng thời trấn an Thôi Úc Mạn, lời khai của cô ta là tối quan trọng để phán quyết vụ án này. Bọn chúng vừa bố trí xong, còn chưa kịp thở phào, tin tức đã từ cục công an truyền ra ngoài, ngọn lửa âm ỉ từ lâu lập tức bùng lên, trời chưa sáng, tất cả giáo viên nhất trung đã liên hệ với nhau, chỉ có lãnh đạo trường chẳng biết tí gì. Năm học mới này định sẵn sẽ có phong ba bão bùng, trừ giáo viên trực ban, tổng cộng hơn 100 giáo viên viên chức nhất trung trước giờ đi làm chặn cửa chính cục giáo dục, yêu cầu cục giáo dục nghiêm khắc trừng trị học sinh ác bá. Chỉnh đốn lề lối nhất trung, đối đãi công bằng công chính với giáo viên viên chức trong trường. Về pháp luật, đối đãi với tội phạm nhất thời kích động và có mưu đồ trước, có kết quả thẩm phán hoàn toàn khác nhau, hành vi mà Vạn Thiên Tai, Triệu Ti Minh biểu hiện lâu nay tuyệt không có lý nào có thể tránh hỏi hình phạt của tư pháp. Những giáo viên nhất trung cũng liều một phen, không nghĩ tới hậu quả đắc tội với một nhóm người thượng tầng Hải Châu. May là tam giác Chu Phú Minh, Triệu Cẩm Vinh, Vạn Dũng vì chuyện này mà tan rã. Chu Phú Minh mừng thầm, nếu hôm qua mà can thiệp vào vụ án này, thì hiện giờ sẽ rất bị động. Đầu não của chính phủ thành phố tất nhiên sẽ không ra mặt, song vì liên quan tới trường học của Trương Khắc và Đường Thanh, nên Trương Chi Hành và Đường Học Khiêm trao đổi xong vẫn để các đồng chí phòng giám sát tới Cục Giáo dục quan sát tình thế. Đường Thanh đi không lâu, Trương Khắc nhận được điện thoại của cha, nói giáo viên nhất trung răng biểu ngữ trừng trị học sinh ác bá, Trương Khắc sống lưng lạnh toát, học sinh ác bá tất nhiên chỉ tứ đại công tử rồi. Y và Đỗ Phi cũng là đối tượng thanh toán đả kích lần này. Nói không chừng sẽ có người sẽ đem chuyện Đỗ Phi đánh Tào Quang Minh năm ngoái ra, còn cái gọi là đối đãi công bằng công chính với giáo viên viên chức, là có ý kêu oan cho Lý Chi Phương, xem ra dù sinh hoạt tư của Lý Chi Phương có tỉ vết, vẫn có người bất bình vì cảnh ngộ của cô. Chỉ là Lý Chi Phương giờ là nhân vật thị phi, không ai chịu công khai lên tiếng cho cô, chỉ có học sinh đứng ra mới không có cớ cho kẻ nào đó nói ra nói vào. Đỗ Phi hỏi Trương Khắc phải làm gì, Trương Khắc nhớ mẹ buổi sáng nói đưa nhà cậu đi leo núi, nói. Tao tới công viên Tượng Sơn chơi, mày muốn đi không? Đỗ Phi kỳ thực muốn ở lại đây,
nhưng không có dũng khí đơn độc đối diện với Lý Chi Phương, hắn cũng sợ về trường ăn đòn. Mã Hải Long tạm thời chưa thể tới Ái Đạt làm thủ tục, buổi sáng Phó Tuấn đã kể cho hắn biết chuyện bí mật của công ty, Trương Khắc không chỉ là cổ đông Cẩm Hồ, còn là nhà đầu tư của Ái Đạt, theo bên cạnh Trương Khắc là một trong số chức trách của hắn. Trương Khắc gọi điện cho Trương Chi Phi, hỏi về lái xe của Hoành Viễn đưa mẹ y và nhà cậu y tới Tượng Sơn chơi. Trương Chi Phi hôm nay vừa khéo rảnh rỗi, nghe nói Lương Quốc Hưng có ý chuyển nghiệp tới địa phương, liền đích thân tới tiếp đãi. Nhận được điện thoại của Trương Khắc thì họ vừa vào công viên Tượng Sơn, vội lái xe tới đón đám Trương Khắc. Sao các cháu lại ở đây? Trương Chi Phi lái xe tới cổng trường sơ trung Tượng Sơn, lấy làm lạ sao bọn họ không có xe. Trương Khắc đáp. Chuyện này trong thời gian ngắn khó giải thích rõ được. Trương Chi Phi cười, nghe giọng Trương Khắc có chút thần bí, không hỏi nữa. Trương Khắc liền giới thiệu Mã Hải Long cho chú làm quen. Trương Chi Phi đã được nghe qua chuyện về Mã Hải Long ở chỗ Thịnh Thanh, nhìn kỹ một lượt, Mã Hải Long gầy gò, dáng cũng không cao, nghĩ không ra sao hắn có thể đánh bốn kẻ tàn tật trong tình huống bị tập kích, một người như thế thả bầy quán sửa xe, không đi làm bảo kê cho Thịnh Thanh. Trương Chi Phi hâm mộ vỗ vai cháu, Mã Hải Long định lái xe, ông cười nói. Hôm nay cậu vẫn là khách. Chương 228, tự có người nhảy ra. Tượng Sơn cao chơi đến 200 mét so với mực nước biển, là ngọn núi cao nhất vùng châu thổ Tiểu Giang, từ trấn Tượng Sơn theo đường dốc đi chưa tới 10 phút là đến cửa vào phía bắc công viên, Lương Cách Chân và cả nhà Lương Quốc Hưng đã đợi ở cổng. Lương Cách Chân còn chưa biết chuyện nghỉ học, có điều giờ bà cũng chẳng quản chuyện Trương Khắc nghỉ học nữa, chỉ tò mò hỏi. Sao hôm nay lại tới đây lêu lổng? À, con đi qua đây, đúng lúc rảnh nên qua chơi với mọi người. Trương Khắc giới thiệu Đỗ Phi xong mới nhớ ra hỏi chú sao hôm nay rảnh rỗi tới làm lái xe. 2 năm trước chú từng tiếp rượu Quốc Hưng, giờ anh ấy về, không thể không chiêu đãi. Trương Chi Phi cười. Ở công ty cũng chẳng có việc gì nên tới chơi. Hoành Viễn đang bận bôn ba khắp nơi vì hạng mục nhà định cư, làm gì có chuyện không có việc gì. Quá nửa là tối qua nghe được tin con trai Vạn Dũng bị bắt, con trai chủ nhiệm ủy ban kiến thiết là người báo án. Hệ thống xây dựng thành phố hỗn loạn là điều có thể dự kiến, Trương Khắc không tiện nói kỹ hơn cho chú, theo mọi người leo lên Tượng Sơn. Tuy đầu tháng 9 khí trời vẫn nóng nực, song Tượng Sơn cây cối bạn ngàn che phủ, tới lưng chừng núi đã có gió mát lồng lộng cuốn tới, hết sức mát mẻ. Trương Chi Phi biết Trương Khắc không ưa cả nhà anh mình, Trương Chi Phi có thể yên ổn làm phó cục trưởng cục ngoại thương Đông xã là tốt rồi. Lương Quốc Hưng chuyến này quay về địa phương. Chắc chắn tăng cường thế lực của nhà họ Trương ở Hải Châu, bằng vào quan hệ Trương Chi Hành kiếm một phó chức có thực quyền là không vấn đề gì, đợi Đường Học Khiêm đẩy Chu Phú Minh đi, lo gì không lên được chính chức. Còn về công tác lương quân, Trương Chi Phi nhiệt tình nói. Chỗ khác không tiện an bài thì tới công ty của em đi, con cháu trong nhà cả, chẳng lẽ em bạc đãi nó? Lương Cách Chân nói. Đợi đại quân tới trước đã, công việc không vừa ý thì cho nó chọn. Không ô không. Cảnh Kiến Trung ngồi trong văn phòng hậm hực chửi bới, xảy ra chuyện lớn như thế, Vạn Dũng chỉ gọi Tiêu Na, Mã Tử Thiện đi thương lượng, còn ông ta là cục trưởng lại đợi sáng sớm tới cục làm việc bị chắn cổng mới biết chuyện, Cảnh Kiến Trung gọi điện phó thị trưởng Phương Hoành Thanh xem đối phó với cục diện này ra sao. Phương Hoành Thanh trong điện thoại cũng chửi lên, thiếu chút nữa đập cả điện thoại bảo Cảnh Kiến Trung tự xem lấy mà làm, ông ta là phó thị trưởng phân quản giáo dục, không thể khoanh tay ngồi nhìn, bình tĩnh lại một lúc, cảm thấy chuyện này quá quỷ dị. Đáng lý ủy ban kiến thiết thuộc phân quản của Vạn Dũng, con trai Hoàng Trụ Toàn sao không báo cho Vạn Dũng đã trực tiếp báo cảnh sát. Chu Phú Minh xưa nay là hậu thuẫn kiên cường của Vạn Dũng, lúc này lại trốn trong phòng không hé một lời là sao? Phương Hoành Thanh chỉ sợ Chu Phú Minh kiên trì ủng hộ Vạn Dũng, còn nếu rời khỏi Chu Phú Minh, Vạn Dũng chẳng là cái chó gì, ông ta nhổ phì tăm trong miệng đi, quyết định báo cáo cho Đường Học Khiêm biết, tranh bước nhầm hụt chân. Gặp được Trương Chi Hành ở văn phòng Đường Học Khiêm, Phương Hoành Thanh chẳng hề bất ngờ, nếu chẳng phải Trương Chi Hành tư lịch hơi cạn thì giờ đã là ngôi sao chính trị mới tiền đồ vô hạn rồi, người khác có hâm mộ cũng chẳng được, chỉ mong giao hảo với ông ta, không để thành xa lạ mới là chuẩn xác. Chi Hành cũng ở đây hả? Khuôn mặt căng thẳng trước khi bước vào văn phòng Đường Học Khiêm tức thì giãn ra. Thị trưởng Phương tìm thị trưởng Đường có việc, vậy tôi xin về trước. Trương Chi Hành đứng dậy. Chi Hành, con anh cũng học nhất trung phải không? Phương Hoành Thanh giữ Trương Chi Hành lại, hiện ở thành phố không ai dám làm khó Trương Chi Hành, dù là Vạn Dũng cũng phải khách khí.
Phương Hoành Thanh không hy vọng Đường Học Khiêm có chỉ thị rõ ràng gì, chỉ mong Trương Chi Hành ở lại nói vào một câu, giúp ông ta chia sẻ trách nhiệm. Đúng thế. Trương Chi Hành không vội đi, lúc này Phương Hoành Thanh tới tìm Đường Học Khiêm nhất định là vì chuyện ở Nhất Trung. Đường Học Khiêm nghe Phương Hoành Thanh kể khổ xong, bình tĩnh nói. Con gái tôi và con trai Chi Hành đều học ở Nhất Trung, từ góc độ của cha mẹ, tôi hy vọng Nhất Trung mau chóng dẹp yên chuyện này, khôi phục trật tự trường học, cục giáo dục phải trao đổi với các giáo viên, xóa bỏ ảnh hưởng xã hội xấu. Trước khi các đồng chí quyết định phương án, hãy báo cáo với bí thư Chu trước. Nhắc tới ảnh hưởng xã hội xấu, Phương Hoành Thanh toát mồ hôi. Trong 3.000 học sinh Nhất Trung, có rất nhiều phụ huynh là nhân vật có máu mặt ở Hải Châu, mới ngày thứ hai nhập học đã phải nghỉ học cả trường. Thường ngày bọn họ có lẽ vì sợ Vạn Dũng nên con cái bị bắt nạt cũng không lên tiếng, nhưng dưới trạng thái đám đông kích động này, khó tránh khỏi bọn họ xoay mũi giáo vào trường học, vào cục giáo dục, vào ông ta. Chuyện này tuyệt đối không thể trì hoãn nữa, phải dập tắt trước khi ảnh hưởng mở rộng, Phương Hoành Thanh không hy vọng gì vào Đường Học Khiêm chỉ là báo cho ông ta biết. Phương Hoành Thanh về văn phòng gọi điện cho Chu Phú Minh, được chỉ thị không khác là bao, nhưng lọt vào tai ông ta thì ý nghĩa khác hẳn. Vì Đường Học Khiêm và Vạn Dũng xưa nay chẳng thân thiết, chỉ thị hời hợt qua loa là bình thường. Còn ai cũng biết Vạn Dũng lên được phó thị trưởng toàn là nhờ Chu Phú Minh, lúc này chỉ hời hợt vài câu, chứng tỏ quan hệ hai bên đã thay đổi, thậm chí ông ta suy nghĩ ác ý, phải chăng Hoàng Trụ Toàn trực tiếp báo án có phải là được ai đó chỉ thị. Chỗ dựa Vạn Dũng đã mất, Vạn Hướng Tiền chưa vươn được tay tới Hải Châu, Phương Hoành Thanh không phải cố kỵ nhiều nữa, thù mới hận cũ trào lên trong lòng, gọi điện cho Cảnh Kiến Trung. Bảo ông ta cùng tới cục giáo dục, phải để Vạn Dung biết chưa tới lượt Vạn Dũng hoành hành ở đất Hải Châu này. Cảnh Kiến Trung nghe thấy Phương Hoành Thanh đích thân tới hiện trường thầm thở phào, dù ông ta cũng đang nổi điên, nhưng không dám tùy tiện quyết định, thành phố thế cục hiểm ác, ông ta còn chưa lĩnh ngộ hết, sai một bước có thể ôm hận cả đời. Trước đó Đường Học Khiêm gọi điện tới hỏi tình hình, tuy không chỉ thị gì, nhưng ít nhất nói rõ Đường Học Khiêm đang quan tâm tới chuyện này, Cảnh Kiến Trung hơi yên tâm được một chút. Phương Hoành Thanh chạy tới cục giáo dục, nói với giáo viên viên chức Nhất Trung chặn ở cổng. Hôm nay tôi đại biểu thành phố tới giao lưu với các thầy cô, mọi người đừng chặn ở đây nữa, trời nóng thế này, ai nấy đều ướt mồ hôi cả rồi, tôi và cục trưởng Cảnh sẽ cùng mọi người về trường thảo luận, không thảo luận ra kết quả, mọi người không thả tôi và cục trưởng Cảnh, thế đã được chưa? Phó thị trưởng đã đồng ý làm con tin rồi, lửa giận trong lòng giáo viên Nhất Trung giảm đi một nửa, Cảnh Kiến Trung an bài hai chiếc xe khách lớn. Đưa các giáo viên và hai người bọn họ cùng về trường. Cảnh Kiến Trung ngồi trong xe con của Phương Hoành Thanh, vừa tới cổng trường Nhất Trung thì tức thì mặt biến thành rất khó coi, đám Đường Thanh vừa kịp treo biểu ngữ cỡ lớn chất vấn cục giáo dục vô lý điều động Lý Chi Phương, đám học sinh không vì nghỉ học mà về nhà, tụ tập từng nhóm trong trường, dán đầy tờ rơi khắp nơi yêu cầu trừng trị học sinh ác bá, còn rất nhiều người dân quây quanh xem náo nhiệt. Chuyện điều động Lý Chi Phương chủ nhiệm lớp số 10 năm 2 là sao? Phương Hoành Thanh quay sang nhìn Cảnh Kiến Trung. Tôi nhớ đó là lớp của con gái thị trưởng Đường. Cảnh Kiến Trung chỉ nắm quyền điều động nhân sự cấp phó khoa trở lên thôi, còn điều động giáo viên cấp bậc thấp như Lý Chi Phương thì phó cục trưởng phân quản quyết định là được, cũng không cần đưa lên họp ở cục. Cảnh Kiến Trung sắc mặt rất khó coi, ông ta biết chuyện của Lý Chi Phương, điều động cô ta là quyết định của Tiếu Na, ông ta không can thiệp, tuy toàn là chuyện đồn đại, nhưng ông ta không muốn đụng vào cho rắc rối. Không ngờ có người thừa cơ mang chuyện này ra, không biết ai lên tiếng bất bình cho Lý Chi Phương. Chương 229, vấn đề rất nghiêm trọng. Cảnh Kiến Trung biết không chỉ có con gái Đường Học Khiêm, con trai Trương Chi Hành cũng ở trong lớp Lý Chi Phương, trường học tới đầu năm an bài lại giáo viên là rất bình thường, hẳn Đường Học Khiêm, Trương Chi Hành không tỉ mỉ tới mức truy hỏi chuyện quanh co đằng sau. Nếu nói Lý Chi Phương mượn thân phận giáo viên chủ nhiệm lập được quan hệ với Đường Học Khiêm, Trương Chi Hành thì khi mới điều động cô ta, đã có người đứng ra rồi, chuyện bị trì hoãn tới tận bây giờ nói lên hai người họ không hề biết chuyện này, hoặc biết nhưng không lên tiếng. Cảnh Kiến Trung bị Phương Hoành Thanh hỏi tới chuyện này, không dám nói biết, cũng không dám nói không biết, ngơ ngơ chẳng biết phải trả lời ra sao. Phương Hoành Thanh hừ lạnh một tiếng, giáo huấn. Tôi thấy cục giáo dục các đồng chí tồn tại vấn đề nghiêm trọng. Cảnh Kiến Trung thầm oán hận, một số chuyện do Tiêu Na làm ra. Song vì Mã Tử Thiện do ông ta nâng lên, trong lòng hận luôn Mã Tử Thiện. Lúc này Mã Tử Thiện ở trong cục công an, trong thời gian ngắn khó thoát thân, trường học do phó hiệu trưởng Mã Dược tọa trấn. Vương Viêm Bân bị điều đi, Mã Tử Thiện nhảy vào làm hiệu trưởng,
Mã Dược đầy bụng uất ức, hận không thể làm chuyện xé to ra, ông ta đã nghe phong phanh chuyện này nhưng không nghĩ cách ngăn cản giáo viên đi tới cục giáo dục, tìm các lãnh đạo trường học khác nghĩ cách dàn xếp trật tự trong trường. Mã Dược và bí thư đoàn ủy đứng trong phòng truyền tin, ngăn cản học sinh kết đội tới gây chuyện, nhìn thấy xe của chính phủ, vội sai người mở cổng trường, chạy ra đón. Chuyện này là thế nào? Cảnh Kiến Trung cuối cùng cũng tìm được một người để chút giận, chỉ biểu ngữ răng trên cổng trường, lạnh lùng nhìn Mã Dược. Mã Dược chẳng sợ, thấy Phương Hoành Thanh trong xe chui ra, đáp. Đó là do học sinh lớp số 10 năm 2 treo lên, các em ấy chất vấn vì sao điều động giáo viên chủ nhiệm lớp không hỏi ý kiến học sinh, tôi còn chưa kịp sai người tháo xuống. Cảnh Kiến Trung tức tím mặt, điều động giáo viên cần phải xin ý kiến học sinh từ khi nào. Song chưa kích động tới mức vọt miệng nói ra, đó không phải lớp bình thường mà có Đường Thanh, Trương Khác, Đỗ Phi ở trong đó. Nếu như ý kiến học sinh là chỉ ba người này thì đúng là cục giáo dục không thể tùy tiện bỏ qua. Phương Hoành Thanh thầm nghĩ rất đúng lúc, nghiêm khắc nói. Cục giáo dục không nghe ý kiến giáo viên công chức, trường học không nghe ý kiến học sinh, nên chuyện mới trở nên tồi tệ thế này, học sinh có ý kiến cũng tốt, tôi đã tới đây thì cùng nghe xem. Sắc mặt Cảnh Kiến Trung một ngày hôm nay thôi không biết thay đổi bao lần, chuyện Lý Chi Phương làm sao mà nói ra được. Nếu nói ra phải truy cứu trách nhiệm cục giáo dục lạm dụng quyền lực vào việc tư, ông ta không ngờ học sinh lại ra mặt cho Lý Chi Phương, lần này có trò hay để xem rồi. Ông ta cũng chẳng muốn gánh trách nhiệm gì thay Tiêu Na, ông ta ngứa mắt với bà ta đó lâu rồi, quay đầu lại nhìn Tiêu Na và mấy phó cục trưởng khác, hừ phân của ai người đó tự chùi đít. Đường Thanh đứng ở hành lang lớp học theo dõi tình hình ở cổng trường, kéo thành viên hội học sinh cô tụ tập được cùng bạn học trong lớp cùng xuống lầu chặn đường Phương Hoành Thanh, Cảnh Kiến Trung. Không, ăn cơm chưa xong, Trương Khác và mọi người nghỉ ngơi trên đỉnh Tượng Sơn, trời cao gió mát, có thể nhìn thấy nhà xưởng của Ái Đạt xa xa, xa thêm nữa ở phía đông nam Trần Ích Long là nơi đặt nhà máy lắp ráp của Ái Đạt, đã dùng ngói đó xây thành tường bao. Điện thoại đúng là thứ tiện lợi. Y Tiêu Giao tự tại ở Tượng Sơn vẫn nắm tình hình trong thành phố trong lòng bàn tay. Trương Khác không ngờ quan hệ giữa Chu Phú Minh và Vạn Dũng, Triệu Cẩm Vinh đã tan vỡ đến mức ngay cả biểu hiện bên ngoài cũng không cần nữa, cho nên không nghĩ tới Phương Hoành Thanh lại nhảy ra. Phương Hoành Thanh và Vạn Dũng thủ oán chồng chất, quan trọng nhất là Vạn Dũng ngăn cản đường tiến của ông ta. Khi Đường Học Khiêm lên làm thị trưởng, người có khả năng thay thế vị trí phó thị trưởng thường vụ nhất chính là ông ta. Đường Học Khiêm khi ấy cũng chủ trương đem sự vụ trọng yếu giao cho Phương Hoành Thanh, bao gồm cả chuyện Vạn Dung đang phân quản. Thù hận trên quan trường không gì lớn bằng ngăn cản đường tiến bộ của người khác, Vạn Dung nhờ sự thỏa hiệp giữa Chu Phu Minh và nhà họ Vạn tiến lên, gần như chặn đứng khả năng tiến vào thường ủy của ông ta trong thời gian vài năm sắp tới, huống chi còn cướp lấy quyền lớn trong tay ông ta, làm sao ông ta không hận cho được. Nghe Đường Thanh nói Phương Hoành Thanh hiện đang ở hội trường yêu cầu trường học nghiêm túc chỉnh đốn kỷ cương trường học, thậm chí học sinh phạm tội không thể chỉ nghĩ dùng giáo dục cứu vãn, phải bảo vệ lợi ích tuyệt đại bộ phận học sinh, giáo viên. Ngay Phương Hoành Thanh còn dám vươn móng vuốt ra, Trương Khác hiểu Vạn Dũng không đủ gây họa nữa. Mã Tử Thiện gần như bị Phương Hoành Thanh, Cảnh Kiến Trung ép khai từ Vạn Thiên Tài, Triệu Ti Minh khỏi trường, còn về vấn đề của Lý Chi Phương, Phương Hoành Thanh ra lệnh ngay tại chỗ. Cục giáo dục phải sửa chữa quyết định sai lầm, ông ta không có quyền miễn trừ chức vụ của Tiêu Na, nhưng yêu cầu cục giáo dục phải xử phạt hành chính. Đỗ Phi lại hối hận không được tận mắt nhìn thấy Mã Tử Thiện đuổi học đám Vạn Thiên Tài, Trương Khác nói với hắn. Mày mà ở đấy làm người ta nhớ lại chuyện năm ngoái, không chừng mày cũng bị đuổi học luôn. Đỗ Phi nghĩ đúng là có khả năng này, lại hỏi xem có nên nói cho Lý Chi Phương biết trước không. Trương Khác lắc đầu, Lý Chi Phương ngã rồi đứng dậy. Nói không chừng đã có người đem tin tức báo cho cô ta trước rồi, mặc dù không tránh khỏi lại có thêm lời đồn thổi, song chỉ cần Lý Chi Phương có thể chịu được, sẽ không ai dám tự chuốc lấy họa nói này nói nọ trước mặt cô ta. Có lẽ cuộc sống gia đình Lý Chi Phương sẽ bị ảnh hưởng, nhưng rốt cuộc gia đình cô ta ra sao thì Trương Khác không rõ, y càng chẳng có thời gian rảnh quản tới những chuyện này. Biết được tin tức chính xác, Đỗ Phi không còn tâm tư du sơn ngoạn thủy với Trương Khác nữa, hắn không tin mình xui xẻo bị tai bay vạ gió. Cảnh náo nhiệt như thế mà nghe qua điện thoại giống như sờ ngực Thịnh Hạ cách lớp áo vậy, không xem trực tiếp không đã. Nếu hắn mà biết chuyến này về trường được thưởng xử phạt cảnh cáo, sẽ nghĩ dù sờ ngực Thịnh Hạ cách lớp áo cũng hơn là lén lút thò tay vào trong ăn một cái tát. Nhất chung lần này Hạ quyết tâm chỉnh đốn trường học, không chỉ đuổi học Vạn Thiên Tài, Triệu Ti Minh còn cả đám học sinh bị cảnh cáo,
Đỗ Phi vì trốn học quá nhiều mà bị cảnh cáo, hắn uất ức nghĩ, Trương Khắc trốn học còn nhiều hơn mình cơ mà. Đáng tiếc vì Trương Khắc nhịn không tới trường, cho nên chẳng ai nhớ ra nhất trung còn có học sinh như thế. Nhận được cú điện thoại cay cú của Đỗ Phi, Trương Khắc ôm bụng cười, chỉ cần Đỗ Phi không làm việc ngang ngược, trốn học, chẳng qua là cảnh cáo, có sao đâu. Tiếp theo nhất trung là cục công an phải đưa ra quyết định, đám vạn thiên tai nếu như bị nhất trung đuổi học vì hành vi ác liệt, vậy không có cái cớ để nói nhất thời hồ đồ để xử lý nhẹ. Kim Quốc Hải giữ thái độ công bằng, có đem đám vạn thiên tài cho cơ quan kiểm sát hay không do nội bộ cục công an quyết định. Giao cơ quan kiểm sát rồi có khởi tố hay không, khởi tố rồi, tòa án có phán đám vạn thiên tài trách nhiệm hình sự hay không đều chưa biết, đều còn nhiều mắt xích để tác động vào. Nhưng Phương Hoành Thanh nhảy ra thì đã đại biểu phần nào thái độ của thành phố, những người khác sao không hiểu cho được. Trương Khắc đứng nhìn dáng chiều dài trên mặt nước, khẽ nhếch mép cười, Lương Cách Chân đã xuống núi gọi con mau về. Hôm nay chú y muốn bày tiệc tẩy trần cho cả nhà Lương Quốc Hưng. Trương Chi Phi vừa gọi điện thoại cho Trương Chi Hành, được biết nhà Đường Học Khiêm cũng tới góp vui. Chương 230, sầu biệt ly. Chính phủ nhiều việc bận rộn, Đường Học Khiêm và Trương Chi Hành đến tối hẳn mới tới được nhà hàng Tây Thành. Đường Học Khiêm nói với Trương Chi Hành. Năm ngoái tôi còn nói thằng bé nhà anh tương lai tiền đồ không thể đong đếm được, xem ra không cần phải đợi tới tương lai nữa. Mọi người cứ dung túng cho nó. Trương Chi Hành cười. Con trai bí thư Đỗ tới trường học bị xử phạt cảnh cáo, vậy mà nó không sao, không thể khen nó nữa, còn khen nó đắc ý quên hết mọi thứ mất. Đường Học Khiêm cười ha hả, ông ta luôn quan sát chuyện này, gần như mỗi một chi tiết đều có người báo cáo, trận này phải nói cực kỳ đặc sắc, quan trọng là Chu Phú Minh, Vạn Dũng không biết thua ở đâu, nhìn qua chỉ có Hoàng Trụ Toàn là không theo lẽ thường thông báo cho Vạn Dũng mà trực tiếp báo án. Trương Khắc và mọi người đợi trong phòng bao đói meo rồi mới thấy hai người bọn họ tới, Đường Thanh vừa oán trách vừa hưng phấn kể chuyện đối chất Phương Hoành Thanh. Khi đó nói chuyện với phó thị trưởng trước mặt mọi người, bàn tay còn ướt đẫm mồ hôi. Kém quá, chút chuyện nhỏ tẹo đó mà kể mấy lần. Trương Khắc cười nói. Hôm nào đem cả thị trưởng lên bục mắng một trận, đảm bảo lòng bàn tay bạn không có chút mồ hôi nào nữa. Mọi người cười rộ cả lên. Hôm nay lại là cháu dở trò sau lưng đấy hả? Đường Học Khiêm ấn vai Trương Khắc. Nghe nói sáng sớm cháu tới tìm Thanh Thanh, chớp mắt cái không thấy hai đứa đâu, rồi Đỗ Phi bị phạt, cháu đúng là ma lanh. Trương Khắc cười khì. Hôm nay cháu đi dạo với cậu cháu, làm gì có thời gian tới góp vui. Đường Học Khiêm bắt tay Lương Quốc Hưng. Nghe Chi Hành kể anh muốn chuyển nghiệp chi viện kiến thiết địa phương, tôi đại biểu cho bản thân hoan nghênh anh. Mọi người lại cười. Lương Quốc Hưng lúc này mới nhìn ra em rể căn cơ ở Hải Châu tuyệt đối khác với cán bộ cấp sử thông thường, trên bàn cơm không nói tới chuyện chuyển nghiệp nữa, chuyện này không vội, mà quyết bảo con trai bỏ công việc đó, đưa bạn gái tới Hải Châu trước. Ăn cơm xong, nhà Đường Học Khiêm về trước, cậu, mợ, chị họ vẫn ở nhà y, Trương Khắc không muốn ngủ ghế sofa nữa, chui vào xe của chú. Trước bữa cơm, Phó Tuấn đã tới đón Mã Hải Long đi, trước mặt người nhà và nhà Đường Học Khiêm. Trương Khắc không muốn quá phô trương. Muốn nói chuyện nhà định cư à? Trương Chi Phi thấy cháu chui vào xe, nghi hoặc hỏi. Là Hải dự định đầu tư vào hạng mục nhà định cư. Trương Khắc ôm đầu gối cuộn mình trên ghế, nói như không liên quan đến mình. Hai ngày trước 18% cổ phần của Cẩm Hồ ở Hải Thái đã chuyển giao xong xuôi, nếu nhà họ Tạ đã nổi lòng thèm muốn Cẩm Hồ, Trương Khắc và Tạ Vãn Tình liền quyết định đầu tư vào Hoành Viễn không lấy danh nghĩa Cẩm Hồ nữa. Tránh sau này phức tạp thêm, thay vào đó lấy danh nghĩa Hải Dụ trực tiếp đầu tư 1.000 vạn vào hạng mục nhà định cư. Viện thiết kế quy hoạch thành phố và City Hải Kiến rút khỏi Hoành Viễn, khiến Hoành Viễn thành công ty tư nhân chân chính. Qua một năm Hoành Viễn đã dựng lên căn cơ ở Hải Châu, một số nhân viên quản lý và nhân viên kỹ thuật của hai đơn vị kia vì Hoành Viễn trả lương hậu hĩnh nên cũng ở lại. Do Trương Chi Phi một lòng hiệp trợ Đường Học Khiêm làm hạng mục nhà định cư, hai đơn vị kia lúc rút lui không làm khó ông ta. Trương Chi Phi vay 100 vạn mua lại cổ phần của hai đơn vị đó, nên tức thì nắm trong tay 80% cổ phần Hoành Viễn, thành ông chủ thực sự của Hoành Viễn. Nhớ lại một năm trước Trương Chi Phi còn giúp ở huyện Đông xã, tuy trong tay cũng có một cái công ty, nhưng lúc đó gọi quản đốc thì thích hợp hơn, tới Hải Châu một năm ngắn ngủi đã nắm trong tay công ty tài sản hơn 1.000 vạn, cú chuyển mình đẹp mắt này nghĩ thôi đã thấy hưng phấn. Trong đó có rất nhiều công lao của Trương Khắc. Trương Chi Phi rất hy vọng cháu tham gia vào chuyện kinh doanh của Hoành Viễn.
Cẩm Hồ rút cổ phần khỏi Hải Thái, cháu có được chia 30% không? Cháu giữ tiền trong tay làm gì, đầu tư vào Hoành Viễn đi, chú bán rẻ cổ phần cho. Trương Khắc lắc đầu, chẳng hề động lòng. Cha cháu ngày nào còn ở Hải Châu, cháu sẽ không đụng vào chuyện đất đai, công trình, huống hồ cháu còn dùng tiền vào việc khác. Dùng vào việc gì? Trương Chi Hành quay người sang hỏi. Ái Đạt thiếu tiền nhưng chút đó của cháu chẳng đủ nhét kẽ răng. Tài chính của Ái Đạt tạm thời chỉ có thể lấy từ hệ thống phân phối, chút tiền vặt này cháu dùng vào việc khác, không phải cho Ái Đạt. Trương Khắc nhắm mắt dưỡng thần, không nói kỹ dùng tiền vào việc gì. Hứa Tư sắp tới Hồng Kông lập công ty, nếu không có tiền sẽ rất vất vả, chuyển giao cổ phần của Hải Thái kết thúc, trong tay Trương Khắc thêm 500 vạn, y định đưa hết cho Hứa Tư mang tới Hồng Kông lập công ty và mua bất động sản. Người am hiểu kinh tế đều biết từ năm 1985 tới năm 1997 là kỳ phồn vinh cuối cùng của ngành địa ốc Hồng Kông, nhưng quá trình này cũng trải qua những thời kỳ lên xuống. Năm 1994 là đỉnh cao của ngành địa ốc Hồng Kông, tiếp đó vòng đàm phán thứ 17 chung, Anh tan vỡ, thành phong ba chính trị lớn nhất trên đường quay về tổ quốc của Hồng Kông khiến người dân và nhà đầu tư sợ hãi, khiến giá nhà bình quân ở Hồng Kông giảm 30%. Nhưng tới mùa đông năm nay chính trị Hồng Kông trở nên rõ ràng hơn, người dân và nhà đầu tư chuyển từ sợ hãi sang hy vọng vào sự trở về, lượng lớn tài chính đổ vào thúc đẩy kỳ tăng trưởng tốc độ cao cuối cùng của địa ốc Hồng Kông, tới năm 97 cơn bão tài chính châu Á bùng phát mới làm thị trường địa ốc Hồng Kông bước vào mùa đông dài 10 năm. Hứa Tư sẽ lấy danh nghĩa đầu tư xin quyền định cư ở Hồng Kông, có thể nhập tịch cùng lập công ty trong vòng 2-3 tháng là không tệ rồi. Có thể tranh thủ kỳ hoàng kim 2 năm cuối cùng của ngành địa Hồng Kông hay không còn đợi xét. Trương Khắc chui vào xe của chú chỉ là đợi cha mẹ và nhà cậu lái xe đi, ngồi thẫn thờ trong xe một lúc mở mắt ra. À, cháu nhớ ra có chuyện khác phải làm. Rồi đẩy cửa xuống xe, vẫy tay tạm biệt. Trương Chi Phi chỉ còn biết cười lắc đầu, ông ta mặc dù tự hào về công ty Hoành Viễn, nhưng so với việc Trương Khắc làm được một năm qua, tự thẹn không bằng. Thầm nghĩ bằng vào Hoành Viễn là không thể làm đứa cháu nhìn không thấu này động lòng được. Nhìn chú lái xe đi rồi Trương Khắc gọi điện cho Hứa Tư, mặc dù cùng ở Hải Châu, nhưng thân phận Trương Khắc này đã khác rồi, không còn là thiếu niên không ai để ý như năm ngoái để có thể suốt ngày kè kè bên Hứa Tư được nữa. Địch thủ chưa lộ diện không tính, trước mắt đã có Tả Kiếm Nam ở bên theo dõi, Triệu Cẩm Vinh, Vạn Dũng cũng không ngu, đợi chuyện này qua đi, bọn chúng bình tĩnh lại, biết đâu sẽ chú ý tới y. Thêm vào mỗi người có việc riêng của mình, nên không thể ở riêng với nhau nhiều. Nhưng để Hứa Tư đi Hồng Kông, mỗi người một nơi, sầu biệt ly là không tránh khỏi, Trương Khắc muốn tranh thủ mọi thời gian có thể để được ở bên Hứa Tư thêm lúc nào hay lúc đấy. Hứa Tư chỉ nói với trong nhà là đi Hồng Kông làm việc, trước năm 97, tới Hồng Kông cũng không khác gì ra nước ngoài, Hứa Tư lần này lại đi khá lâu, trong nhà cô rất coi trọng chuyện này, Hứa Duy cũng tranh thủ trước khi khai giảng về Hải Châu. Giọng Hứa Tư cố ý bình đạm, Trương Khắc biết cô đang ở cùng phòng với Hứa Duy, lần trước ở Huệ Sơn quan hệ giữa y và Hứa Tư thiếu chút nữa bị Điền Hải Hà làm bại lộ, sợ Hứa Duy nghi ngờ không dám nói nhiều. Hứa Tư nói ngày mai nhà cô tổ chức tiệc tiễn chân, bảo y cũng tới ăn cơm, Trương Khắc gật đầu nhận lời. Không thể đưa được Hứa Tư ra ngoài, Trương Khắc đành về nhà trọ ngủ, suốt mùa hè này bận rộn bên ngoài, lâu lắm không tới đây ngủ rồi, nhưng trong phòng dọn dẹp chỉnh tề sạch sẽ. Chẳng biết là mẹ hay Đường Thanh làm, cả hai người họ đều có chìa khóa. Trương Khắc bật điều hòa chùm chăn ngủ, nhưng lòng trống trải, cô đơn đến khó chịu, hình cảnh Hứa Tư cứ hiện lên trong đầu, ngủ không ngon, Trương Khắc nghĩ thỏ khôn đào ba hang, hay là mình chuẩn bị thêm hai chỗ đặt chân nữa ở Hải Châu. Điều kiện nơi này quá tệ, quan trọng là bị mẹ và Đường Thanh biết mất rồi. Chương 231, sượt qua vai đợi tương phùng. Thôi Úc Mạn cứ nhớ lại tích tắc đám vạn thiên tài xông vào cửa, là cảm thấy chân tay giá băng, tiếp đó cảnh sát và dân phòng ở trên người chúng lục được túi ni lông đựng những viên thuốc nhỏ, còn tìm được ở trong xe rất nhiều công cụ gây án thậm chí bao gồm một bộ máy ảnh. Theo lời khai của đám vạn thiên tài, chỉ cần chụp lấy ảnh, không sợ sau này nạn nhân tố cáo. Sự mưu chi tiết như thế, khó làm người ta tin bọn chúng phạm tội lần đầu, thẩm vấn ngay trong đêm. Nghi vấn đều hướng về Bành Chí Minh, con trai của Bành Tân Nghĩa, phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát thành phố Hải Châu, là tên hoàn khổ tiêu chuẩn. Chuyện tới nước này cục công an không sợ không moi ra được vụ án lớn khác trên người bọn chúng. Tất cả những điều đó Trương Khắc cố ý đặt mình ngoài cuộc còn chưa rõ lắm.
Thôi Úc Mạn bấy giờ mới biết Nhất Trung tứ đại công tử đời trước chính là đám Bành Chí Minh này, ở Nhất Trung tội ác chồng chất. Thôi Úc Mạn ngày hôm sau cho lời khai xong ở cục cảnh sát không dám về nhà trọ nữa, cô mặc dù là người Hải Châu, nhưng cha mẹ và anh đều không công tác ở Hải Châu, liền thuê khách sạn ở, không dám nói cho cha mẹ và gọi điện cho anh trai khóc một trận. Thôi Úc Hằng sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh khoa chính trị quốc tế Đại học Bắc Kinh liền vào Tân Hoa xã làm một phóng viên, khi nhận được điện thoại của em gái, hắn vừa từ Afghanistan trở về, đi máy bay tới tỉnh Đông Hải vào ban đêm. Là một phóng viên ảnh quanh năm bôn ba trèo đèo lội suối, vừa về nước chưa kịp chỉnh trang, dâu quay nói, tóc tết dài tận vai, mùa hè chưa qua, hắn lại mặc quần bò, đi giày ống. Mặc dù cổ hắn đeo máy ảnh, nhưng trông giống thổ phỉ hơn thổ phỉ, trả bao tiền cũng không có taxi nào chịu chở hắn, có tài xế còn dọa. Mấy hôm trước tôi còn gặp cháu phó chủ tịch quân ủy đấy. Hắn đành đợi tới buổi sáng đi xe khách về Hải Châu. Thôi Úc Mạn tìm được chỗ dựa mới có giấc ngủ ngon. Thôi Úc Hằng theo em gái tới Nhất Trung, bộ dạng hung hãn của hắn làm Mã Tử Thiện, Mã Dược sợ tái mào, còn tưởng lưu manh Thôi Úc Mạn thuê tới truy cứu trách nhiệm trường học. Cho dù biết Thôi Úc Hằng là anh trai cô ta, Mã Tử Thiện vẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng đem so ngoại hình hung hãn và tính cách đanh đá của cô em thì đúng là rất giống. Mã Tử Thiện bị Phương Hoành Xanh ép đuổi học đám vạn thiên tài, Thôi Úc Hằng chẳng thể chỉ trích trường học thêm được điều gì. Trường học chẳng thể đảm bảo mỗi học sinh đều có phẩm tính tốt đẹp, sau khi chuyện xảy ra có thể xử lý không sợ quyền quý là hiếm có lắm rồi. Mã Tử Thiện đem chuyện điều Lý Chi Phương về trường tiếp tục làm chủ nhiệm lớp số 10 năm 2 nói cho Thôi Úc Mạn biết, nhưng cô ta hiện thời chẳng lòng dạ nào quan tâm với chuyện này, trước đó không biết tiền nhiệm của mình là ai. Tiếp đó Thôi Úc Hằng đưa em gái tới cục công an tìm hiểu tiến triển của vụ án, được biết đám Bành Tân Minh khả năng còn liên can tới vụ án khác. Vụ án này phải đi sâu thêm rồi mới giao cho cơ cấu kiểm sát. Điều này Thôi Úc Hằng tất nhiên cũng chẳng thể nói gì, hỏi địa chỉ nhà Hoàng Trụ Toàn, nếu không có vị chủ nhiệm này không sợ quyền thế đi báo áo, thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thôi Úc Hằng trong lòng hơi lấy làm lạ về phản ứng của các phương diện, xử trí rất công chính vô tư, không giống có con trai vị phó thị trường nắm thực quyền liên can vào vụ án. Trước khi tới đây hắn quyết định phải chọc thủng tấm màn tăm tối của quan trường Hải Châu. Lấy lại công bằng cho em gái, lúc này dường như hoàn toàn không cần nữa. Quan trường Hải Châu mặc dù xuất hiện vài con sâu làm dầu nồi canh, nhưng chỉnh thể xem ra vẫn công bằng liêm minh, đây không phải hiện thực mà hắn biết. Hoàng Trụ Toàn ban đầu cũng chịu chút ít áp lực, nhưng khi Phương Hoành Thanh tới Nhất Trung, tiếp đó Vạn Thiên Tài, Triệu Ti Minh bị đuổi học, rất nhiều cái mũi thính ở thành phố đã ngửi ra được thay đổi vi diệu, Hoàng Trụ Toàn báo án chính là một trong số thay đổi đó. Hiện giờ chỉ cần khối phải mặt đối mặt với Vạn Dũng thì ông ta chẳng thấy có áp lực gì. Hoàng Trụ Toàn mừng thầm mình đi đúng nước cờ, nếu không lúc này con trai ông ta có khả năng bị đưa lên cục công an thẩm vấn rồi, lại đắc tội với Đường Học Khiêm, mà Vạn Dũng cũng chưa chắc đã cảm kích mình, ông ta chỉ không hiểu tại sao Chu Phú Minh đặt mình ngoài cuộc. Đường Học Khiêm không tiện ra mặt trấn an, tiếp nhận kiến nghị của Trương Khác, cho Thiệu Chí Cương tới. Dù sao vì hạng mục địa ốc, Thiệu Chí Cương đã tiếp xúc với Hoàng Trụ Toàn một vài lần, cũng là cơ hội để hắn chính thức chen chân vào thượng tầng của Hải Châu. Thôi Úc Hằng và em gái tới thăm và cảm ơn, Thiệu Chí Cương cũng đang ở nhà Hoàng Trụ Toàn, nghe xong ý tới của hai anh em họ thôi, Hoàng Trụ Toàn không dám đọc chiếm công lao, chuyện liên quan tới đấu tranh tầng trên, cũng không tiện nói cho họ biết, nhìn Thiệu Chí Cương bảo hắn quyết định. Thiệu Chí Cương nghiêm túc nói, tội ác cần phải bị trấn áp, chính nghĩa cần phải được gương cao. Chúng tôi chẳng qua là công dân tuân thủ luật pháp, đâu cần cảm ơn. Nói những lời này hắn chẳng ngượng chút nào. Thôi Úc Hằng tới lúc này mới xác nhận được dưới cái vẻ công bằng liêm chính của các phương diện ở Hải Châu còn có ẩn tình khác, nhưng không hỏi thêm, cảm ơn để quà lại rồi đưa em gái về. Đi suốt nửa ngày không có thu hoạch gì, hai anh em vào quán ăn nhỏ, Thôi Úc Hằng hỏi em gái. Theo anh về Bắc Kinh nhé. Thôi Úc Mạn vẫn hương ngạnh nói. Vì sao? Quê chúng ta ở Hải Châu cơ mà, huống hồ em làm giáo viên, đâu phải thành phố càng lớn thì tiền đồ càng lớn. Em quá lý tưởng hóa, anh sợ em ở Hải Châu sẽ bị thua thiệt. Anh chẳng phải thế sao, tốt nghiệp thạc sĩ Đại học Bắc Kinh, lại muốn làm phóng viên chiến trường. Thôi Úc Mạn mím môi nói. Em sẽ tự chiếu cố cho bản thân, nếu vẫn sợ em sẽ tìm bạn trai. Có anh chàng nào chịu nổi em? Thôi Úc Hằng cười. Lớp của em đã bị người ta thay rồi, em ở lại làm gì? Em nghe nói trong lớp ban đầu cả em còn có hai tên học sinh cứng đầu,
cũng là hạng hoàn khố tiêu chuẩn, so với hai tên kia còn tồi tệ hơn, trường học sợ gì đó mới để giáo viên cũ thay em, chỉ nghĩ đã thấy không cam tâm. Thôi Úc Hằng nghiêm nghị nói. Không cam tâm thì em làm gì, em cho rằng dựa vào lòng nhiệt tình của em có thể giáo dục đám khốn nạn đó à? Anh thấy em nên đặt nhiệt tình trên các học sinh đáng giúp đỡ ấy, nếu không anh không yên tâm để em ở lại Hải Châu. Trương Khắc nhận được điện thoại của Thiệu Chí Cương nói Thôi Úc Mạn và anh trai tới nhà Hoàng Trụ Toàn cảm ơn, chỉ cười không để vào trong lòng. Nhất Trung kịp thời đưa ra quyết định công bằng, lửa giận của giáo viên tạm thời được dập tắt, trường học khôi phục lại trật tự bình thường, chỉ có lớp Trương Khắc trước khi Lý Chi Phương về còn có chút hỗn loạn. Đỗ Phi lần này học khôn rồi, không trốn học khả năng bị phạt vì trốn học, còn thường xuyên trốn học thì không sao, tâm tình của hắn cực kỳ ấm ức, buổi sáng không tới lớp. Buổi trưa nghe tin Lý Chi Phương nhanh nhất buổi trưa có thể về trường mới đến lớp, nhưng sợ bị bạn học cho ăn đòn. Hắn tới trường thì Lý Chi Phương còn chưa tới, rất nhiều bạn bè cô lập hắn, đành trốn vào một góc gọi điện kể khổ với Trương Khác. Trước kia chúng ta oai phong nhường nào, sao hiện giờ ái cũng xua đuổi như chuột. Trương Khác cười lớn, rồi an ủi hắn. Chuyện này chỉ là tạm thời thôi, đợi mọi người quên đi, mày lại có thể hoành hành trường học như cũ. Tao là hạng người vô vị như đám vạn thiên tài sao? Đỗ Phi cáu kỉnh. Hoành hành trường học có ý nghĩ gì? Vậy mày muốn hoành hành ở đâu? Trường khác còn cả đống việc, tối lại còn tới nhà Hứa Tư ăn cơm, không rảnh rỗi đi vỗ về tâm linh bị tổn thương của Đỗ Phi, nhưng mong hắn có thể thoát khỏi ám ảnh Lý Chi Phương. Trước đó Trường khác nhận được điện thoại của Kim Quốc Hải, biết vụ án đám vạn thiên cái có liên can còn nhiều, nếu lần này không bắt bọn chúng. Không hiểu về sao chúng còn gây họa cho bao nhiêu thiếu nữ. Mặc dù lần này gây án không thành, nhưng tính chất ác liệt, lại liên quan con cái cán bộ đảng chính phủ Hải Châu, Kim Quốc Hải không biết có nên báo lên trên không. Hôm nay đã hết. Chương 232, ác danh. Tới nhà Hứa Tư ăn cơm, trừ ba người nhà thi vệ chung, chỉ thêm Trần Phi Dung, nhà Hứa Hải Sơn thuê rất chật, phòng khách nhỏ, bày bàn tiệc 10 người, quay mình cũng chạm vào người khác. Thi vệ chung mặc dù giấu quan hệ giữa Hứa Tư và Trương Khác không nói ra, nhưng cho rằng quan hệ này không được xã hội chấp nhận, đặc biệt nhà Trương Khác tuyệt đối không tiếp nhận Hứa Tư, tình cảm này với Hứa Tư mà nói là không công bằng. Nghe Hứa Tư đi Hong Kong, ông ta là người tán thành đầu tiên, hy vọng cả hai bọn họ sẽ bình tĩnh lại, tự tìm lấy cuộc sống cho riêng mình. Cha mẹ Hứa Tư rất áy náy vì con gái đi công tác lâu ngày, không phụ đạo được cho Trương Khác, cứ xin lỗi mãi, làm Hứa Duy ngồi bên người thầm. Thằng nhóc này bé mà danh ma, ai có tư cách dạy thêm cho nó. Lưu Phân nhiệt tình nói. Trương Khác thông minh như thế, chẳng qua hơi ham chơi một chút, chỉ cần có người nhắc nhở chỉ bảo một chút là được, Dung Dung thành tích cũng được, lại hơn Trương Khác một khóa, giúp cậu ấy học thêm là không thành vấn đề. Trần Phi Dung nghiêng mặt không nói gì, bị mẹ ở dưới bàn dẫm một cái, mới chịu nói. Cậu ta đâu cần người khác dạy thêm. Khi ăn cơm, mọi người tự nhiên nói tới chuyện xảy ra ở Hải Châu thời gian qua, Lưu Phân tặc lưỡi. Sao loại có học sinh như thế, mà trường học lại dung túng cho bọn chúng? Hứa Hải Sơn lắc đầu. Trên làm dưới học, Vạn Hướng Tiền, Vạn Dũng có phải hạng tử tế gì, làm sao sinh ra được đứa con tử tế? Trần Kỳ tò mò hỏi con gái. Nghe nói trường con có tứ công tử gì đó, sao không đuổi học luôn? Rồi căm phẫn kể mọi người tin tức ông ta nghe được. Trong đó có một đứa tên Đỗ Phi, dám đánh thầy giáo nằm viện hơn một tháng, chỉ bị cảnh cáo. Còn một đứa nữa, thậm chí tên tuổi cũng không công bố, tức chết đi, lần sau học phụ huynh, tôi phải tới hỏi hiệu trưởng cho ra nhẽ. Khụ, Trương Khác bị sặc coca trong cổ họng, thở không nổi, phun cả coca lên bàn, Trần Phi Dung ngồi bên cạnh y nhảy bật dậy, mọi người cũng sừng sốt. Trương Khác ho lấy ho để, mãi mới thông được cổ họng, nhưng mặt mũi đỏ dừ, thiếu chút nữa chảy nước mắt. Hứa Duy liếc y ngờ vực. Sao cậu có phản ứng lớn thế, chột dạ à? Chẳng lẽ cậu là con cá lọt lưới kia? Nói bậy. Mẹ Hứa Tư giật áo Hứa Duy. Trương Khác ngoan như thế, sao lại cùng một bọn với đám trẻ hư đó được? Hứa Tư cúi đầu xuống cắn chặt răng, chỉ sợ vẻ mặt làm Trương Khác bị lộ tẩy, nhịn cười đến khổ, tới tai cũng đỏ bừng. Trương Khác chột dạ nhìn Trần Phi Dung, chỉ sợ cô vạch trần, nhưng chỉ thấy cô nhìn mình cười mỉa mai. Hôm qua với học sinh nhất trung mà nói cũng là một ngày kích động sục sôi, vì viện trợ cho giáo viên đi đưa yêu sách, đám học sinh chủ động nêu ra việc làm cả đám học sinh ác bá. Tội ác của vạn thiên tài, Triệu Ti Minh có thể hình dung chặt hết che làm sách cũng không viết hết,
số học sinh bọn chúng bắt nạt vô số, nhiều chuyện tính chất ác liệt, nhưng chỉ chưa làm ra hậu quả không thể vãn hồi. Ác danh của Trương Khác và Đỗ Phi còn lớn hơn, nhưng khi thu thập việc xấu của bọn họ thì đám học sinh chẳng tìm ra được việc xấu gì. Hơn nữa Đỗ Phi đánh Tào Quang Minh còn được đa số học sinh vỗ tay khen ngợi, còn Trương Khác thì trốn học quá nhiều, làm đa phần chỉ nghe tên chưa thấy mặt y. Trương Khác có thanh danh lớn như thế là vì khi mới vào trường đã giáo huấn ột trận, lại có tin đồn y đồng thời theo đuổi hai hoa khôi trường học là Đường Thanh và Trần Phi Dung, cả chuyện y mời thuốc Tào Quang Minh cũng được truyền bá như thật, lại còn xe đưa xe đón, làm người ta dễ liên tưởng tới hạng người như vạn thiên tài. Trừ tất cả những điều đó ra thì y chỉ là học sinh ít đi học, khá đẹp trai, ánh mắt buồn buồn, trừ thi thoảng cười với số ít người như Đường Thanh, Đỗ Phi, Trần Phi Dung thì tuyệt đại đa số thời gian y không để ý tới người khác, hơi chút lãnh đạm. Khi tìm kiếm tội danh của y, mấy cô gái còn ảo tưởng. Ánh mắt tang thương thần bí, khuôn mặt điển trai, thái độ lãnh đạm, nếu bạn ấy tán tỉnh mình thì tuyệt biết bao, mình tuyệt đối không từ chối. Nhớ lại bộ dạng của mấy cô bạn hám trai đó, Trần Phi Dung không nhịn được cười, phải quay đầu đi, cô không muốn có thái độ nào tốt với Trương Khác, tuy y không có việc làm gì xấu, nhưng háo sắc là chính xác. Ăn cơm xong mẹ Hứa Tư luôn hỏi Hứa Tư còn thứ gì quên không, thiếu không, bà vẫn không nỡ để con gái đi xa. Hứa Tư nói, ở Hồng Kông có thứ gì không mua được đâu ạ. Mẹ Hứa Tư mắt ươn ướt, kiên trì mở hành lý Hứa Tư kiểm tra lại từng thứ mới yên tâm. Ngày mai công ty chọn hai trợ thủ theo Hứa Tư tới tỉnh thành, rồi từ đó đáp máy bay tới Thâm Quyến, Hứa Duy cũng sẽ theo xe về trường, Trương Khác không tiện kiếm cớ lên tỉnh thành tiễn Hứa Tư. Trương Khác cũng rất buồn bã, lại không tìm được cơ hội riêng tạm biệt Hứa Tư, tối cũng không có cơ hội gọi điện tâm sự, lòng bao phủ một nỗi sầu biệt ly không tiêu hóa nổi. Ba ngày sau Hứa Tư thuận lợi tới được Hồng Kông. Lý Chi Phương quay lại Nhất Trung, không tránh nổi vài nghị luận nhỏ sau lưng. Dù sao toàn là tin đồn vô căn cứ, và lại Vương Viêm Bân đã bị điều đi nửa năm trước, cho nên tin đồn lúc này tung ra độ đáng tin giảm đi rất nhiều. Vụ án vạn thiên tài, Triệu Ti Minh âm mưu bắt cóc cưỡng bức giáo viên làm giáo viên Nhất Trung đoàn kết chưa từng có, đặc biệt căm hận tác phong quan liêu của Cục Giáo dục, tao ngộ của Lý Chi Phương làm rất nhiều giáo viên chĩa thẳng mũi giáo vào Tiêu Na. Lý Chi Phương vì thế dễ dàng vượt qua được cửa ải gian khó nhất cuộc đời. Thôi Úc Mạn không rời khỏi Hải Châu, chuyển sang dạy lớp sơ trung. Trương Khác kiếm cớ tránh phong ba không tới trường, cậu y đã quyết định chuyển nghiệp tới Hải Châu, ngày Lương Quân như đi khai giảng, Lương Quân và bạn gái tới Hải Châu, tạm thời vào làm ở City Hoành Viễn. Nhìn thấy chị dâu tương lai đẹp như hoa như ngọc, Trương Khác hiểu vì sao anh họ từ bỏ hùng tâm xông pha thế giới, chỉ có mỹ nhân mới mài được chí anh hùng. Ở kiếp trước Trương Khác không nghe nói mình có cô chị dâu xinh đẹp như vậy, anh họ sau khi tốt nghiệp chỉ công tác ở huyện thành kia nửa năm liền tới Quảng Châu xông pha thế giới, có thể thấy nếu phát triển theo quỹ tích trước kia anh họ và cô chị dâu xinh đẹp này không có kết quả. Nguyên nhân làm tình cảm tan vỡ có rất nhiều, cám dỗ cuộc sống quá lớn, tình cảm lại là thứ xa vời, các cô gái xinh đẹp lại càng gặp nhiều cám dỗ. Cục Công an cuối cùng đem vụ án bắt cóc cưỡng bức giáo viên giao cho cơ quan kiểm sát. Ngoài ra Cục Công an còn sơ bộ điều tra được vụ án đám Bành Chí Minh từng cưỡng bức rất nhiều cô gái, sau đó dùng thủ đoạn như dọa dẫm, tiền bạc hoặc giới thiệu công việc để người bị hại không dám báo án. Lần gần đây nhất là khi Bành Chí Minh còn học năm thứ hai ở Nhất Trung, cha hắn dùng chức quyền che đậy hành vi phạm tội của con, thành ủy nghiên cứu quyết định, cơ quan tư pháp tiến hành điều tra Bành Tân Minh, đồng thời báo lên tỉnh ủy. Đó là quan viên chính phủ đầu tiên bị ngã ngựa vì vụ án này. Đám vạn thiên tài cũng tiến thêm một bước vào nhà đá, đám vạn dũng bó tay, làm bọn chúng cảm thấy thiếu tự tin nhất, lại căm hận nhất là thái độ của Chu Phú Minh, ông ta kiên định yêu cầu cơ quan tư pháp tra vụ án này đến cùng, tuyệt đối không nhân nhượng. Chu Vạn Dũng muốn làm tới cùng vì quan hệ đã tan vỡ, ông ta không muốn cho Vạn Dũng cơ hội cắn trả, thành ủy đang dự định phân bố lại quyền lực, đây là điều chí mạng với Vạn Dũng. Chương 233, ý chí của Tạ Hán Tĩnh. Hứa Tư rời Hải Châu được nửa tháng, tập đoàn chính thái chính thức đề xuất sử dụng quyền mua lại, yêu cầu mua lại cổ phần của Tạ Vãn Tình ở Cẩm Hồ, số cổ phần này chiếm 30%, dưới tình huống không có công ty nào khác ra giá so sánh, tập đoàn chính thái có quyền định giá tuyệt đối, còn đem quyền mua lại 6 nhà máy phía dưới từ Việt Tú vào Cẩm Hồ là điều kiện đàm phán có lợi của Tạ Vãn Tình và Trương Khác. Khác với oán hận của Tạ Kiếm Nam, Tạ Hán Tĩnh hy vọng trước khi tiến vào Cẩm Hồ, có thể thông qua đàm phán giải quyết tranh chấp quyền mua lại nhà máy của công ty Việt Tú, trừ bỏ ẩn họa sau này.
Từ bước rút khỏi City Hải Thái, Trương Khắc có toan tính khác, mặc dù mạng lưới tiêu thụ ở thập niên 90 cực kỳ quan trọng, nhưng cùng sự xuất hiện của các chuỗi siêu thị lớn, quy mô của nó sẽ ngày càng nhỏ, kịp thời rút ra khỏi ngành nghề có không gian ngày càng nhỏ, thu lấy lợi ích lớn nhất, đó là ý muốn ban đầu của Trương Khắc. Nhưng với ngành giấy, Trương Khắc không dễ dàng rút lui. Chuyện bị mua một phần cổ phần là không tránh nổi, quan trọng là mua với giá bao nhiêu. Đứng ở trong thủy tạ trong sân sau của biệt thự, gần hồ có một thủy tạ bằng gỗ, Trương Khắc hỏi Tạ Vãn Tình. Lần này tập đoàn chính thái phái ai tới vậy chị? Tạ Vãn Tình thông qua City Hải Dụ, nắm 70% cổ phần của Cẩm Hồ, chính thái lần này mua 30% cổ phần của Tạ Vãn Tình, nhưng khi thu mua lại liên quan tới quyền mua lại 6 nhà máy của Việt Tú, Trương Khắc quyết định đích thân tham gia đàm phán, đây được coi là lần giao phong chính thức của y với chính thái. Tạ Vãn Tình cười dịu dàng. Bọn họ coi chị hoàn toàn là người ngoài rồi, lần này ai tới chị cũng không biết. Trương Khắc không định ngồi đàm phán nghiêm túc với chính thái ở văn phòng công ty, mà lựa chọn tới biệt thự bên Tiểu Cẩm Hồ chờ đại biểu của tập đoàn chính thái. Chỉ Đồng và Tích Dung, Tích Phú đang đuổi nhau trong phòng khách phía trước, thi thoảng lại có tiếng cười trong như chuông bạc truyền ra, Thái Phi Quyên và trợ thủ cũng ở phòng khách chuẩn bị tài liệu, Phó Tuấn theo dõi sát ba tiểu nha đầu, tránh bọn chúng chạy tới đó phá. Mã Hải Long theo Trương Khắc mới hơn một tháng, có điều đã thích ứng được, nhưng do Trương Khắc cũng chưa có nhiều yêu cầu lắm. Nghe tiếng còi ô tô ở tiền viện, Trương Khắc hỏi. Tới rồi hả? Mã Hải Long mở cửa hậu viện ra, Trương Khắc biết người đã tới, xoa tay gọi Tạ Vãn Tình cùng về nhà. Đứng ở trong phòng khách thấy có một chiếc Santana khá mới đỗ ở sân, Tạ Vãn Tình tỏ ra ngạc nhiên. Chú Hai ư? Tạ Hán Tĩnh, chủ tịch tập đoàn chính thái. Không ngờ trưởng môn nhân của tập đoàn lại đi một chiếc xe Santana hết sức bình thường, Trương Khắc nhìn thấp người trung niên chừng 45, 46 từ trong xe đi ra, mặc dù chưa bao giờ gặp ông ta, nhưng đã xem hình ông ta trên báo. Theo sau ông ta còn có Tạ Kiếm Nam và một người trung niên lạ mặt khác, nhưng mặt mũi đầu rất giống hai người kia, tuổi tương đương với Tạ Hán Tĩnh. Nhà họ Tạ bối phận trên Tạ Vãn Tình một bậc rất đông anh em. Nghe nói ban đầu dựa vào ưu thế đông người này mà bao thầu một bãi khai thác cát ở thị trấn, kiếm được khoản tiền quật khởi đầu tiên. Đó là chú ba của chị. Tạ Vãn Tình giới thiệu Tạ Hán Minh cho Trương Khắc. Chính thái tiền nhiều thế lớn, tài sản lên tới chục tỷ, hai trong số ba người nắm cổ phần trọng yếu nhất của Hải Thái tới mua 30% cổ phần của Cẩm Hồ. Nhưng Trương Khắc chẳng hề sợ, nhếch mép đứng ở phòng khách, chẳng có ý ra đón. Đối diện với trưởng bối trong nhà. Cho dù chẳng hề có tình cảm, Tạ Vãn Tình cũng không thể quá lạnh nhạt, liền ra ngoài đón bọn họ. Trương Khắc tựa như vô ý quét qua mặt Tạ Kiếm Nam, còn cười nhạt, làm hắn thiếu chút nữa không có dũng khí vào nhà. Vị này là... Tạ Hán Tĩnh nhìn Trương Khắc hỏi. Tôi là Trương Khắc, ông Tạ trước khi tới đây nhất định rất muốn biết đại biểu của Việt Tú sẽ là ai. Trương Khắc cười bình thản. Nhìn thấy tôi, liệu ông có cảm thấy lạ không? Tạ Hán Tĩnh rất phóng khoáng đưa tay ra bắt tay Trước Khác, chẳng ngại y ít tuổi. Lần này ông ta đích thân tới đây, dụng ý lớn nhất là suy xét tới điện tử Ái Đạt đang nổi danh trong tỉnh khả năng chính là Việt Tú, cổ đông lớn thứ hai của Cẩm Hồ. Trước kia cổ phần của Trương Khác ở Hải Thái lấy tên Hứa Tư, đại biểu pháp nhân của Việt Tú cũng là Hứa Tư, Tạ Kiếm Nam có mục đích nên tra xét tài liệu của Hứa Tư, còn Tạ Hán Tĩnh hoặc Tạ Hán Minh, bọn họ thậm chí còn chẳng biết Hứa Tư là nam hay nữ. Nhưng bất kể là Hải Thái, Cẩm Hồ hay Ái Đạt, trình độ vận hành thị trường, chỉnh hợp tài sản, đều là điều Tạ Hán Tĩnh hiếm thấy, ông ta muốn nhân cơ hội đàm phán này để gặp người đứng đằng sau tất cả những điều đó. Còn mục đích nữa, cha mẹ Tạ Vãn Tình mất sớm, cô lại quan hệ rất căng thẳng với người anh cùng cha khác mẹ Tạ Vãn Sơn, từ nhỏ học ở nước ngoài, quan hệ với người khác trong nhà rất nhạt. Vì Chu Cẩn Du là người giới thiệu cô với Từ Chí Minh, nên trước đó Tạ Vãn Tình khá thân thiết với Tạ Hán Minh. Tạ Kiếm Nam. Về sau khi Từ Học Bình điều tới Đông Hải làm bí thư chính pháp ủy, Từ Chí Minh rút khỏi việc kinh doanh của Hải Dụ, Tạ Chiêm điều hành công ty giúp là do Tạ Hán Minh tiến cử, kết quả Tạ Chiêm làm công ty nát bét, phải rời công ty, hai bên không vui vẻ gì. Dù là thế khi Tạ Vãn Tình gặp khó khăn vẫn nghĩ tới nhờ chính thái cứu viện trước tiên. Song trong quá trình phát triển Hải Thái, Tạ Vãn Tình có dấu hiệu dần dần rời khỏi gia tộc, tới khi Tạ Kiếm Nam bị đập xe ở Hải Châu. Cô đã tỏ thái độ rất rõ ràng. Tạ Hán Tĩnh hiểu rõ tâm tư chuyển biến của Tạ Vãn Tình, ông ta muốn thử xem có thể vãn hồi được phần nào không. Mặc dù từ Hải Thái tới Cẩm Hồ,
người đứng sau kia có tác dụng trọng yếu, nhưng biểu hiện của Tạ Vãn Tình trong việc quản lý công ty thì ai ai cũng thấy. Đặc biệt Tạ Vãn Tình chẳng vì chồng chết mà quan hệ với nhà họ Từ nhạt đi chút nào, cho thấy cô là người nặng tình cảm, bất kể từ phương diện nào, kéo cô trở lại nhà họ Tạ là điều không thể tốt hơn. Tạ Hán Tĩnh vừa vào cửa đã bày ra cái vẻ thân tình hiền hòa, Trương Khắc chỉ cười lạnh, Chính Thái đề xuất lấy tiền mặt mua cổ phần của Tạ Vãn Tình mà không phải là lấy cổ phần của Chính Thái ra đổi như đã từng làm với Tạ Kiếm Nam trước kia, có thể thấy cả tầng quản lý của Chính Thái đều không chấp nhận cô trong gia tộc, thái độ lạnh nhạt của Tạ Kiếm Nam, Tạ Hán Minh đều cho thấy rõ điều đó. Kiếp trước Trương Khắc đã đọc qua một số bài báo kể chuyện về Tạ Hán Tĩnh, ông ta không chỉ một lần thẳng thắn nói. Tập đoàn muốn phát triển, gia tộc muốn lớn mạnh cần vứt bỏ tình cảm cá nhân, lấy ý chí kiên định ôm hết lấy tài phú thiên hạ. Ông ta mới là nhân vật linh hồn của gia tộc họ Tạ, Tạ Kiếm Nam còn chưa tới lúc có khả năng thay thế ông ta. Nếu không có gút mắc về lợi ích, Trương Khắc rất muốn thảo luận vấn đề kinh tế với vị tiền nhân tư bản dân doanh này, nhưng một khi có tranh chấp lợi ích rồi, chỉ có thể toan tính lừa gạt nhau. Huống hồ Tạ Hán Tĩnh cho người ta ấn tượng chẳng hề khoan dung rộng lượng gì, cái loại chiến lược cướp cơm này của Chính Thái, cũng đa phần thể hiện ý chí cá nhân của ông ta. Trương Khắc tỏ rõ thân phận đại biểu đàm phán của Việt Tú, làm ba người nhà họ Tạ hết sức ngạc nhiên. Tạ Hán Tĩnh, Tạ Hán Minh càng là lần đầu tiên gặp Trương Khắc, nghe y báo tên tuổi, liền bất y chính là kẻ có thủ oán với Tạ Kiếm Nam, cả ba đồng thời nảy ra suy nghĩ, chẳng lẽ y là người đứng đằng sau kia. Tạ Kiếm Nam và Tạ Hán Minh sớm đã có suy đoán này, dù sao thời đầu thành lập Hải Thái, Trương Khắc hoạt động rất tích cực, nhưng tiến thêm một bước gần tới sự thức, lại không dám tin nữa. Chương 234, đàm phán. Chỉ Đồng và hai chị em Tích Dung Tích Vũ chạy đuổi nhau từ trên gác xuống, nhào thẳng vào lòng Trương Khắc, lúc này cô bé mới nhìn thấy trong phòng khách có một đám người lạ, ngạc nhiên cho ngón tay vào miệng, mắt to ngây thơ nhìn đám chăm chú, hỏi. Trương Khắc, bọn họ là ai? Bọn họ là chó sói đấy. Trương Khắc bẹo má Chỉ Đồng, thản nhiên cười đùa bảo Chỉ Đồng lên gác chơi. Anh nói dối, em không phải trẻ lên ba. Chỉ Đồng phùng má lên. Đúng rồi, ai chả biết em 4 tuổi rồi. Trương Khắc bế Chỉ Đồng lên dọa. Nhưng chó sói cũng ăn thịt cô bé 4 tuổi. Tạ Hán Tĩnh, Tạ Hán Minh đưa mặt nhìn nhau, Trương Khắc nói mấy câu trẻ con này đương nhiên là chọc cười Chỉ Đồng, nhưng nghe ra cứ quái quái. Giúp việc đi tới bế Chỉ Đồng đi, Trương Khắc phủi vết bùn dính trên áo trên giày của Chỉ Đồng, cười nói. Không ngờ tập đoàn Chính Thái lại coi trọng lần đàm phán này như thế, tới một lúc bao người. Chỗ này lại nhỏ, hay là mọi người đàm phán trước đi, tôi đi xem TV chốc lát. Phòng khách ở biệt thự không phải dùng cho họp hành đàm phán, hai chiếc ghế sofa, mấy cái ghế nhỏ, 4-5 người ngồi nói chuyện còn được. Tập đoàn Chính Thái ngoại trừ 3 người họ Tạ còn có 6 trợ thủ chuyên nghiệp về tài vụ, pháp luật. Đúng là chẳng còn chỗ mà ngồi. Trừ đàm phán giá mua cổ phần với Tạ Vãn Tình ra, thì quyền sở hữu 6 nhà máy giấy cũng là trọng điểm đàm phán. Nghe thấy Trương Khắc nói muốn ra ngoài xem TV. Tạ Hán Tĩnh hỏi. Ông Trương không có trợ thủ sao? Trương Khắc đùng đỉnh nói. Tôi không giống các ông, bắt đầu đàm phán là tung ra điều kiện hà khắc, sau đó trong quá trình đàm phán từng bước nhượng bộ, mỗi một bước lùi tính toán rất nhiều. Tôi khác, tôi trước tiên sẽ tung giới hạn mà tôi có thể chấp nhận ra, sau đó dần dần gia tăng lợi thế, về phần lợi thế kiếm được bao nhiêu lợi ích, sau này tôi thong thả tính toán, chỉ cần không thấp hơn giới hạn của tôi là được. Khuôn mặt luôn bình tĩnh của Tạ Hán Tĩnh nghe câu này thì hơi biến đổi, thái độ của Trương Khắc lộ ra ngoài khẩu khí này là, đàm phán không được thì tan vỡ, không có chuyện nhượng bộ, thậm chí còn từng bước lấn tới. Tạ Kiếm Nam tức giận nói, cậu tưởng rằng sở hữu quyền mua lại 6 nhà máy là có thể uy hiếp chúng tôi sao? Hắn tính dù Cẩm Hồ còn lại cái xác không cũng phải tiến vào, nên đã dự định trước Việt Tú có thái độ này. Không nên nói như thế. Trương Khắc cười khinh bỉ. Việt Tú chỉ hy vọng đem quyền mua lại và thương hiệu trói vào cùng Cẩm Hồ để bàn giá, đây là giới hạn của Việt Tú, tức là giá mà Hải Dụ có thể chấp nhận, bao gồm tất cả mọi chi phí Chính Thái cần phải trả, các vị còn có gì chưa hài lòng chứ? Tạ Kiếm Nam ngẩn ra, không nói thêm gì cả. Chuyến này bọn họ tới là chuẩn bị chia ra làm hai cuộc đàm phán, dù sao quyền mua lại của Việt Tú là điểm mấu chốt của việc đàm phán có tiến hành tiếp được hay không. Điều này cần Chính Thái vì mua cổ phần của Cẩm Hồ phải chi trả 2 lần, đây là quá trình đàm phán khá là phức tạp. Nhưng không ngờ Trương Khắc lại đem lợi ích của Việt Tú trói buộc vào Hải Dụ, tức là chỉ cần hai bên xác nhận giá trị toàn quyền của Cẩm Hồ tới một mức nhất định là thành công,
còn phân chia lợi ích giữa Hải Dụ và Việt Tú ra sao hoàn toàn không cần họ phải lo. Bọn họ không biết Việt Tú là một cái công ty giống ruột do một tay Trương khác lập nên, chẳng hề có quan hệ lợi ích phức tạp, đem hết quyền thương hiệu và mua lại vào Việt Tú chỉ là để ngăn cản quyền mua lại của chính Thái, nâng giá mua lại của chính Thái, còn Trương khác tất nhiên không giỏi hỏi thêm lợi ích gì từ Hải Dụ. Có điều giải quyết vấn đề rốt ráo một lần cũng là điều đám Tạ Hán Tĩnh mong muốn, còn về phần Trương khác nói tăng lợi thế, tức là đàm phán mà có chia rẽ qua lớn, y có thể chia ra đàm phán. Bọn họ chuẩn bị chia làm hai cuộc đàm phán, lúc này có hơi lúng túng. Trương khác ngay từ đầu đưa ra giá giới hạn không có ý uy hiếp, nhưng ngữ khí của y lại có ý uy hiếp, Tạ Hán Tĩnh, Tạ Hán Minh không so đo ngữ khí với y, ngồi xuống nói chuyện với Tạ Vãn Tình. Còn Trương khác ra phòng ngoài bật tivi lên xem thật. Tivi đang phát đoạn quảng cáo của Ái Đạt, trên màn hình là Giang Đại Nhi trẻ trung động lòng người nói một câu tới nay đã lan truyền khắp Hải Châu, điện khí Ái Đạt sự lựa chọn mới của phim ảnh. Trương khác đã bỏ ý định đầu cơ thị trường đầu VCD kiếm một mẻ rồi chạy, muốn Ái Đạt trở nên hùng mạnh độ khó tăng lên gấp 10 lần, thời hoàng kim của đầu VCD sẽ xuống dốc nhanh chóng, vậy lối thoát của Ái Đạt là ở đâu? Trương khác ngồi đó suy nghĩ vấn đề của y, Tạ Hán Tĩnh ngồi bên trong phòng tiếp khách có thể nhìn thấy lưng Trương khác, ông ta cũng nghe thấy câu quảng cáo kia. Nếu chỉ là đàm phán thôi thì không cần ông ta ra mặt, ông ta hứng thú với con người Trương khác, mô hình của Cẩm Hồ rốt cuộc có phải do y sáng tạo ra hay không? Quyền mua lại 6 nhà máy nếu ở trong tay người khác chẳng hề có sức uy hiếp, vì cùng với thời gian trôi đi, 6 nhà máy sẽ ngày càng phụ thuộc vào hệ thống quản lý. Kinh doanh của Cẩm Hồ, khống chế sử dụng thương hiệu cũng ngày càng nghiêm khắc. Nhưng quyền mua lại này nằm trong tay Việt Tú hoàn toàn khác biệt, Việt Tú có thể mau chóng khôi phục lại hệ thống quản lý và kinh doanh của Cẩm Hồ, một khi mua lại 6 công ty kia, thì Cẩm Hồ thực sự trở thành cái xác rỗng không đáng một xu. Trước khi xác định được giá trị Cẩm Hồ, hai bên đưa ra điều kiện hạn chế đối phương của mình. Tạ Vãn Tình không trở mặt được, cô giao Thái Phi Quyên làm chủ. Chính Thái đề xuất Hải Dụ và Việt Tú không được bước chân vào ngành nghiệp liên quan tới ngành giấy nữa, tránh bọn họ dùng thủ đoạn cũ lập nên một tập đoàn giấy thứ hai, rút sạch Cẩm Hồ đi. Hải Dụ đề xuất Chính Thái lần này mua cổ phần giới hạn trong 3 năm, trong vòng 3 năm Chính Thái không được phép chuyển cổ phần cho bên thứ ba, 3 năm sau, Hải Dụ và Việt Tú có quyền ưu tiên mua lại. Quan trọng nhất là thời gian biểu mua lại 6 nhà máy phía dưới, quyền bao thầu kinh doanh với các nhà máy từ 8, 10 năm khác nhau. Quyền mua lại chỉ có thể tiến hành trong thời gian bao thầu. Chính Thái tất nhiên phải đề phòng Việt Tú và Hải Dụ có hiệp nghị ngầm ký với các ban ngành có liên quan ở Hải Châu, một khi quá thời hạn bao thầu, Cẩm Hồ giải tán, Hải Dụ và Việt Tú tổ chức công ty thứ ba mua lại nhà máy giấy, lúc này bọn họ lấy giá ô cổ phần của Cẩm Hồ không phải ngu sao. Thời gian biểu mua lại lại đẩy về phía trước, càng phát huy được ưu thế tài chính của Chính Thái, nếu không Chính Thái lấy đâu ra cớ dùng hình thức tăng vốn đầu tư tranh đoạt cổ phần. Chính Thái đề xuất tiện độ mua lại và sát nhập trong 2 năm là 40%, trong 3 năm là 80%. Cứ dựa theo mô hình hiện nay của Cẩm Hồ tiếp tục phát triển, trong vòng 3 năm sẽ lấy được quyền kinh doanh tuyệt đại đa số nhà máy giấy quy mô trên ngàn vạn, cho dù tiền mua lại tài sản nhà máy có thấp, nhưng tiền hành sát nhập lên 80% thì số tiền phải dùng cũng kinh người. Vì đề phòng Chính Thái thừa cơ tăng tiền đầu tư gia tăng cổ phần, chỉ có cách ngầm hợp tác với chính phủ đương địa. Cố ý hạ giá thật thấp nhà máy giấy, rồi mua lại, nhưng lại khiến Chính Thái ngồi không hưởng lợi. Trương khác nghe được nội dung đàm phán, cười nhạt, Chính Thái toan tính hay thật. Có điều Trương khác chỉ quan tâm lần này kiếm được bao nhiêu tiền từ Chính Thái. Đối với Tạ Vãn Tình, Thái Phi Quyên mà nói, bọn họ lo Cẩm Hồ sẽ giống Hải Thái, bị Chính Thái từng bước nuốt gọn, nên tỏ ra có chút do dự, vừa muốn tăng giá mua, vừa muốn tăng điều kiện tăng vốn đầu tư, mua lại. Lập chướng ngại ngăn ngừa Chính Thái xâm chiếm. Chương 235, ngắm chân mỹ nhân. Nói chung suốt cả buổi chiều vẫn không đàm phán ổn thỏa được, Tạ Vãn Tình giữ nhóm Tạ Hán Tĩnh lại ăn cơm, Tạ Kiếm Nam lại nói. Trước khi tới đây em đã nhận lời mời của giám đốc Triệu tập đoàn Cẩm Thành rồi. Trương khác nghe thấy thế thầm thở dài, nói. Triệu Cẩm Vinh thời gian này còn có tâm tình quan tâm tới chuyện làm ăn sao? Chuyện tốt chưa ra khỏi cửa. Chuyện xấu đã truyền ngàn dặm, trước khi tới đây đám Tạ Hán Tĩnh đã nghe được chuyện xảy ra ở Hải Châu thời gian qua, Tạ Hán Tĩnh cười nói. Tôi và giám đốc Triệu quen biết từ lâu, một số chuyện dù không ai muốn xảy ra, nhưng dù sao cũng phải đối diện với hiện thực, nếu không đã ở lại đây nói chuyện với người trẻ tuổi tài cao như cậu rồi.
ông ta định giúp Triệu Cẩm Vinh đối diện với hiện thực sao? Cẩm Thành và Chính Thái thuộc hàng ngũ 10 tập đoàn dân doanh lớn nhất tỉnh, có qua lại cũng là không phải điều bất ngờ, nhưng hiển nhiên Tạ Hán Tĩnh không chỉ muốn làm người hòa giải, ít nhất muốn cũng phải để Vạn Dũng nuốt trôi cục tức này đã. Tạ Hán Tĩnh khẽ gật đầu. Người làm kinh doanh phải khéo léo thông đạt, trước mặt thương nhân không có trở ngại nào không thể vượt qua, không có nút thắt nào không thể cởi bỏ, nếu không một khi vì tranh chấp mà bỏ ra cái giá lớn hơn cái tranh chấp, thì tranh chấp thành vô nghĩa, có một số người nhận thức được điều này, một số người cần người khác giúp mới nhận ra được. Trương Khác chỉ cười không nói, Tạ Hán Tĩnh tự tin như thế thì tùy ông ta. Nhìn người của Chính Thái rời đi, Trương Khác nói với Tạ Vãn Tình. Chú hai chị là người thật thú vị, Tạ Kiếm Nam chắc không quen ngồi chiếc Santana kia đâu. Chú hai thường hay kể về khó khăn thời mới sáng nghiệp. Ngày mai sẽ còn tiếp tục đàm phán, chồng con Thái Phi Quyên tới Hải Châu chơi cuối tuần nên không ở lại ăn cơm, ba nhà đầu điên chơi suốt một ngày, tới giờ ăn cơm bắt đầu ngủ gà ngủ gật, ăn cơm xong Trương Khác bảo Phó Tuấn đưa con gái về, Mã Hải Long ở lại lái xe cho y là được. Tạ Vãn Tình cùng giúp việc tắm rửa cho chị Đồng xong, đưa cô bé lên giường ngủ rồi mới được rảnh rỗi, nhìn khuôn mặt ngây thơ thuần khiết chìm vào giấc ngủ, thi thoảng môi còn cong lên, Trương Khác cười. Chị Đồng đang mơ gì thế nhỉ, chẳng lẽ bàn ngày chơi chưa đủ? Trẻ con luôn biết cười mà. Tạ Vãn Tình bật đèn ngủ lên, nhẹ nhàng cùng Trương Khác rời khỏi phòng chị Đồng. Giúp việc và Mã Hải Long đều ở tầng dưới, Trương Khác đi chân đất trên sàn gõ, đổ người xuống ghế sofa, dưới người kêu tâu một tiếng, Trương Khác tìm kiếm dưới gối đệm ra một con vịt, khi bóp kêu tâu tâu, hỏi. Chị Vãn Tình, cái này của chị hay là của chị Đồng đấy? Em tưởng chị là trẻ con à? Tạ Vãn Tìm lườm y một cái, trong đôi mắt đẹp có chút ý tứ nũng nịu. Em uống gì? Phòng khách nhỏ tầng trên có quầy bar, Tạ Vãn Tình để rượu và đồ uống ở đó. Do ở trong nhà, Tạ Vãn Tình không ăn mặc quá chính thức, áo dệt kim ngắn tay màu tím nhạt, quần bò cộc, lộ ra đôi chân dài trắng muốt. Tạ Vãn Tình cơ thể đầy đặn, vừa rồi khi tắm cho chị Đồng cô vén áo buộc quanh hông, khi cúi mình xuống lấy đồ uống, quần càng ôm chặt lấy mông lớn tròn căng. Tư thế cực kỳ dụ hoặc thêm vào vận vị nữ nhân thành thục thực sự khiến người ta khó cưỡng nổi. Em uống gì? Tạ Vãn Tình cầm hai chiếc ly, quay lại hỏi Trương Khác. Thanh đạm vô vị có thể thong thả thưởng thức lâu nhất, rót cho nước lọc là được. Uống nước mà cũng cầu kỳ thế à? Tạ Vãn Tình rót nước quả vào ly, bỏ thêm mấy cục đá, quay lại thấy ánh mắt Trương Khác lướt qua lướt lại eo mông mình, là người phụ nữ thành thục có gia đình, cô đương nhiên biết trên cơ thể mình chỗ nào thu hút nam nhân nhất. Liền thả áo xuống, che đi cặp mông lớn hơi quá mức của mình, gò má ửng hồng. Trương Khác chuyển tầm mắt đi, nhìn thấy Tạ Vãn Tình cúi xuống đưa chiếc ly ỉnh còn không quên một tay giữ cổ áo, khóe miệng hiện lên nụ cười khẽ, ánh mắt nhu hòa, làm Tạ Vãn Tình càng thêm quẫn bách. Mau rụt cái chân thối lại. Tạ Vãn Tình vỗ lên chân Trương Khác bắt y rụt chân lại cho cô ngồi. Con trai gì mà chân cứ như con gái vậy? Chân Trương Khác chẳng tương xứng với vóc dáng cao của y. Nhỏ nhắn, trắng trẻo, Trương Khác xấu hổ rụt chân lại, nhìn ngắm bàn chân xinh xinh, sáng bóng như ngọc, thanh tú ấy mỹ lệ vô ngần, đường cong bàn chân mềm mại đẹp đẽ, gầy mà không để lộ xương. Chân chị Vãn Tình mới là chân con gái. Tạ Vãn Tình co chân lại phía sau tránh ánh mắt của Trương Khác, vờ giận. Em nhìn chân Hứa Tư chưa đủ sao? Ôi, đúng là chưa đủ. Trương Khác thở dài, khi Hứa Tư rời Hải Châu, hai người chẳng có cơ hội ở bên nhau. Em đang kiếm cớ đi Hong Kong đây, chị Vãn Tình có kế hoạch đi Hong Kong mua sắm không? Em đi Hong Kong tìm Hứa Tư, cần gì lấy chị ra làm lá chắn? Tạ Vãn Tình chẳng biết quen lấy ngữ khí hai người trưởng thành nói chuyện với Trương Khác, Tạ Vãn Tình lấy làm lạ, đáng lẽ thiếu niên được nếm trái cấm phải cực kỳ mê đắm chuyện đó mới đúng, Trương Khác lại nỡ để Hứa Tư đi Hong Kong. Công ty nhiều việc như thế, em có đi nổi không? Chuyện gì cũng cần ông chủ ra mặt thì cần gì cái nghề giám đốc nữa? Trương Khác vươn vai. Làm xí nghiệp thực ra cũng đơn giản, lập ra phương hướng, ban bệ, thi thoảng rảnh rỗi quất vài roi là xong. Em nói nhẹ nhàng quá nhỉ, hay là trả hết đám Hứa Tư cho chị đi? Tạ Vãn Tình hé môi cười. Kéo hết người sang Ái Đạt rồi còn ngồi đó nói lời mát mẻ, cuộc hội đàm hôm nay em trốn đi xem tivi, chị thì phải vắt óc đối phó với bọn họ, giờ vẫn còn đau đầu đây. Tạ Vãn Tình ngồi thẳng dậy, đưa tay lên dây huyệt thái dương. Mắt lim dim, rên khe khẽ. Trương Khác nuốt nước bỏ đánh ực. Hay là em xoa cho chị nhé?
Tạ Vãn Tình tâm hồn sao động, thiếu chút nữa không kìm được đồng ý, nhìn Trương Khác nằm dựa vào ghế sofa, một chân cong, một chân duỗi, tư thế thoải mái, nụ cười lũ nào cũng trấn tĩnh ung dung, khuôn mặt điển trai bất phạm, rất dễ thu hút các cô gái. Tạ Vãn Tình uống một ngụm nước mát, trấn áp trái tim hỗn loạn, nói sang chuyện khác. Ngày mai phải làm sao đây? Bọn họ hình như không hề có ý nhún nhường. Là bọn họ thèm muốn Cẩm Hồ, đâu phải chúng ta muốn bán, sao phải lo? Trương Khác đột nhiên im lặng uống nước, một lúc mới nói. Bọn họ nếu như đã muốn cướp hết Cẩm Hồ trong vòng 2 tới 3 năm, tất nhiên phải chuẩn bị ngay từ đầu phải tốn khoán tiền lớn, điều kiện tăng vốn đầu tư, sát nhập ngày mai chúng ta sẽ lùi từng bước một, như giá mua phải tăng lên từng bước, qua một thời gian, bọn họ sẽ hiểu ra bọn họ sẽ không tiêu hòa nổi Cẩm Hồ. Em lúc nào cũng tự tin. Tạ Vãn Tình bị sự tự tin của Trương Khác cảm nhiễm, học theo y thoải mái tựa vào gối, cùng chân Trương Khác đặt kề bên nhau, Tạ Vãn Tình phát hiện ra chân mình rất đẹp, chân nam nhân đẹp tới đâu cũng không sánh được. Thế nào, em đã bảo chân chị Vãn Tình mới là chân con gái mà. Trương Khác thấy Tạ Vãn Tình nhìn chân mình liền duỗi chân ra để chân mình kề sát bên chân cô. Không biết chân chị với chân chị Hứa Tư thì chân ai đẹp hơn, đợi hôm nào đặt cạnh nhau so mới được. Cút đi, thế chẳng phải để cho em sướng chết đi sao? Tạ Vãn Tình cong môi lên, dáng vẻ tựa giận tựa hờn, quyến rũ đến thấu xương. Làm trái tim Trương Khác chao đảo, Tạ Vãn Tình cảm thấy lời này hơi ám muội, co chân lại ngồi khoanh chân, lúc rụt chân chạm vào chân Trương Khác làm tim cô giật thót, thiếu chút nữa không muốn rụt chân về. Trương Khác ngồi thẳng dậy, nói việc chính. Chuyến này không kiếm được của chính thái 2.000, 3.000 vạn tuyệt đối không thôi, chị Vãn Tình, có tiền rồi chúng ta đi Hong Kong mua sắm, em lấy cổ phần Ái Đạt đổi cho chị. Ừ, Tạ Vãn Tình đồng ý không chút do dự. Chương 236, Đa Tình. Sao chị chẳng nghĩ gì đã đồng ý rồi? Nghĩ làm cái gì? Tạ Vãn Tình đưa tay vén sợi tóc che mắt ra sau tai, ánh mắt nghi hoặc, một lúc mới khẽ vỗ đầu, thốt lên. À, lâu lắm rồi không nghe em nói tới chuyện Ái Đạt. Đúng thế thật, Trương Khác đem chuyện của Cẩm Hồ đẩy hết cho Tạ Vãn Tình, từ tháng 7 kéo Chu Du, Lưu Minh Huy, Hứa Tư khỏi Cẩm Hồ, làm Tạ Vãn Tình sớm hôm bận rộn chuyện công ty, chẳng còn thời gian chú ý tới chuyện Ái Đạt. Vậy em kể cho chị nghe đi. Trương Khác thong thả kể về thay đổi thị trường đầu đĩa trong thời gian qua cùng phân tích tiền cảnh mấy năm sau cho Tạ Vãn Tình nghe. Tạ Vãn Tình nghe nhập thần, bất chi bất giác đổi tư thế, hai tay ôm chân, cằm đặt lên đầu gối, mắt đen láy chăm chú nhìn Trương Khác. Tạ Vãn Tình ngồi ôm chân, bầu ngực tròn đầy kẹp giữa, cô mặc áo rộng, cho nên bình thường không nhìn được quy mô của bầu ngực đó. Lúc này đổi tư thế ngồi, hai đường vòng cung hoàn mỹ lộ ra, ánh mắt Trương Khác tham lam lưu luyến mãi ở bầu ngực hấp dẫn chết người ấy. Tạ Vãn Tình đang nghe Trương Khác nói chuyện, đột nhiên thấy y không nói nữa, nhìn theo ánh mắt của y mới hiểu vì sao, nữ nhân thường ngày chê ngực lớn là gánh nặng. Nhưng thu hút được ánh mắt của nam nhân lại thấy hết sức tự hào, bị Tạ Vãn Tình phát hiện cũng hết sức tự nhiên thu ánh mắt lại, chẳng hề tỏ ra hốt hoảng. Tạ Vãn Tình cười thầm, Trương Khác mặt nào cũng rất lão luyện, nhìn trộm phụ nữ cũng đầy vị nam nhân thành thục lòng đột nhiên có cảm giác là lạ, trấn tĩnh hỏi. Sao không nói tiếp đi? Hết rồi, chỉ có thế thôi. Trương Khác không muốn nói quá nhiều. Bên phía chị Hứa Tư mới là nước cờ quan trọng nhất. Mỗi con chip giải mã có thể chặn lại lợi nhuận lớn mức nào? Còn cao hơn lợi nhuận cả chiếc máy à? Tầm tầm nhau thôi ạ, chỉ cần kỹ thuật chip giải mã không bị công ty thứ ba phá vỡ thì còn duy trì được lợi nhuận lũng đoạn cực cao, không ai ngờ được trong vòng 2-3 năm chúng ta có nhiều tiền như thế. Chị không thể chiếm lợi của em được. Nghe Trương Khác nói hai chữ chúng ta, Tạ Vãn Tình hơi chút cảm động, cô đổi lại tư thế ngồi, đưa tay che ngực. Nhưng càng làm Trương Khác nhớ lại cảnh lần trước hai bầu ngực trắng muốt thoát khỏi trói buộc của chiếc áo ngực đáng ghét, rung rinh mời gọi dưới lớp áo ngủ. Chị chỉ nhập cổ phần vào Ái Đạt, chuỗi tài chính của Ái Đạt làm chị không yên tâm, có 2-3 ngàn vạn này sẽ đỡ hơn rất nhiều, còn chuyện của công ty Hong Kong chị không tham dự. Không có chị em sao đi tới ngày hôm nay? Đừng nói nữa. Tạ Vãn Tình cắt ngang. Hải dụ có thể có ngày hôm nay đã làm chị thỏa mãn rồi, chị không thể chiếm lợi của em thêm nữa. Người khác thì khỏi mơ, nhưng cho chị chiếm lợi thì em vui lòng. Trương Khác cười. Vui cái gì, ai thích chiếm lợi của em? Tạ Vãn Tình lườm y một cái, đôi mắt lúng liếng đầy dịu dàng. Trương Khác vội quay đầu đi, đứng dậy, nếu còn ở lại đây chỉ sợ không còn kiểm soát được bản thân,
nhìn ra bóng đêm đen kịt ngoài cửa, nói khẽ. Ngày mai hãy nói vậy, ai biết được ngày mai sẽ ra sao? Nhìn theo bóng lưng cao thẳng của Trương Khác, đó là một bóng lưng thu hút ánh mắt của nữ nhân thành thục, có thể để nữ nhân thành thục yên tâm dựa vào, đôi mắt Tả Vãn Tình trở nên mông lung, tảng đá trong nước dần tan ra, đêm khuya lặng ngắt, bi ai lớn nhất trên đời này còn gì hơn mỹ nhân ôm gối trong phòng trống, chịu đựng bóng đêm vô tận và cô đơn lẻ loi dày vò. Tạ Vãn Tình cảm thấy mắt mình ươn ướt, cô rất muốn khóc, quệt mắt vào đầu gối, hít sâu một hơi, tự nhủ bản thân phải trở nên kiên cường, lạnh giá. Nhưng Trương Khác đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt đó tức thì làm băng giá tan ra, một dòng suối mát nhẹ nhàng lan tỏa khắp nơi. Muộn lắm rồi, chị cũng đi ngủ đi, chúng ta cứ nói chuyện mãi, làm giúp việc và Hải Long chẳng được nghỉ ngơi theo. Tạ Vãn Tình đứng dậy, bắt chiếc Trương Khác đi chân đất. Để chị tiễn em xuống. Nền nhà đá lạnh đấy. Trương Khác cúi người xuống cầm lấy dép của Tạ Vãn Tình, mà xui quỷ khiến thế nào cô lại nhấc chân trái lên, Trương Khác mỉm cười. Chị làm thế là em được chiếm lợi rồi. Tay nhẹ nhàng nắm bàn chân Tạ Vãn Tình, giúp cô đi dép, bàn chân đó trơn mềm như không có xương, tay lướt đến đâu khoái cảm tê tê lan đến đó như dòng điện chảy qua. Tạ Vãn Tình đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng ngồi xuống ghế, kinh hoàng hỏi. Em làm cái gì thế? Gò má nhuốm màu hồng đào, không dám nhìn Trương Khác, giọng ủ rũ. Chị không tiễn em nữa, em tự xuống đi. Trương Khác mỉm cười xuống lầu, nhớ buổi chiều lần đầu tiên gặp Tạ Vãn Tình, cô vẫn là nữ nhân xinh đẹp dễ làm người ta mất hồn đó. Trong tim y đã có Hứa Tư, cũng quyết không buông Đường Thanh, nhưng ai biết trong lòng cô nàng nghĩ gì, chẳng may cho rằng mình lừa dối tình cảm của cô thì sao. Trương Khác thậm chí không biết phải đối diện với sự tồn tại của Trần Ninh ra sao. Chẳng lẽ coi cô ấy như không tồn tại? Đầu rối như mớ bòng bong, nào còn dám đụng chạm vào chuyện tình cảm khác? Quay trở lại chỉ có điểm này là không tốt, trong kiếp sống đầu tiên, có lẽ y có thể kiên định chỉ yêu một cô gái, nhưng hiện giờ thì khác hẳn rồi, y không thể thản nhiên bỏ một người hoặc làm tổn hại một người nào cả, nhưng kẻ đa tình có lẽ chính là kẻ bạc tình, vô tình. Ai biết được chứ? Trương Khác không quay đầu lại. Không nhìn thấy dáng vẻ mê người khi Tạ Vãn Tình yếu ớt ngồi trên ghế, đôi mắt ươn ướt. Vào giữa thập niên 90, xí nghiệp dân doanh mỗi năm có thể nộp thuế cho quốc gia trên 100 triệu chỉ đếm trên đầu ngón tay, Chính Thái là một trong số xí nghiệp như thế. So với Cẩm Thành, hình tượng công chúng của Chính Thái tốt hơn nhiều, Tạ Hán Tĩnh thường xuyên xuất hiện trên truyền thông. Triệu Cẩm Vinh thì không thích xuất hiện trên truyền thông, vì cho dù báo đăng tin tức về Cẩm Thành cũng đa phần là tin xấu. Chẳng cần Tạ Hán Tĩnh cảnh báo gì, Triệu Cẩm Vinh cũng hiểu phải ngăn chặn sự việc tiếp tục diễn biến xấu, như cúi đầu trước Chu Phú Minh, dù sao dưới thế cục hiện nay, chỉ có Chu Phú Minh có đủ ảnh hưởng tới cơ quan tư pháp, quan trọng nhất căn cơ gây dựng ở Hải Châu, không thể để tùy tiện bị hủy được. Nhưng vấn đề của thành phố rất phức tạp, hôm nay Vạn Hướng Tiền quay về tỉnh thành, không liên hệ với người khác, ông ta nói với Triệu Cẩm Vinh lối thoát của Vạn Dũng. Điều đi, chỉ có điều đi mới có thể sống lại. Hai thằng nhãi khốn kiếp cho bọn chúng chịu chút giáo huấn cũng tốt, nếu không cơ nghiệp bao năm suy hủy hết trong tay chúng. Cho dù cúi đầu khuất phục Chu Phú Minh, Vạn Dũng đã không thể tiến vào thường ủy theo quỹ đạo định sẵn, Chu Phú Minh về nghỉ, Đường Học Khiêm lên thay, Vạn Dũng sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội thăng tiến nữa, điều này Vạn Hướng Tiền nhìn rất thấu. Đường Học Khiêm là hạng khẩu Phật tâm xà, hắn không cùng đường với chúng ta. Tạ Hán Tĩnh không gặp được Vạn Hướng Tiền có chút tiếc nuối. Hai nhà Vạn Triệu tựa hồ nắm được yếu quyết để xử trí vấn đề, ông ta không lắm một nữa. Chuyến đi này là giúp Tạ Kiếm Nam nghe ngóng động tĩnh của Thịnh Hâm và Cẩm Thành ký hợp tác, thậm chí còn để lại một nhóm nhỏ chuẩn bị lập siêu thị ở Sa Điền, có thể biết nội dung cụ thể của hợp đồng khung này, có ích lớn tìm hiểu hướng đi của Thịnh Hâm. Tòa nhà thương nghiệp mà địa ốc Cẩm Thành xây tại Sa Điền là tòa nhà cao nhất ở Hải Hâu, có 3 khu, diện tích tổng thể hơn 1 vạn mét vuông. Khi hoàn toàn xây dựng xong thì nhanh nhất cũng phải 1 năm, có thể thấy kế hoạch của Thịnh Hâm chẳng phải nhỏ. Chương 237, khai nhận. Tạ Hán Tĩnh nói với Tạ Kiếm Nam. Xem ra tự tin vào ngành nghiệp này ở Hoa Đông cũng không phải chỉ có một mình cháu. Diệp Kiến Bân không ngờ vở kịch hắn phối hợp với Trương Khác lừa Triệu Cẩm Vinh, lại lừa thêm được cả người khác, có điều nó khiến nhà họ Tạ ngay từ đầu đã coi Thịnh Hâm là kẻ địch thương nghiệp. Tạ Kiếm Nam chẳng ngại. Xem ai nhanh tay hơn thôi, nói không chừng 2 năm sau lại là chúng ta hợp tác với Cẩm Thành ấy chứ. Lời của Tạ Kiếm Nam cấp thêm cho Triệu Cẩm Vinh tự tin mạnh mẽ. Không cần 2 năm,
Chu Phú Minh luôn muốn mau chóng cải tạo Sa Điền, ông ta đại khái mong làm ra thành tích trong nhiệm kỳ này, để kiếm chắc thêm khóa nữa. Cho dù lão vạn có điều đi, tôi thấy Chu Phú Minh quá nửa vẫn quan tâm tới vùng này. Triệu Cẩm Vinh lúc này chẳng hy vọng lắm việc Chu Phú Minh có làm thêm được khóa nữa hay không, song đã cúi đầu phải có biểu thị mang tính thực chất, lúc này đút tiền ông ta sẽ không nhận, vậy thì phải vì ông ta làm chút chuyện khác vậy. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, đó cũng là cẳng tay vật sao nổi bắp đùi, Triệu Cẩm Vinh cúi đầu với Chu Phú Minh chỉ là sớm muộn, nhưng vết nứt giữa ba người không cách nào hàn gắn được. Trước khi tin tức tỉnh suy tính tới việc điều Vạn Dũng tới Tân Thái làm phó thị trưởng truyền ra, Chu Phú Minh còn phê bình Vạn Dũng trên cuộc họp thành ủy, về một số cách làm trong việc cải tạo thành cổ Sa Điền trước đó, trong cuộc họp trọng điểm nhấn mạnh phải tăng cường ủng hộ hạng mục nhà định cư có lợi cho việc hòa giải mâu thuẫn xã hội của Hoành Viễn, từ chối đề nghị hấp dẫn giải tỏa bãi bờ Đông Ngũ Lý Khê xây biệt thự cho thành viên thường ủy. Nhưng ông ta cũng không dám đắc tội với Triệu Cẩm Vinh, ủng hộ ý tưởng đem bờ Đông Ngũ Lý Khê xây thành quảng trường thành phố, bù đắp tổn thất cho Cẩm Thành. Chu Phú MNS nhìn thấy được mức độ đả kích của sự kiện xã hội tới sinh mệnh chính trị yếu ớt của một người như thế nào, nhớ tới mình không có quan hệ đủ vững trên tỉnh, có chút gió lay cỏ động nào là có khả năng bị kéo ra làm dê thế tội, không khỏi trở nên càng cẩn thận dè dặt, bắt đầu tìm sự công bằng giữa người dân thường và thương nhân đầu tư. Ít nhất thì đây là một thay đổi tốt. Được Trương Khác bày cách, Tạ Vãn Tình liên tục nhường nhịn điều kiện sát nhập, tăng vốn đầu tư, nhưng ở giá mua cổ phần lại từng bước ép tới, khiến cuối cùng chính thái chấp nhận cái 3.000 vạn. Chu dù cho là thái độ bề ngoài, nhưng hiệp nghị hợp tác đạt thành, thế nào cũng phải chúc mừng một phen, để sau này còn hợp tác lâu dài, tiệc chúc mừng tổ chức ngay trong biệt thự Tiểu Cẩm Hồ, không mời nhiều người lắm. Tháng 9 hoa rụng hương tàn, trong sân hoa tỏ tàn phai nhưng đèn lại sáng choang rực rỡ. Mặc dù mỗi tòa biệt thự đều tách biệt nhau, nhưng sự náo nhiệt của bữa tiệc vẫn truyền tới tai hàng xóm. Là bữa tiệc tư nhân không chính thức, Chu Phú Minh nhận được lời mời, buổi tối liền thay thường phục, cùng vợ đi theo con đường dợp bóng cây, tới biệt thự tạm thời của Tạ Vãn Tình, nghe tiếng nhạc du dương tiếng người huyên náo, lòng nghĩ, thứ gì mà chuyển giao một cái có ngay 3.000 vạn. Hiện giờ ông ta đang nghiện đánh bài, nhưng sau khi vụ án kia xảy ra, ông ta cẩn thận hơn, mỗi lần chỉ thắng thua vài nghìn, nếu muốn kiếm 3.000 vạn, chắc chết gục trên sới bạc mất. Hoạt động tư bản vẫn kiếm tiền nhất, Chu Phú Minh coi như hiểu chút việc về kinh tế, nhưng chính thái đánh giá Cẩm Hồ gần 100 triệu làm ông ta giật mình, bất giác bắt đầu nghĩ tới kiến nghị của Tạ Hán Tĩnh, cho con gái Chu Hồng Mai của ông ta về nước kinh doanh, ở Hải Châu không tiện thì có thể tới Huệ Sơn hoặc Tân Thái, chẳng qua là chiếu cố lẫn nhau. Tạ Hán Tĩnh ở lại Hải Châu một tối, ông ta về Huệ Châu, việc đàm phán do Tạ Hán Minh và Tạ Kiếm Nam chủ trì, ông ta chỉ điều khiển từ xa. Tạ Kiếm Nam ở Hải Châu một tuần, ném công việc của Hải Thái cho Tạ Vãn Sơn, hắn còn chưa thấy người hắn muốn thấy. Trong bữa tiệc nhân lúc Trương Khác đi vào phòng khách không có mặt, Tạ Kiếm Nam đi tới phía Tạ Vãn Tình gọi. Chị hai. Ừ. Tạ Vãn Tình nghi hoặc nhìn dáng vẻ do dự của Tạ Kiếm Nam. Công ty Hải Dụ lần này có nhiều tiền mặt như vậy, chỉ có tính toán cụ thể gì chưa? Tạ Kiếm Nam không mở miệng hỏi ngay tung tích của Hứa Tư. Tính toán gì? Ồ, em nói chuyện đó à? Tạ Vãn Tình cho rằng Tạ Kiếm Nam định thăm dò, cô chẳng có gì cần che giấu, bất kể là suy tính từ góc độ nào, tiền cổ phần đều phải tái đầu tư mới có thể tránh thuế một cách hợp pháp. Số tiền này sẽ rót vào điện tử Ái Đạt. Tạ Kiếm Nam quay đầu đi chỗ khác, áp chế bực dọc trong lòng. Mặc dù nội bộ tập đoàn chính thái khá hài lòng với chuyện mua lại cổ phần lần này, vì đây là bước quan trọng bước sang ngành khác. Nhưng sau khi hợp đồng ký xong, bộ mặt đang chờ đợi như thế của Trương Khác, làm hắn rất khó chịu, quyết định của Tạ Vãn Tình càng chứng thực Việt Tú chính là nhà đầu tư của Ái Đạt. Đằng sau Việt Tú rốt cuộc ấn chưa quan hệ phức tạp gì, hắn chẳng hy vọng có thể hỏi được từ miệng Tạ Vãn Tình, nhưng hắn không hề biết, nếu mình hỏi thẳng, Tạ Vãn Tình cũng trả lời ngay. Đằng sau công ty Việt Tú ít nhất cũng sạch sẽ hơn hắn tưởng tượng nhiều. Tạ Kiếm Nam không kiếm được cớ vòng câu chuyện sang chủ đề Hứa Tư, qua loa vài câu rồi đi, Tạ Vãn Tình nhấc mép váy đầm đi vào phòng khách, thấy Trương Khác đang nói chuyện với cha và Đường Học Khiêm, y mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt màu hạt rẻ, cô chỉ cà vạt của y nói. Sao dùng cái cà vạt già chát này? Ồ, chị thấy già lắm à? Thói quen thôi. Trương Khác cúi đầu xuống nhìn, y có thói quen dùng cà vạt màu thẫm. Vừa rồi Tiểu Lục nói gì với chị thế? Hỏi Hải Dụ xử lý số tiền kia ra sao? Chị nói cho hắn rồi à? Ừ, nói rồi.
Tạ Vãn Tình bình đạm nói. Rót cả vào Ái Đạt, có phải chuyện gì mờ ám đâu. Ái Đạt hiện giờ thay đổi từng ngày, chỉ không chú ý một thời gian thôi là giật mình không nhận ra nữa, có thêm khoản tiền này là như hổ thêm cánh rồi. Đường Học khiêm đùa. Tống Bồi Minh cũng giấu chuyện này với thành phố, chẳng lẽ sợ thành phố cướp mất công? Trương Chi Hành do dự không biết có nên đem chuyện Trương Khắc nắm cổ phần ở Cẩm Hồ nói ra cho Đường Học khiêm biết không, mới đầu ông ta không chú ý lắm tới chuyện này, nhưng Hải Dụ lần này chuyển nhượng 30% cổ phần kiếm được 3.000 vạn làm ông ta cả kinh. Sau Tết, Trương Khắc đã thẳng thắn khai nhận với ông chuyện nắm cổ phần Cẩm Hồ, có được thông qua hình thức nào không rõ, song cũng biết cổ phần trong tay Trương Khắc ít nhất phải đạt con số đó. 3.000 vạn, nghe con số thôi đã thiếp khiếp người, còn chuyện Ái Đạt nữa, ông chưa kịp hỏi, nhưng xem tình hình này thì thằng quý tử của ông nhất định có tham dự. Trương Chi Hành cắt ngang cuộc hội thoại ở phòng khách nói. Thị trưởng Đường, Vãn Tình chúng ta vào bên trong ngồi nói chuyện. Quay đầu lại ra hiệu cho Trương Khác. Con cũng vào đây. Trương Khác gãi gãi đầu, đi vào. Trương Chi Hành ngồi bên Đường Học khiêm, nghiêm túc nói. Chuyện của con thì con tự nói với bác Đường đi. Trương Khắc cười, xoay tay đứng đó nói. Chuyện con tham gia kinh doanh Cẩm Hồ, bác Đường là người sáng suốt nhìn một cái là ra, ba còn cứ bắt con nói ra. Trước tiên giúp cha vạch rõ căn hệ, rồi mới nói với Đường Học khiêm. Lần này chính thái trả giá hơi bất ngờ, cháu vừa nói có cổ phần ở Cẩm Hồ, ba cháu liền không ngồi yên được. Ái Đạt, Cẩm Hồ đâu có chiếm lợi gì của chính phủ. Mà giờ ba cháu còn chẳng phải là lãnh đạo đảng chính phủ, cháu chẳng cần phải báo cáo tài sản với ban ngành liên quan. Trong nước có hơn tỷ người, chẳng lẽ không cho xuất hiện vài thiên tài thương nghiệp? Đường Học khiêm cười, chứng tỏ biết Trương Khác tham gia kinh doanh ở Cẩm Hồ. Ha ha, cháu nói đi có bao nhiêu phần trăm ở Cẩm Hồ? 30%, ở Ái Đạt còn nhiều hơn. Trương Khác cẩn thận đáp. Chương 238, thế lực. Đường Học khiêm há mồm. Sững ra mất một lúc mới phát hiện mình vừa thất thần. Tỉnh trưởng Từ có biết không? Phản ứng đầu tiên giống hệt của Trương Chi Hành. Ông nội chỉ đồng rất ủng hộ Trương Khác tham dự vận hành công ty. Tạ Vãn Tình ở bên cạnh nói giúp. Sắc mặt Đường Học khiêm chớp mắt khôi phục lại bình thường, chuyện này được Từ Học Bình cho phép vậy là chuyện nội bộ của Cẩm Hồ, tuy chức vụ của Trương Chi Hành hơi mẫn cảm, nhưng giải thích rõ ra cũng chẳng có gì to tát, nói đùa. Vậy mà không nhìn thấy cháu chi tiêu phung phí gì, bác thấy thế cũng tốt, sau này phàm là ăn uống có mặt cháu, đều cho cháu thanh toán là được, bớt chút kinh phí cho chính phủ. Chẳng lẽ chính phủ mời cháu làm việc, còn bắt cháu trả tiền cơm? Trương Khác tròn mắt hỏi. Lại còn tỏ ra khó chịu à? Trương Khác khẽ bợp tai con. Đây gọi là ăn của nhà giàu, ở đây chỉ có con và Vãn Tình có tiền. Vậy để tôi mời khách là được rồi. Thấy Đường Học khiêm. Trương Chi Hành chấp nhận chuyện Trương Khác tham gia kinh doanh, Tạ Vãn Tình thở thào, cười nói. Đừng, cô cứ để Tiểu Khác nó trả tiền, người ta không thể nói con hối lộ cha được. Trương Chi Hành xua tay nói. Đường Học Kiêm lắc đầu nói. Nhưng có một chuyện đáng tiếc, Vạn Dũng điều khỏi Hải Châu, thành phố có ghế trống, lần này vốn có thể đưa Chi Hành lên, nhưng hiện giờ chỉ e có chút khó khăn. Tôi thấy tiền đồ của Cẩm Hồ và Ái Đạt đều rất khả quan. Chi Hành, anh phải chuẩn bị sẵn sàng điều đi nơi khác. Trương Chi Hành còn nói gì được. Biết thế nào cũng phải nhường được cho nó, nhưng không ngờ lại sớm như thế. Mặc dù chỉ cần Trương Khác báo cáo tài sản, ban ngành liên quan kiểm tra rõ ràng, Trương Chi Hành vẫn có thể tiến bộ ở Hải Châu, nhưng bị phía trên phía dưới nhìn vào chằm chằm, sẽ khiến sĩ đồ của ông dừng lại tại đó, cách duy nhất để Trương Chi Hành lên phó sở rồi điều ra ngoài. Tiến bộ trong một hệ thống không thành vấn đề. Nhưng nếu sang hệ thống khác, phải ngoan ngoãn đợi 3 năm. Chu Phú Minh không ở lại bữa tiệc lâu, Đường Thanh cũng bị Cố Kiến Bình kéo về, ngày mai cô còn phải đi học, không thể thoải mái như Trương Khác, cô nàng hung dữ từng mắt với Trương Khác một cái rồi mới không cam lòng đi về. Đám người Tạ Kiếm Nam thì càng chẳng có tâm tư ở lại lâu, qua 9 giờ, trong biệt thự không còn mấy người nữa, Trương Khác thích ngồi bên hồ ngắm ánh sóng, kéo mọi người ra sân sau, thấy cha đứng hút thuốc mà thèm. Nhưng mẹ y ở đằng sau, Trương Khác không dám hút thuốc trước mặt mẹ. Vấn đề bác Đường nói đúng đó ba. Trương Khác lên tiếng trước. Nếu tình hình phát triển của Cẩm Hồ và Ái Đạt mà tốt, thì ba phải tới chỗ khác thôi. Ra ngoài cũng tốt, có điều không nhanh như thế, phải đợi con tốt nghiệp cao trung đã, con cũng không cần phải lo chuyện này. Con đang nghĩ tới vấn đề City cổ phần Hải Châu, nó có thể lập nên cơ sở vững chắc trong 2 năm không,
bác Đường có thể tín nhiệm Lý Minh Học như ba không? Ra là con quan tâm tới điều này. Trương Chi Hành ngồi xuống ngắm nhìn mặt hồ long lanh, thầm nghĩ, đây đúng là chỗ ở tốt, thảo nào người ta tranh nhau làm quan với tình thế phát triển của Cẩm Hồ và Ái Đạt hiện nay, ông chỉ còn cách điều ra ngoài, ông cũng muốn tiến lên chứ không muốn dậm chân mãi ở cái vị trí chính sử này, cho dù chỉ còn ở lại Hải Châu 2 năm cũng phải làm được một số chuyện. Thấy cha im lặng không đáp, chẳng biết ông có lo lắng này hay không, Trương Khắc quay đầu lại, thấy mẹ nói chuyện cùng Lương Quân như cùng Tôn Lệ bạn gái của Lương Quân. Đây chỉ là một bữa tiệc nhỏ, thậm chí Trương Chi Phi cũng không mời, nhưng Lương Cách Chân vẫn kéo cháu trai, cháu gái tới để tăng thêm kiến thức, trừ Trương Khắc ra, bà mang kỳ vọng lớn nhất vào hai đứa cháu này. Lương Quân và Tôn Lệ đều học đại học ở Thành Đô to hơn Hải Châu rất nhiều, cũng ít tấp nập hơn nhiều. Có điều sinh viên giữ thập niên 90 có cuộc sống khá đơn điệu, chẳng tiếp xúc mấy cuộc sống phồn hoa của thành thị. Tôn Lệ học sư phạm, tốt nghiệp xong muốn về nguyên quán, Lương Quân bỏ cơ hội tới phương Nam công tác, theo bạn gái tới huyện thành nhỏ. Học ở thành phố, lại về huyện thành làm việc, trong lòng không cam tâm, trước khi tốt nghiệp không nghĩ nhiều, nhưng tốt nghiệp rồi mới cảm thấy tâm lý mất cân bằng, đổi lại là bất kỳ ai cũng chẳng ai chấp nhận rời thành phố về một huyện thành tới một con đường trải nhựa cũng chẳng có. Có được cơ hội này, còn do Tôn Lệ cổ động Lương Quân nắm lấy, thậm chí ngay cả hồ sơ ở trường học cũ cũng còn chưa kịp lấy đã tới Hải Châu. Người trong nước đều có quan niệm tông tộc mộc mạc, Trương Khắc không tính tương lai Cẩm Hồ hoặc Hải Châu sẽ thành xí nghiệp gia tộc, nhưng cũng mong gia tộc cắm rễ sâu ở Hải Châu, như thế không tới mức vì nhất thời thất thế mà bơ vơ không có ai giúp. Hải Châu có đường học khiêm chống lưng, trong tỉnh có Từ Học Bình, Ái Đạt Cẩm Hồ cứ tuân theo đúng quy củ làm việc. Cho dù cha điều ra ngoài nhậm chức thì chuyện lớn tới mấy cũng có thể gánh vác được, nhưng sau khi Từ Học Bình nghỉ hưu, Đường Học Khiêm cũng rời khỏi Hải Châu thì sao? Thế lực cường đại tuyệt không chỉ dựa vào một người nào đó, mà là cả một mạng lưới quan hệ, Tống Bồi Minh, Đỗ Tiểu Sơn, Kim Quốc Hải chính là một phần tử trong mạng lưới Trương Khắc đang dệt lên, nhưng cái lưới này hiện giờ chưa đủ chặt chẽ, thậm chí mọi người đều có theo đuổi lợi ích riêng, lực hướng tâm chưa đủ mình, cho nên phải thêm vào mạng lưới này chút chất kết dính nào đó. Đó là nguyên nhân Trương Khắc rất hy vọng nhà cậu về Hải Châu. Trương Khắc đứng dậy đó, bỏ cha lại tự suy nghĩ vấn đề đau đầu của mình, y đi tới chỗ mẹ mình. Ba con đang nghĩ cái gì đấy? Lương Cách Chân thấy chồng ngồi thừ người ra, hỏi con. Con quên hỏi rồi, hay mẹ tự đi hỏi xem? Trương Khắc nhe răng ra. Cút! Lương Cách Chân phì một cái. Dám mồm mép bịp mẹ hả? Mẹ vào nhà đây, lát nữa mẹ với ba con về trước. Thời gian còn sớm, buổi tối con đưa đám đại quân chơi thành phố. Thấy tiểu cô vào nhà, Lương Quân như ngạc nhiên. Trương Khắc, sao tiểu cô để em thoải mái thế? Dê thả rông thì thịt sẽ càng tươi ngon, mẹ em có tầm nhìn hơn chị đấy. Trương Khắc trêu chị họ. Chị đang quân huấn cơ mà, sao mẹ em kéo chị ra? Lương Quân nhu xuất thân gia đình quân nhân, nhưng tính cách quá hiền lành ít nói. Quân huấn cũng có nghỉ ngơi mà. Trương Khắc nhớ thời đại học mình tham gia quân huấn, chỉ được chính thức nghỉ một ngày hôm trung thu, còn lại không giả bệnh đừng mong thoát thân, quay sang hỏi Lương Quân. Anh thấy Hải Châu thế nào? Tạm được, nhưng có một số kẻ rất đáng ghét. Lương Quân còn cao hơn Trương Khắc, vai rộng, mắt sáng mày kiếm, trông rất có khí khái anh hùng, khi nói tới cảm quan với Hải Châu, mày cao lại có vẻ không thoải mái. Ai thế, ai làm anh ngứa mắt, để em xử hắn cho anh. Trương Khắc hỏi. Lương Quân và Tôn Lệ làm việc trong công ty của chú, kẻ nào mù mắt khiến họ ghét như thế? Bỏ qua đi, sau này em ngó lơ hắn là được. Tôn Lệ khẽ giật góc áo Lương Quân, khuôn mặt xinh đẹp có chút ngượng ngùng. Thôi vậy, không nói nữa. Lương Quân tức giận vung tay. Trương Dịch phải không? Ánh mắt sắc bén của Trương Khắc lướt qua Tôn Lệ mặt mày thanh tú, mang vẻ đẹp đơn sơ tươi mát như bông hoa núi, ở thành phố rất hiếm thấy được một cô gái xinh đẹp như thế. Thấy Trương Khắc đoán ra phần nào, Lương Quân không giấu nữa, hừ một tiếng tức giận. Trương Khắc, em nói với tên anh họ đó của em, hắn mà còn quấn lấy Tôn Lệ nữa thì đừng trách anh không khách khí. Mấy ngày trước Trương Khắc được nghe chú nói đang theo đuổi một nữ nhân viên nhà máy Quốc Quang, đó đã là bạn gái thứ tư của hắn ở thành phố rồi, nhưng không ngờ hắn dám giở trò này với cả người trong nhà, hắn muốn làm phản hay ức hiếp Lương Quân là người vùng ngoài tới. Chương 239, vấn đề cục cứt chuột. Trương Khắc chỉ gật đầu không nói gì thêm, mẹ bảo y đưa anh chị họ đi chơi nhưng 9 giờ tối rồi, chỉ có thể tới Thịnh Thế Niên Hoa,
gặp đúng Đỗ Phi cũng dẫn bạn cùng lớp lén tới đây chơi. Phó Tuấn rời Thịnh Thế Niên Hoa mới theo chương khác, rất nhiều người ở sàn nhảy gật đầu chào hỏi bọn họ. Mặc dù Thịnh Thế Niên Hoa có thể nói là chỗ giải trí sạch sẽ ở trong nước rồi, nhưng với anh em Lương Quân từ nhỏ ra giáo cực nghiêm, Tôn Lệ xuất thân từ huyện thành nhỏ mà nói, vẫn làm họ hết sức chân kinh, Lương Quân như há hốc mồm nói. Tiểu cô thả lỏng cho em thế này khác gì một tên hoàn khố tiêu chuẩn, chị và anh đại quân mà dám tới chỗ thế này, bị đánh gãy chân ngay. Lời này nói không sai, chú quân có ảnh hưởng khá lớn tới địa phương, con cái một quan quân trung tầng mà bị thả lỏng, có thể làm náo loạn địa phương. Trương Khắc lưu tâm tới chuyện của Trương Dịch, y không muốn một cục cứt chuột làm hỏng chuyện của mình, nếu hắn không chịu yên phận, để hắn dựa vào bản lĩnh của mình kiếm cơm ở thành phố. Nhưng mãi không tìm được cơ hội nói với chú chuyện này. Hạng mục nhà định cư đã được lập thành văn bản giấy, trước khi đưa cho Tạ Vãn Tình, Trương Chi Phi nhất định đưa Trương Khắc xem qua, liền gọi điện cho Trương Khắc nói chuyện này. Trương Khắc trả lời trong điện thoại. Là Hải Dụ bỏ tiền ra, cháu xen vào làm gì, chú thấy cháu chưa đủ việc sao còn mang thêm rắc rối cho cháu. Trước khi Ái Đạt đưa ra chiếc đầu đĩa đầu tiên, Trương Chi Phi chẳng tin tưởng mấy vào Ái Đạt, luôn cảm thấy phương án của Trương Khắc quá mạo hiểm, giờ Ái Đạt tiến bộ vùn vụt, còn kiếm từ thị trường mấy ngàn vạn tiền mở rộng, Trương Chi Phi quyết định không mở miệng đánh giá bất kỳ việc làm nào của cháu nữa. Cháu xem trước đi, nếu chẳng may bị Tạ Vãn Tình gửi ngược trở về, thì chú để mặt vào đâu? Trương Chi Phi năn nỉ. Chú tưởng cháu dễ lừa à? Trương Khắc bật cười. Kệ chú, cháu không rót tiền vào hạng mục này đâu. Chú chỉ hy vọng cháu khó tính một chút, thà người nhà đóng cửa lại bới móc nhau chứ không thể để người ngoài chê cười. Trương Phi Phi nói chuyện điện thoại với Trương Khắc rất tùy tiện. Gần đây sao cháu đột nhiên bận rộn thế, có phải lại có kế hoạch gì? Có kế hoạch gì đâu ạ, vẫn là đống chuyện cũ. Trương Chi Phi kiên trì nói. Cháu ở đâu, chú mang phương án tới cho cháu xem. Trương Khắc cũng muốn xem qua chuyện Trương Dịch, nói. Cháu đang rảnh, để cháu tới công ty chú vậy. Đổi sang Lý Chi Phương làm chủ nhiệm, Trương Khắc không cần phải bỏ thời gian ra tới trường học ứng phó nữa, mặc dù chuyện của Ái Đạt vẫn rất bận rộn, sóng vẫn còn có thời gian. Cúp điện thoại rồi, Trương Khắc bảo Phó Tuấn lái xe tới Hoành Viễn, đi được nửa đường phát hiện đường không đúng, hỏi. Anh chắc đi đúng đường chứ? Đúng mà, làm sao vậy? Đi tới đường Ngọc Phong chẳng phải rẽ lối kia sao? Lời vừa ra khỏi miệng Trương Khắc mới sực nhớ ra Hoành Viễn tháng 8 đã chuyển tới văn phòng mới, khi đó y không ở Hải Châu nên chưa tới. Văn phòng mới của Hoành Viễn không ở đường Ngọc Phong à? Phó Tuấn cười to. Không. Trương Khắc xoa đầu thân làm cháu mà lại không biết bằng người ngoài, chú y sau khi bỏ suy nghĩ tham gia vào việc cải tạo thành cổ Sa Điền, liền định chuyển công ty sang phía Đông Nam. Các công trình kiến thiết quan trọng của Hải Châu hiện nay đều tập trung ở khu Tân Đông và khu Khai Phát, hạng mục nhà định cư cũng tập trung ở đó. Xe rẽ vào đường Công Nông, đường có 8 làn xe, từ đây rẽ về phía Đông ngoại trừ đường Tân Đông ra thì không còn con đường nào ra hồn nữa, chỗ chọn đặt hạng mục nhà định cư còn phải đi về phía Đông Nam 2-3 dặm. Trung kỳ thập niên 90, người ta khó tưởng tượng ra được tốc độ phát triển phi tốc của thành phố mười mấy năm sau, lúc này phạm vi nội thành đã lan tới gần đường Công Nông. Nhưng còn chưa hình thành các quần thể kiến trúc có quy mô, tâm lý người dân vẫn quan niệm, khu vực ôm trong lòng sông Sơ Cảng mới là nội thành thực sự của Hải Châu. Thậm chí người Hải Châu còn có câu, thà có một mảnh ngói ở Sa Điền, còn hơn một gian nhà ở Tân Đông, 10 năm sau khu Tân Đông lại phát triển nhanh chóng nhất, dù không cố ý thúc đẩy bánh xe lịch sử thì nơi đặt hạng mục nhà định cư hiện nay vẫn sẽ trở thành trung tâm thành phố mai sau. Công ty Hoành Viễn chuyển tới một tòa nhà tâm trung ở trên đường Công Nông. Nhà hình chữ hui cao 4 tầng. Rất lạ là phía tây nơi này còn có vài nhà cao tầng ra dáng, còn phía đông thì thậm chí không có lấy một tòa nhà cao hơn 10 tầng, tòa nhà 10 tầng duy nhất là văn phòng của tập đoàn Tam Hữu. Hải Châu còn lạc hậu so với Huệ Sơn xa lắm. Xe trực tiếp đi vào sân giữa, hành lang 4 xung quanh đều dùng kính ngăn cách, Trương Khắc không gọi điện cho tiểu thúc ra đón, y không thích phô trương ầm ĩ. Nhìn về cảnh cửa phía nam có logo của City Hoành Viễn. Có điều quầy tiếp tân lại không có người, đi vào trong thấy bên trái là phòng tài vụ, Trương Khắc nghe mẹ nói con gái làm kế toán là tốt nhất, nên an bài Tôn Lệ tới phòng tài vụ. Cách cửa kính, thấy Trương Dịch chồng mông lên, người gần như nằm lên bàn nói chuyện với Tôn Lệ thì cố tránh người ra đằng sau, tên tiểu tử kia vô liêm sỉ như sán tới, chẳng biết đang nói gì mà hai cô gái còn lại trong phòng cười rũ rượi.
một cô gái trẻ thấy Trương Khác đẩy cửa đi vào, rất khó chịu đứng lên quát. Này này này, anh là ai, sao tùy tiện vào đây? Á Tôn Lệ nhìn thấy Trương Khác đứng ở cổng, la hoảng một tiếng, mặt ửng đỏ. Trương Khác, sao em lại tới đây? Trương Dịch còn chưa hiểu chuyện gì, định đi tới khoác vai Trương Khác. Trương Khác lùi lại một bước, đứng ở ngoài cửa, hỏi Trương Dịch. Anh làm gì ở đây thế? Phòng tài vụ chỉ có hai bàn làm việc, Trương Khác đẩy cửa ra mới phát hiện góc phòng còn một thanh niên, tuổi chừng bằng Trương Dịch, 21, 22 tuổi, để rear map, Trương Khác cau mày hỏi. Hắn cũng là nhân viên công ty à? À không, đấy là bạn anh, tới tìm anh rủ đi chơi, nhưng chưa hết giờ làm, mà anh thì ít nhiều gì cũng là trợ lý tổng giám đốc, không thể tùy tiện bỏ việc. Trương Dịch cười hì hì. Để lát nữa anh sẽ đưa em tới mấy chỗ rất hay. Lại quay đầu nói với Tôn Lệ. Tôn Lệ, chắc Lương Quân hôm nay không về đâu, em theo bọn anh đi chơi đi. Trương Khác nhìn không nói gì, công ty không phải của y không có tư cách nói gì ở đây. Lúc này di động vang lên, thì ra Trương Chi Phi ước chừng thời gian đoán y đã tới nên gọi điện hỏi xem đang ở đâu. Cháu đang ở phòng tài vụ công ty chú xuống đây đi. Trương Khác chỉ nói đúng một câu như vậy. Trương Dịch lúc này mới chú ý tới sắc mặt Trương Khác bất thường. Sao thế, đứa nào chọc giận em, anh cho người đi cạo đầu nó. Trương Dịch tốt nghiệp cao trung xong không thi đỗ vào đại học, dựa vào quan hệ của cha kiếm được chỗ trong cục dân chính Đông xã. Mới làm một năm đã học thói xấu, chẳng có chút bộ dạng nào của nhân viên quản lý công ty. Trương Khác chẳng buồn nói với hắn, nhìn chú từ cầu thang xuống rồi lại nhìn Trương Dịch. Tới rồi sao không gọi điện thoại cho chú? Trương Chi Phi không hiểu chuyện gì, hỏi Trương Khác. Sao lại đứng đây nói chuyện với Tôn Lệ? Tỏ đầu vào thấy Trương Dịch ở trong phòng, mặt tái đi, quát. Ở đây làm gì, về văn phòng ngay. Trương Dịch không sợ Trương Chi Phi, mặt cười cợt nói. 15 phút nữa là hết giờ làm rồi, làm gì được bằng chút thời gian đó. Khoác vai Trương Khác. Trương Khác hôm nay trông không ổn, chắc là vô dụng bị bạn gái đá đít rồi. Nói xong cười phá lên, khiến người ở văn phòng khác cũng thò mặt ra nhìn. Chú, thứ đó hôm khác rảnh cháu sẽ xem. Trương Khác không còn hứng thú ở lại nữa, quay đầu ra ngoài, trước khi đi còn ném lại một câu. Đừng để một cục phân chuột làm hỏng nồi cháo. Giống câu con sâu làm dầu nồi canh thôi, nhưng mình thích để nguyên bản hơn, mình không việt hóa chuyện, cố gắng giữ bối cảnh TQ nhiều nhất có thể. Chương 240, tiêu tiền như nước. Nó nói thế là có ý gì? Trương Dịch ngớ ra hỏi Trương Chi Phi, thấy chú mặt tím tái không trả lời mình, gượng cười quay lại hỏi người khác. Nó nói thế là có ý gì thế nhỉ? Hắn là ai? Trương Chi Phi cau mày nhìn tên Rear Map đứng sau Trương Dịch. Cả hai làm gì trong phòng tài vụ? Tiểu Đao, bạn của cháu nói với anh ta, sau khi Tôn Lệ tới, đẳng cấp chỉnh thể các cô nương ở Hoành Viễn cao lên một bậc, anh ta không tin, cháu bảo anh ta đích thân tới xem, chuẩn bị mời Tôn Lệ tối nay cùng đi khiêu vũ. Trương Dịch mặt nhơn nhơn đắc ý. Trương Chi Phi giận đứa cháu không nên người, đưa tay về phía hắn. Chìa khóa xe, di động, thẻ nhân viên, đưa hết đây. Vì sao? Trương Dịch do dự. Nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của chú, hắn chưa bao giờ thấy chú như vậy, lấy chìa khóa, di động, thẻ nhân viên, thẻ ngân hàng đặt vào tay Trương Chi Phi. Vì sao, chỉ bằng vào một câu vớ vẩn của Trương Khác à? Nó là cái thá gì mà nói cháu như thế? Trương Chi Phi đút đồ vào túi, nói. Mày xéo ngay về Đông xã cho tao, khi nào sửa được hết tật xấu lên người thì hãy gọi điện cho tao. Lạnh lùng liếc nhìn tên Rear Map. Còn cả đám bạn xấu ở Hải Châu. Cắt đứt liên hệ đi. Trương Chi Phi thò đầu ra ngoài, thấy xe Trương Khác khởi động sắp ra khỏi sân, vội vàng đuổi theo, làm người còn lại trong phòng tài vụ há hốc mồm kinh ngạc. Ngay Tôn Lệ cũng không hiểu vì sao chuyện nghiêm trọng tới mức đuổi cả Trương Dịch ra khỏi công ty, chẳng lẽ vì một câu nói kia của Trương Khác. Thấy chú đuổi theo, Trương Khác bảo Phó Tuấn chưa đi vội, mở cửa xe ra. Chú bảo Trương Dịch về ngay Đông xã rồi, ai, còn tưởng dẫn nó ra ngoài, nó có thể tiến bộ một chút. Trương Chi Phi cười. Vì chuyện này mà giận tới mức bỏ cả chú lại sao? Đâu có, cháu làm thế để cho Trương Dịch xem thôi. Khuôn mặt Trương Khác không còn nghiêm túc như ở trong phòng nữa, vắt tay sau đầu dựa vào ghế. Vụ án bắt cóc cưỡng bức giáo viên kia cháu chưa nói kỹ với chú, kỳ thực trước khi xảy ra vụ án cháu đã biết rồi, vị chủ nhiệm Hoàng kia là do cháu ép đi báo cảnh sát,
chú tưởng đằng sau chuyện này đơn giản sao? Hả? Trương Chi Phi sửng sốt, rồi cười lớn. Chú biết ngay đằng sau chuyện này không hề đơn giản, nhất định có người giở trò, nhiều người trong thành phố đều đang đoán xem là ai. Ngờ đâu lại là thằng tiểu tử nhà cháu, nói mau cho chú nghe, rốt cuộc chuyện là sao? Vạn Dũng đã điều tới Tân Thái rồi, chuyện đã xong rồi, còn có gì đâu để nói. Trương Khắc lắc đầu, y không muốn nói lại cái chuyện đó. Chúng ta theo dõi người khác cũng theo dõi chúng ta, đặc biệt chúng ta muốn không giống với bọn chúng thì càng cần cẩn thận, nếu không cắn lại chúng ta không chỉ có một hai người đâu. Cháu nghĩ thế là đúng. Trương Chi Phi thở dài đánh sượt. Trương Dịch không có thiên phận như cháu, còn lông bông mấy năm nữa mới biết làm người. Cứ để nó về đông xã vậy, nói không chừng vài năm nữa nó sẽ thành đạt. Trương Khắc biết chú vẫn còn muốn cho Trương Dịch cơ hội, dù sao cũng là người trong nhà, để xem biểu hiện của hắn sau này vậy, cười nói. Bác cả ở đông xã còn có thể che chắn cho anh ta, tốt hơn là để ở Hải Châu xảy ra chuyện gì chúng ta phải đại nghĩa diệt thân. Không nói chuyện này nữa. Trương Chi Phi đổi chủ đề. Vạn Dũng chuyến này đã điều đi rồi, nếu nhà họ Vạn không đắc tội với ai thì thôi, nếu đã làm gì quá đáng, trước kia người không dám nói giờ sẽ ít phải cố kỵ hơn rồi, cháu nói xem sau này hắn ta có sống thoải mái được không? Trương Khắc lắc đầu, nói rất thiếu chính nghĩa. Chỉ cần ông ta không làm cháu ngứa mắt là được, còn chuyện khác cháu mặc xác. Trải qua chuyện lần này, nói không chừng những người trước kia Vạn Dũng đã đắc tội sẽ nhảy ra, con đường thăng tiến của Vạn Dũng gần như bị gãy rồi. Nhưng vẫn khó nói lắm, Vạn Hướng Tiền còn trên tỉnh, họ Vạn dễ sâu, có thể lấy tiền ra dọn đường, lại còn quan hệ với Cẩm Thành mà người ngoài còn không rõ. Đặc biệt lần này nhà họ Tạ tự xung phong hòa giải quan hệ giữa Triệu Cẩm Vinh, Vạn Dũng và Chu Phú Minh, Tân Thái lại là cơ sở cũ của tập đoàn chính Thái, mối quan hệ sau lưng khả năng sẽ càng trở nên phức tạp. Nhưng ít nhất có thể khẳng định, trong vài năm tới không cần lo có cường địch xuất hiện ở Hải Châu. Còn về phần Cẩm Thành, phải xem mình có hứng thú chọc vào chúng không đã. Nghĩ như thế tâm tình thoải mái hơn nhiều, nhớ tới phải xem phương án nhà định cư, Trương Khắc nói. Phương án gì gì đó cháu không xem nữa, cứ lái xe tới tận nơi, chú nói qua loa với cháu nghe mà hiểu được là xong. Thế cũng được. Cơ hội chân chính của ngành địa ốc phải đợi tới 4-5 năm nữa, hiện giờ xây nhà định cư, tuy lợi nhuận không cao, nhưng có đảm bảo. Ném 1.000 vạn vào đây, lợi nhuận thu được chẳng bằng đem gửi ngân hàng, nhưng có một số việc cần phải làm, không thể chỉ đem tiền ra làm chuẩn mực. Văn bản kế hoạch là thứ vô dụng, Trương Khắc chẳng có tâm tư mà xem, nhưng cũng không muốn làm mất mặt chú, chỉ cần không dở trò bớt xén nguyên liệu làm ảnh hưởng tới công trình là được. Trương Khắc và chú tới nơi đặt hạng mục nhà định cư đi một vòng, chẳng tốn nhiều thời gian lắm, Trương Chi Phi hỏi y tiếp tục muốn đi đâu, Trương Khắc nói tới công trường. Công trường ở đây tất nhiên là công trường của Ái Đạt. Việc xây dựng nhà xưởng của Ái Đạt đương nhiên giao cho Hoành Viễn xây dựng, tháng 8 lấy đất, tháng 9 khởi công, do kỳ đầu tiên của công trình là xây dựng nhà máy lắp ráp, gần như không có độ khó kỹ thuật nào, chỉ cần cung cấp đủ tài chính xây dựng kịp thời là được rồi. Hiện giờ đang chuẩn bị khởi công xây dựng tới đường xá cho nhà máy, Trương Khắc yêu cầu trước Tết công trình phải được đưa vào sử dụng. Bản lĩnh kiếm tiền của Trương Khắc làm người ta phải trợn mắt há mồm, nhưng cách tiêu tiền của y cũng làm cho người ta sợ hãi không thôi. Không chỉ xây dựng nhà máy lắp ráp mới, mà nhà máy ban đầu, còn cả nhà máy vô tuyến điện nguyên kiện mới mua được cũng tiến hành cải tạo mới. Nhà máy vô tuyến điện nguyên khí đổi tên thành công ty hữu hạn nguyên khí, thành công ty con 100% vốn của Ái Đạt, chỉ riêng tiền thu mua đã tốn 2.000 vạn, Trương Khắc muốn sau khi cơ sở sản xuất của Ái Đạt hình thành quy mô xong, nơi này thành trung tâm nghiên cứu phát triển của Ái Đạt, nên lần cải tạo này ném vào 1.000 vạn, riêng làm cổng chính của công ty đã tốn 6 vạn. Thêm vào làm đường đã tốn mất gần 200 vạn. Phong cách tiêu tiền của Trương Khắc làm cho Trương Chi Phi không sao hiểu nổi. Chuỗi tài chính của Ái Đạt yếu ớt như thế, có cần tiêu ngần ấy tiền vào cổng công ty và đường đi như thế không, còn muốn tiến hành trang hoàng lại tòa nhà văn phòng nữa chứ? Quá xa xỉ, nếu không có Hải Dụ bỏ vào đây 3.000 vạn, Ái Đạt cầm cự nổi với mức độ tiêu tiền này không? Trương Chi Phi không khỏi lo lắng nói. Trương Khắc thừa nhận. Cho dù miễn cưỡng cầm cự nổi cũng rất vất vả, bên tài vụ kế toàn thiếu chút nữa lột ra cháu, may có 3.000 vạn này của Hải Dụ mới thở phào được một chút. Trương Chi Phi luôn nghi hoặc về phương thức vận hành tài chính của Ái Đạt, nghĩ không ra Trương Khắc lấy đâu ra tự tin để đốt tiền như thế.
Đáng lý ra số tiền đặt hàng cháu có được từ các nhà phải dùng không ngừng mở rộng sản xuất và tuyên truyền mới đúng, Ái Đạt lại đi tiêu tiền vào tài sản cố định, cho dù cháu rất tự tin tựa hồ cũng phải tiết kiệm chi tiêu một chút chứ. Tiết kiệm chi tiêu? Trương Khác không hiểu chú đang nói cái gì. Thì là cái này đấy. Trương Chi Phi đánh miệng sang con đường và cánh cổng đang thi công. Ha ha ha, chú nói cái đấy hả, cháu hỏi quản đốc nhà máy Nguyên Kiệt, cổng cũ đã xây được 20-30 năm rồi. Con đường thì mới sửa năm ngoái, nhưng đoạn nối giữa nhà máy và đường cái gập ghềnh lồi lõm không ra sao cả, vài tháng nữa thôi truyền thông toàn quốc sẽ ùn ùn kéo tới đây, Ái Đạt phải có cái mặt tiền tươm tất một chút cho bọn họ chụp ảnh chứ. Chương 241, chủ tính trước. Cái gì? Trương Chi Phi không tin nổi. Vài tháng nữa truyền thông toàn quốc kéo tới đây là sao? Ái Đạt năm nay miễn cưỡng chen chân vào top 100 công ty điện khí là khá lắm rồi. Sao có thể làm truyền thông cả nước kéo tới? Ai biết được ạ, có lẽ bọn họ nổi điên tập thể chăng? Trương Khác nói bậy bạ. Không lộ cho chú biết sớm một chút được à? Trương Chi Phí cảm thấy ngứa ngáy, đợi thêm vài tháng nữa, không biết còn khốn khổ thành thế nào. Để lại chút hồi hộp hay hơn. Trương Khác cười khoái chí. Mấy ngày nữa cháu tới Thượng Hải rồi qua Hong Kong, chú có rảnh đi chơi với cháu không? Tới lúc đó hãy nói. Mấy ngày nữa là bao nhiêu? Hộ chiếu có làm kịp không? Trương Chi Phi bĩu môi. Sao lâu lắm rồi không thấy Hứa Tư, cháu giấu cô ấy đi đâu rồi? Tung tích của Hứa Tư chỉ có một nhóm nhỏ người ở Ái Đạt, Cẩm Hồ mới biết được, Trương Khác cười hỏi ngược lại. Chú đoán xem. Hong Kong chứ gì? Trương Chi Phi chẳng cần suy nghĩ. Sao chú đoán ra được? Chuyện của Hứa Tư thì chú y biết từ đầu tới cuối, Trương Khác không định giấu giếm. Chỉ lạ làm sao chú đoán ra được. Cẩm Hồ ngày càng lớn mạnh gây chú ý, cô ấy không thích hợp ở lại Hải Châu nữa, cháu mời chú đi Hong Kong chơi còn gì, lời mời dối trá. Trương Khác cười hì hì. Hứa Tư đúng là đi Hong Kong mở công ty rồi, cách 2 tháng mới về một lần, giờ chưa tròn 2 tháng. Trương Chi Phi biết chuyện của Trương Khác còn toàn diện hơn cả Trương Chi Hành, cũng biết từ học bình không phải ủng hộ Trương Chi Phi. Mà là Trương Khác, y mới là mấu chốt liên kết giữa tỉnh thành và thành phố. Ban đầu cũng là do Trương Chi Phi cho Trương Khác 12 vạn trả nợ giúp Hứa Tư, Tạ Vãn Tình còn chưa tới Hải Châu, chính là do Hứa Tư điều hành công ty thay Trương Khác, chẳng cần y nói ra, Trương Chi Phi cũng biết quan hệ giữa cháu mình và Hứa Tư không tầm thường. Trương Chi Phi thấy cháu mình xử lý chuyện này rất lão luyện, cho nên không nói thêm gì cả. Trước đó rất nhiều chuyện Trương Khác làm Trương Chi Phi đều thấy hết. Vì như chuyện thành lập Cẩm Hồ, nhưng sau khi chính thái mua lại cổ phần của Cẩm Hồ mới biết giá trị của nó, Trương Chi Phi hâm mộ nói. 30% cổ phần của cháu ở Cẩm Hồ bằng cả chục năm vất vả cào chú rồi, chú có bán cả Hoành Viễn đi cũng không được 3.000 vạn. Trương Khác cười. Tài sản của Hoành Viễn cũng tới 1.000 vạn rồi còn gì ạ, chú đem cả quan hệ giữa chú và bác đường và đầu não trong thành phố ra buộc vào đó. Giao bán với giá 3.000 vạn nhất định sẽ có người mua, năm ngoái Hoành Viễn kiếm được bao tiền? Trương Chi Phi cười không đáp, Hoành Viễn kiếm được bao nhiêu tiền, Trương Khác lại chẳng rõ sao. Trong quá trình xây dựng phát triển Hoành Viễn, Trương Khác mấy lần góp ý quan trọng, cho nên khi mấy đơn vị nhà nước rút khỏi Hoành Viễn, Trương Chi Phi rất hy vọng Trương Chi Phi rất mong Trương Khác tham dự vào, cho dù có nhường cho y một phần cổ phần của Hoành Viễn, ông cũng cam tâm tình nguyện. Cũng chẳng phải là Trương Khác xem thường Hoành Viễn, nhưng nghiệp vụ của Hoành Viễn tiếp nhận rất nhiều công trình thị chính, chẳng phải nói một câu cây ngay không sợ chết đứng là xong được. Tình hình Cẩm Hồ đã tốt lên một chút, nhưng Ái Đạt cực khát tài chính, dưới tình huống đó Cẩm Hồ ném 1.000 vạn vào hạng mục nhà định cư không lời lãi mấy của Hoành Viễn, tất nhiên là do Trương Khác ảnh hưởng tới Tạ Vãn Tình, cho nên Trương Chi Phi mới kiên trì muốn Trương Khác xem phương án xây dựng. Người ngoài khó tưởng tượng ra được quan hệ tín cậy giữa Trương Khác và cả nhà từ học bình, Trương Chi Phi hỏi. Hải Dụ lần này đầu tư vào Ái Đạt 3.000 vạn, được phân bao nhiêu cổ phần? Sao thế ạ, chú muốn dò xét cháu à? Trương Khác chỉ đùa thế thôi, vẫn đáp. 30% thôi ạ. Ái Đạt giá trị ngần ấy cơ à? Trương Chi Phi kinh ngạc. Còn lại là của cháu hết à? Cũng không phải ạ, Tô Tân Đông, Đinh Hòe, Chu Du đều có phần. Trong tay cháu chẳng có mấy, 60% thôi. Hoa Đông có 6 tỉnh một thành phố, tháng 9 Ái Đạt vừa làm xong việc khai phát thị trường tỉnh Chiết Giang, lượng tiêu thụ đầu đĩa của Ái Đạt đã đột phá mức 1 vạn chiếc. Trương Khác chuẩn bị để Dương Vân phụ trách công tác mở rộng thị trường các vùng khác trong địa khu Hoa Đông,
để Chu Du đã bôn ba bên ngoài hơn 2 tháng tạm thời về Hải Châu nghỉ ngơi, chuẩn bị cho việc khai thác thị trường Hoa Nam trong giai đoạn tiếp theo. Trương Khắc trước khi tới Hồng Kông cùng Tô Tân Đông, Chu Du đặc biệt tới Thượng Hải gặp Trương Á Bình Tổng Giám đốc Philip tại Trung Quốc. Trước đó Trương Khắc mới gặp nhân vật nắm vận mệnh của sản nghiệp đầu đĩa trong nước này một lần, Philip từng có thời khống chế 80% lượng cung ứng linh kiện trong nước, năm sau chip giải mã đời 1 cơ bản bị đào thải, kỹ thuật chip giải mã đời 2 của Philip sẽ biến nó thành nhà cung cấp linh kiện hạch tâm đầu đĩa chủ yếu nhất. Sau Tết, lượng tiêu thụ đầu đĩa vẫn tăng đột biến, khiến cho cơ sở sản xuất linh kiện của Philip ở trong nước không cung cấp đủ hàng. Trong thời gian đặc thù đó, có thể nói Trương Á Bình quyết định nâng đỡ xí nghiệp nào, thì xí nghiệp đó có thể nhân cơ hội 3-4 tháng thiếu thốn đó kiểm một mẻ lớn. Trước đó vào lễ giới thiệu sản phẩm vào tháng 7, Trương Khắc đã đề xuất Hiểu Cầu Ái đặt mua 10 vạn bộ linh kiện của Philip trước Tết, sau Tết mỗi tháng mua 10 vạn bộ. Khi ấy lượng tiêu thụ của Samsung lão đại thị trường đầu đĩa chưa tới 2 vạn chiếc, Ái Đạt mới có sản phẩm đưa ra thị trường, nói thế chẳng phải muốn đuổi kịp Samsung ngay lập tức. Trương Á Bình chỉ coi Trương Khắc nói đùa, không thực sự để ý. Trước tháng 7 năm 95, Philip còn chưa có khách hàng nào lượng tiêu thụ tháng đột phá 1 vạn chiếc, khách hàng của họ đa phần là nhà máy nhỏ ở Hoa Đô, Thâm Quyến, Quảng Châu, cơ sở sản xuất của Philip ở Trung Quốc thậm chí chia chạy hết 1/5 công suất. Vậy mà chỉ qua 3 tháng, dung lượng thị trường đầu đĩa tăng lên từng tháng, hơn nữa lượng tiêu thụ tăng trưởng của thị trường còn bị sản năng không đủ mà bị hạn chế nghiêm trọng. Ngoại lệ duy nhất là Samsung do dùng kỹ thuật chip giải mã đời đầu đã bộc lộ vấn đề chất lượng, thậm chí đầu máy còn không so được với sản phẩm của nhà máy nhỏ ở Hoa Đô, tình thế tốt đẹp như thế mà phân ngạch thị trường liên tục thu hẹp, công ty tiên phong của Nhật Bản Pioneer bắt đầu thay thế vị trí của Samsung. Lúc này, Trương Á Bình không quên ở một thách phố cách Thượng Hải không xa, có một ngôi sao mới đang quật khởi, chỉ trong 3 tháng lượng tiêu thụ đột phá 1 vạn chiếc, trở thành quán quân ở Hoa Đông, từ đó thành khách hàng lớn nhất của Philip. Trương Khắc ước chừng, tổng lượng tiêu thụ đầu đĩa trong nước vào tháng 9 có thể đột phá mức 10 vạn chiếc. Tới lúc này, đầu đĩa VCD trong nước vẫn còn là một sản nghiệp chưa được coi trọng, nhưng với Trương Á Bình mà nói, ông ta trở về nước xây dựng cơ sản sản xuất linh kiện đầu đĩa chính là nhắm vào cơ hội này, trình độ nghiên cứu và quan tâm tới sản nghiệp đầu đĩa, những người khác không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bất kể Trương Á Bình coi trọng sản nghiệp đầu đĩa tới đâu, Trương Khắc tin ông ta không lường được trước Tết năm 96, thị trường đột nhiên tăng vọt khiến Philip không đủ hàng cung cấp. Trương Khắc cũng tin ông ta không dự liệu được kỹ thuật chip giải mã đời đầu của Samsung bị đá khỏi thị trường mau chóng như vậy, khiến mắt đọc Samsung cung ứng ra ngoài cũng mau chóng bị thị trường đào thải. Trương Khắc không hy vọng xa vời chiếm được nhiều lợi ích từ Philip, chỉ hy vọng Trương Á Bính nghiêm túc suy nghĩ đề nghị y đưa ra từ tháng 7. Ưu tiên cung ứng đủ linh kiện cho Ái Đạt. Hiện giờ cơ sản sản xuất của Philip còn chưa phát huy hết 1/3, để hợp tác đôi bên được vui vẻ hơn, lượng hàng Ái Đạt đặt của Philip đề cao tới 2 vạn bộ mỗi tháng trong 2 tháng sau, tới tháng thứ 3 sẽ lại tăng thêm 1 vạn nữa, để Trương Á Bình yên tâm phát huy hoàn toàn công suất cơ sở sản xuất. Chương 242, tiếng lòng của Trương Á Bình. Trương Khắc muốn có thêm thời gian ở bên Hứa Tư, nên kế hoạch chỉ ở lại Thượng Hải một ngày. Trương Khắc được Trương Á Bình tiếp đã với quy cách cao nhất, chữ Ái Đạt hiện tại là khách hàng lớn nhất của hắn ta ra, còn vì kỳ tích thị trường Ái Đạt sáng tạo ra gây ấn tượng mạnh với ông ta. Mặc dù kiến nghị sang năm sau hai bên đi sâu hợp tác của Trương Khắc thì Trương Á Bình vẫn phải suy nghĩ kỹ mới có thể trả lời, nhưng không trở ngại hắn ta biểu lộ sự kính phục của mình. Trương Khắc kiên trì muốn ăn cơm ở nhà ăn nhân viên của Philip, như vậy thuận tiện cho công việc, ăn cơm xong, đám Tô Tân Đông, Chu Du tiếp tục ở lại đàm phán với Philip. 2 giờ rưỡi, Trương Khắc sẽ lên máy bay tới Thâm Quyến, thời đó thủ tục đăng ký vé máy bay rất rắc rối, ăn cơm xong Trương Khắc chỉ nghỉ ngơi chốc lát, rồi muốn lên đường ra sân bay, y nóng lòng gặp Hứa Tư, có ở lại chẳng còn mấy tâm trạng làm việc, đi cùng Trương Khắc tới Hồng Kông chỉ có Phó Tuấn. Lúc này Trương Á Bình không nhịn được hỏi. Tôi thừa nhận, trong 3 tháng qua Ái Đạt đã sáng tạo nên một kỳ tích thị trường ở Hoa Đông. Lúc gặp ông Trương vào tháng 7 tôi không tin Ái Đạt có thể làm nên thành tích như thế này, nhưng tôi vẫn không hiểu, điều gì làm ông Trương có tự tin mạnh mẽ rằng trong 3-4 tháng tiếp theo, lượng tiêu thụ của Ái Đạt có thể tăng gấp 10 lần. Trương Khắc đưa tay xem đồng hồ. Rất xin lỗi, nếu ngày mai không phải vội quá cảnh tới Hồng Kông, tôi sẽ ở lại thảo luận thật thoải mái với giám đốc Trương. Để tôi tiễn ông Trương ra sân bay. Trương Á Bình bất ngờ nói,
hiển nhiên chuyện này vượt hẳn quy cách đãi ngộ mà Trương Khắc đáng được nhận. Bất kể là Trần Tín Sinh Tổng Giám Đốc Ty Trung Quốc, hay là vị Trương Á Bình này đều còn rất trẻ, trước kia đều từng du học nước ngoài. Trần Tín Sinh nhiều tuổi hơn một chút, nhưng cũng chỉ chừng 34, 35, Trương Á Bình thậm chí còn chưa tới 30. Thấy hắn đề xuất đưa mình tới sân bay, Trương Khắc nói. Sao dám làm phiền Giám Đốc Trương như thế? Nên mà. Trương Á Bình kiên chỉ muốn tiễn chân, Tô Tân Đông, Chu Du cũng muốn tiễn Trương Khắc tới sân bay, liền thay một chiếc xe thương vụ, mọi người ngồi cùng. Xe vừa khởi động rời khỏi cổng công ty, Trương Á Bình lại hỏi lại câu vừa rồi. Trương Khắc hỏi lại, Giám Đốc Trương chẳng phải nhìn thấy cơ hội cực lớn của đầu đĩa trong nước cho nên mới về nước xây dựng nhà máy này đấy sao? Đúng là như thế, nhưng trước khi thị trường đầu đĩa trở nên cuồng nhiệt, chưa có tạp chí nào phỏng vấn Trương Á Bình, để hắn thổ lộ tiếng lòng. Hiện giờ nghe Trương Khắc dùng ngữ khí mạnh mẽ như vậy hỏi ra, làm Trương Á Bình có cảm giác như được gặp tri âm. Nếu như Giám Đốc Trương một năm rưỡi trước còn có tự tin lớn như thế vào thị trường đầu đĩa, vì sao khi thị trường sắp thực sự tăng trưởng với tốc độ cao lại trở nên do dự? Trương Khắc tiếp tục hỏi, thu được lợi nhuận cách xù từ thị trường đầu đĩa không phải là nhà máy chế tạo, mà là nhà cung cấp linh kiện như C, Q, Philip. Nói tới đầu đĩa, người dân bình thường nghĩ tới Tân Khoa, Bộ Bộ Cao, Ái Đa V, V, V. Nhưng người thực sự quan tâm tới sản nghiệp đầu đĩa sẽ nghĩ tới C, Q, Philip, Sanio. Là nhân vật linh hồn của Philip tại Trung Quốc, các tạp chí chuyên ngành cũng liên tục đăng bài về Trương Á Bình. Trước khi chính thức gặp Trương Á Bình, Trương Khắc đã có ấn tượng cụ thể về hắn, Trương Á Bình không phải loại người kiểu cách ra vẻ, tiếng lòng hắn thổ lộ với truyền thông, cũng là vấn đề hắn đang suy ngẫm, nói vài câu làm hắn động lòng không phải khó. Trương Á Bình không ngờ mới lần thứ hai gặp nhau mà Trương Khắc đã có nhận thức sâu như thế về mình, xúc động nói. Trừ các con số ra thì tôi thiếu nhận thức trực quan về thị trường, cho nên mới có chút do dự. Còn tôi nhận thức về thị trường này là, kiềm chế sự phát triển của nó không phải do nhu cầu không đủ thịnh vượng, mà do cung ứng thiếu hụt nghiêm trọng, cho dù ở ngoài địa khu Hoa Đông, lượng tiêu thụ của Ái Đạt cũng tăng lên từng ngày, cho dù hiện giờ Ái Đạt có kìm hãm lại bước tiến mở rộng thị trường, bằng mỗi đầu tư quảng cáo trên DTHTW thì lượng tiêu thụ vẫn tăng vọt. Giám Đốc Trương không phải khi sản năng nơi này còn chưa đạt hết công suất đã muốn tiếp tục mở rộng, không phải muốn tiến hành hợp tác kỹ thuật mật thiết hơn với C, Q, thậm chí hình thành liên minh chiến lược, không phải định cùng C, Q nâng đỡ nhà máy, cùng khai phát thị trường đầu đĩa sao. Đó chính là cái mà sau này gọi là ba hành động của Trương Á Bình với thị trường đầu đĩa, lúc này vẫn ở giai đoạn ấp ủ, nhưng bị Trương Khắc nói thẳng ra, trong mắt Trương Á Bình thoát hiện vẻ chấn động, nhưng nội tâm không dễ bình phục lại như thế. Chẳng mấy chốc đã tới được sân bay, Trương Á Bình, Tô Tân Đông đợi tới tận khi xếp hàng làm thủ tục lên máy bay mới cáo từ rời đi. Trương Khắc xuống máy bay ở Thâm Quyến, có người của chi nhánh công ty Thịnh Hâm tại đây đón, ngày mai chuẩn bị quá cảnh từ cửa khẩu La Hồ, hiện giờ không phải thời du lịch thịnh vượng, cũng không phải kỳ nghỉ, nên không lo ngày mai qua La Hồ sẽ tốn nhiều thời gian. Buổi tối gọi điện thoại cho Tô Tân Đông, được biết những lời y nói trước khi ra sân bay gây xúc động lớn cho Trương Á Bình. Buổi chiều đàm phán, Trương Á Bình đã nới lỏng điều kiện. Trong ba hành động của Trương Á Bình bao gồm nâng đỡ nhà máy sản xuất đầu đĩa, Ái Đạt đương nhiên có thể lấy được sự ủng hộ của Trương Á Bình. Trương Khắc còn biết thực ra lúc này Trương Á Bình muốn hợp tác với Tân Khoa có thực lực tài chính và kỹ thuật hơn hẳn Ái Đạt. Nhưng Ái Đạt và Tân Khoa giống nhau, ngay từ đầu đã muốn thoát khỏi sự lũng đoạn kỹ thuật của những cự đầu hải ngoại như C, Q, Philip, thà để thời cơ đưa ra sản bị chậm một chút, còn hơn phụ thuộc vào nhà cung cấp linh kiện. Chỉ khác một điều là Tân Khoa không dùng trăm phương ngàn kế che giấu như Ái Đạt, cho nên với Trương Á Bình mà nói Tân Khoa không phải là đối tượng hợp tác lý tưởng. Trong điện thoại Tô Tân Đông còn nói, Trương Á Bình hy vọng được tới Hải Châu tham quan nhà máy của Ái Đạt, đây là một bước tất yếu, Trương Khắc nhớ mang máng trong mùa đông năm đó Trương Á Bình đi khảo sát tất cả xí nghiệp chế tạo đầu đĩa có quy mô khi đó, Ái Đạt nếu đã là trạm đầu tiên của hắn, tức là chiếm được tiên cơ rồi. Trương Khắc bảo Tô Tân Đông an bài cẩn thận, phải để Trương Á Bình thấy được năng lực và trình độ sản xuất của Ái Đạt, nhưng không được để hắn thấy thứ không nên thấy. Gọi điện thoại cho Tô Tân Đông xong, Trương Khắc liền gọi điện cho Hứa Tư, mặc dù ngày nào cũng gọi điện cho cô, nhưng xa nhau hơn một tháng rồi, lòng nhớ nhung vô cùng, y đã rất lâu rồi không nhớ một người tới như vậy. Trương Khắc cảm thấy mình thật giả dối, trong lòng rõ ràng khao khát được gặp Hứa Tư, nhưng lại cứ giấu giấu giếm giếm.
ở Hải Châu đã giấu giếm, tới Thâm Quyến vẫn giấu giếm. Người của Thịnh Hâm an bài Trương Khác ở khách sạn gần La Hồ, đi bộ tới bên La Hồ chỉ mất 15 phút. Trung tuần tháng 10, làn gió mùa thu mỗi ngày một lạnh, nhưng ở thành phố phương Nam, nhiệt độ vẫn còn rất cao, chỉ cần mặc áo sơ mi là đủ. Trương Khác đang đứng bên cửa sổ nhìn bầu trời âm u, giọt mưa rơi tí tách thì có tiếng gõ cửa vang lên, khoác áo ngủ ra mở cửa, ngạc nhiên thấy Hứa Tư đứng ngay bên ngoài. Trương Khác giáo giác nhìn bên ngoài không thấy có ai khác, ôm chầm lấy Hứa Tư, hỏi. Sao chị lại tới đây? Hứa Tư không đáp, dùng hết sức siết chặt Trương Khác một lúc mới buông tay ra. Phó Tuấn bảo tôi nói với cậu xuống nhà dùng bữa sáng. Cho dù cố ức chế tình cảm buông tay ra, nhưng trong đôi mắt như biết nói lộ ra tình cảm nóng bỏng, dưới chiếc mũi dọc dừa xinh xắn, cánh môi hồng ướt át phả ra hơi thở đầy mời gọi. Chương 243, nóng bỏng. Biết Trương Khác tối qua tới Thâm Quyến, người của Thịnh Hâm còn tẩy trần đón tiếp, Hứa Tư cố áp chế tương tư trong lòng, cả đêm trằn trọc không ngủ được, nên trời vừa sáng cô đã gọi trợ thủ lái xe tới đón Trương Khác. Phó Tuấn dậy sớm thật, đêm qua em còn chưa ngủ đủ. Trương Khác ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Hứa Tư, chăm chú nhìn cô gái y yêu thương, Hứa Tư mặc âu phục màu nâu nhạt, bên trong là áo cổ tròn màu ngà, váy màu lam dài tới đầu gối, giày cao gót, vai khoác túi xách màu xanh nước biển, trang phục của thành phần trí thức đoan trang lạnh lùng. Nhưng vẻ lạnh lùng của cô trong giây phút Trương Khác ôm vào lòng hoàn toàn tan chảy, thân run rẩy mềm oặt, phía dưới bụng âm ỉ truyền lại cơn kích tình nóng bỏng. Ánh mắt áp chế xuân ý lập lờ, làm cô quyến rũ vô hạn, cực kỳ mê đắm lòng người. Trương Khác bế Hứa Tư vào phòng, khẽ nói bên tai cô. Phó Tuấn biết quá trình rời giường của em rất thống khổ. Đừng! Hứa Tư miệng phản đối, nhưng cơ thể lại phản ứng trái ngược, chiếc lưỡi nhỏ vô thức đưa ra khẽ liếm cánh môi hồng, động tác cực nhỏ này nhưng làm Trương Khác mất lý trí, hai tay trượt xuống bóp chặt lấy cặp mông đầy đặn, miệng áp tới cánh môi Hứa Tư hôn như điên dại. Hứa Tư như lịm đi trong nụ hôn vồ vập của y, trong mùi nam nhân nồng nồng, ý thức tỉnh táo duy nhất chỉ đủ để phối hợp với động tác của y cởi y phục không để nó bị nhăn, nhưng tới khi y phục bị Trương Khác lột bỏ hoàn toàn, cô cũng hoàn toàn buông thả bản thân, dùng lưỡi dùng bầu vú của mình nhiệt tình hưởng ứng, kích thích dục vọng của Trương Khác bùng phát. Hai cơ thể trần truồng ôm chặt lấy nhau trên giường, nhiệt độ trong phòng ngày một dâng cao, Trương Khác tiến vào cơ thể Hứa Tư với chút thô bạo. Hứa Tư trong lúc phấn kích chẳng hề kiêng dè ngửa cổ phát ra tiếng rên rỉ kéo dài. Tình dục của hai người áp chế quá lâu, khi bùng phát liền hết sức mãnh liệt, trận chiến không kéo dài được lâu, sau ân ái, Hứa Tư cuộn mình như con mèo nhỏ nép vào lòng Trương Khác, bầu vú thiếu nữ chuyển biến thành thiếu phụ, trải qua lễ gột rửa của nam nhân càng trở nên căng tràn áp sát vào ngực y, hưởng thụ giây phút êm đềm hiếm có, thời gian giao hoan tuy ngắn nhưng cô dường như hao hết sức lực toàn thân, trên lưng lấm tẩm mồ hôi thơm. Tấm thân trắng nõn nả ánh sắc hồng đào dụ hoặc. Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi rả rích, nghe tiếng mưa rơi một lúc lâu, Hứa Tư mới thở ra một hơi nói. Tưởng chết mất rồi. Trương Khác cúi đầu xuống nhìn đôi mắt long lanh nước của cô, hàng mi cong cong vẫn còn khẽ run rinh, không kìm được hôn chụt một cái lên cánh môi đỏ, hít hà mùi thơm trên cổ Hứa Tư, bàn tay chưa biết đủ vầy vò bầu vú no căng thành đủ mọi hình dạng. Hứa Tư thì đã khôi phục lại lý trí, vòng tay ôm lấy hông Trương Khác. Há miệng cắn vào vai y một cái, rồi cựa mình ngồi dậy nói. Mọi người đang đợi trong phòng khách đấy, cậu nhanh rời giường đi. Rồi kéo chăn bọc lấy người, ôm y phục vào phòng vệ sinh. Trương Khác rửa mặt xong thì Hứa Tư đã ngồi trước bàn trang điểm chỉnh trang lại, hỏi cô. Đã ổn chưa? Đã bảo đừng rồi, cậu bảo tôi làm sao ra ngoài gặp người khác đây? Hứa Tư hờn dỗi từng mắt nhìn Trương Khác, gò má hơi hơi đỏ. Đôi mắt long lanh chưa tan hết kích thích sau một hồi cảm xúc mãnh liệt, nhìn cô như vậy, ai cũng có thể đoán ra vừa xảy ra chuyện gì. Trương Khác cười hì hì. Hay là chị ở lại trong phòng nghỉ thêm một lúc nữa, em xuống lầu ăn sáng, người khác hỏi tới, em sẽ nói là chị bỗng nhiên bị cảm lạnh, đang nằm nghỉ trên giường. Hứa Tư khẽ phì một cái, cô đành chịu thua y, Trương Khác nhẹ nhàng đi tới sau lưng cô, ôm lấy vòng eo nhỏ, đặt cằm lên đầu cô, thì thầm. Em nhớ chị. Nhớ chị, mỗi đêm trong mơ gặp chị mãi mãi không đủ vơi đi một phần nhớ nhung. Hứa Tư cảm giác cơ thể mình như sắp tan chảy. Giám đốc chi nhánh của Thịnh Hâm tới tháp tùng nhóm Trương Khác quá cảnh, Diệp Kiến Bân nhiệt tình phục vụ, bị Trương Khác xấu bụng đoán không biết có phải hắn ác độc phái người phá đám mình vừa Hứa Tư hay không. Nghiệp vụ của Thịnh Hâm chủ yếu là ở địa khu Hoa Đông,
nhưng thiết lập chi nhánh ở Thâm Quyến với một công ty lấy mậu dịch làm chủ thể có rất nhiều ích lợi, huống chí Diệp Chăn Dân từng công tác ở Hong Kong một thời gian, có liên hệ mật thiết với phía Thâm Quyến, có mạng giao thiệp không tệ ở đây. Dù không phải cuối tuần hay kỳ nghỉ, nhưng người tới bên bờ La Hồ du ngoạn vẫn rất nhiều, thêm vào việc kiểm tra nghiêm ngặt, mỗi chiếc xe quá cảnh đều kiểm tra, cho nên tốc độ không thể nhanh được, cho tới gần giữa trưa mới qua được cửa khẩu La Hồ, tiến vào Hong Kong. Hứa Tư sau khi tới Hong Kong thuê một chiếc xe ở đương địa, nhưng lái xe lại là người Thâm Quyến, thuê qua Thịnh Hâm, hợp đồng cũng là do Thịnh Hâm làm. Giữa thập niên 90, hơn 100 vạn người làm công đổ vào Thâm Quyến, hình thành làn sóng ra vùng ngoài làm việc cao nhất bấy giờ, trong đó quy tụ vô số nhân tài ưu tú. Trước khi Hong Kong trở về, những người muốn tới Hong Kong làm việc không phải dễ. Trương Khác thành lập công ty ở Hong Kong không phải chỉ là để thuận tiện giao dịch giữa Ti và Ái Đạt, mà còn để chiêu mộ nhân thủ ưu tú ở Thâm Quyến. Trước tiên khi ấy Thâm Quyến gần như tụ hội nhân tài tới từ khắp các nơi trong cả nước, so với ở Hong Kong dễ dàng chiêu mộ được người có cùng năng lực, lại chi phí ít hơn nhiều, song đó chỉ là điều thứ yếu, Trương Khác cần là nhân viên cao cấp có lòng trung thành, điểm này rất người Hong Kong rất khó bồi dưỡng. Đương nhiên muốn tuyển mộ được người từ Thâm Quyến đưa sang Hong Kong làm việc phải dùng tới mối quan hệ của nhà họ Diệp. Hôm qua bên Hong Kong mưa rơi liên miên suốt cả ngày, thời tiết mát mẻ, cây cối được gột rửa sạch sẽ, bừng lên vẻ đẹp tự nhiên, Trương Khác mấy lần tới Hong Kong, nhưng chẳng có thời gian rảnh rỗi để dạo chơi, lần này tới đây chỉ có một việc, vì có thêm thời gian ở bên Hứa Tư, Trương Khác từ đầu tới cuối không nhắc tới việc mở tài khoản ở ngân hàng đương địa. Hong Kong khắp nơi đều là núi, hết ngọn này nối ngọn khác, trên con đường lên xuống, ngồi xe ở ngọn núi này đã nhìn thấy ngọn núi khác, Hong Kong chật hẹp. Dù trên vách núi cũng mọc chi chít các tòa nhà cao tầng. Thời hoàng kim cuối cùng của ngành địa ốc Hong Kong sắp tới, sau đó cơn bão tài chính châu Á ập tới, khiến nó trọng thương tới 10 năm không phục hồi được. Chi tiết hơn Trương Khác không biết, nhưng có nhận thức đại khái về thời gian và quy mô ảnh hưởng của nó, hẳn những người có chút kiến thức kinh tế trong nước đều có kiến thức này. Muốn biết nhà ở Hong Kong nơi nào có giá trị thì phải đi tìm chuyên gia địa ốc ở Hong Kong để hỏi. Ngành địa ốc ở Hong Kong thịnh vượng tất nhiên những tập đoàn địa ốc bản địa được lợi nhất, tiếp đó ảnh hưởng tới biểu hiện của những công ty này trên thị trường tài chính Hong Kong, địa ốc Hàng Sơn, địa ốc Tân Hồng, thực nghiệp Trường Giang, đó là những tập đoàn địa ốc vang danh toàn quốc, nhắc tới Hong Kong là không thể nhắc tới họ, có bọn họ chẳng cần bỏ thêm tiền đi tìm chuyên gia tài chính để hỏi. Trương Khác lần này rút ra 400 vạn để Hứa Tư tới Hong Kong thành lập công ty, cùng mua một chút bất động sản, để công ty có một cơ sở tốt. Số tiền này không thể đầu tư vào thị trường tài chính. Tiền trong nước muốn đưa vào thị trường tài chính Hong Kong đầu tư là rất khó, huống chi trong tay Trương Khác không có tiền, mặc dù chẳng phải là không có cách, nhưng có tiền lúc này đầu tư thực nghiệp trong nước, thu lợi chẳng kém đầu tư cổ phiếu, nhưng năm sau có lợi nhuận từ chip giải mã của Ti, đương nhiên chẳng thể để trong ngân hàng hưởng chút lợi tức ít đến đáng thương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 10.